Tụng đại bi càng tụng càng đẹp, càng sáng, càng hiền, càng yêu thương bá tánh chúng sanh nhiều. Mặt mày rất là đẹp, bởi vì mình tiếp nhận năng lượng của chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát. Trung đạo không có muốn huynh đệ đi vào ấn thủ, ấn chú. Chúng ta chỉ đặt trọng tâm vào cái luồng năng lượng của đại bi thôi. Khi chúng ta tụng đại bi đúng mức thì mình sẽ tiếp nhận luồng năng lượng của chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát, lúc nào cũng gia hộ mình. Cho nên khi mà mình tiếp nhận năng lượng không ngừng nghỉ thì người của mình nó rất là mạnh mẽ, cho nên bệnh tật tiêu trừ. Nhờ bệnh tật tiêu trừ cho nên gương mặt mình rất là sáng đẹp. Đó là cái công năng lợi lạc của đại bi. Đầu tiên là giải trừ bệnh tật cho bản thân, bên cạnh đó giải trừ oan gia trái chủ, bên cạnh đó là giải trừ nghiệp chướng của chính bản thân. Cho nên nghiệp chướng tiêu trừ thì đạo hạnh mới phát khởi được. Khi đạo hạnh mình phát khởi như vậy thì trí tuệ mới rộng lớn sáng suốt được. Nhờ trí tuệ rộng lớn sáng suốt như vậy mình mới nhìn thấy được cái gì là nghiệp xấu, cái gì là nghiệp tốt. Cho nên chúng ta sống rất là hiền lành thiện lương, biết yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, biết biểu lộ tình thương yêu, thì thực sự lúc đó mình mới là người tụng đại bi. Khi tụng đại bi rồi, chúng ta phải ngồi lại ít nhất là 20 phút. Ở đây có ai làm chưa? Ít nhất nha. Có làm vậy chưa? Hay tụng xong rồi phủi đít cái rột đứng dậy hả? Có bao nhiêu người giơ tay lên? Quá ít. Tất cả đều phải làm như vậy á thì mình mới tiếp nhận. Khi tụng đại bi là sao? Tụng đại bi là tâm sự với chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Tụng đại bi là mời chư thiên chư Phật chư Bồ Tát chứng giám cho mình tu học. Tụng đại bi là tâm sự với các ngài, mong các ngài ban bố ân điển chúng ta tiến hóa trong việc tu tập. Cho nên tụng xong hả, mời khách quý tới là phải ngồi lại ít nhất là 20 phút, hít sâu thở dài niệm Phật để tiếp những sự dạy dỗ trong âm thầm. Lúc đó mới thực sự là công phu hoàn mãn. Nếu tụng đại bi mà sách đích đứng dậy mỗi một ngày một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, một ngày, một năm, 2 năm, 10 năm, chúng ta mang cái tội bất kính, bất kính, đại bất kính. Tụng kinh đại bi là mời chư thiên chư Phật chư Bồ Tát chứng giám sự tu học rồi bỏ đi sau khi tụng là bất kính. Mời khách quý tới nhà mà không tiếp là bất kính. Nhiều năm như vậy chúng ta mang cái tội bất kính, chúng ta không học được gì hết. Cho nên để đạt được cái quyền năng đó, chúng ta tụng đại bi xong ngồi lại, hít một hơi dài niệm Phật, thở một hơi dài niệm Phật, mình sẽ được an lặng. Trong cơn yên lặng tuyệt đối này, chúng ta mới tiếp nhận sự dạy dỗ của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, mà người thế gian gọi là tri kiến Phật đó. Trong sự yên lặng tuyệt đối, con người ta mới nhìn thấy được Phật tánh của chính mình. Và cũng trong cơn yên lặng tuyệt đối đó, con người mình tiếp nhận được quyền năng của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, lúc đó mới thật sự là công phu hoàn mãn. Còn nếu tụng xong bỏ đi mà không niệm Phật là chỉ có phân nửa thôi. Chẳng hạn niệm Phật mà không tụng đại bi chỉ có phân nửa mà thôi. Tụng đại bi đi giải trừ nghiệp chướng quan gia trí chủ bệnh tật thì niệm Phật mới được an lành hạnh phúc. Trung đạo hỏi huynh đệ nha, nếu mà đau bệnh như vậy niệm Phật có thấy được không? Ngồi đây mà đau, đau đầu gối, đau lưng, đau đầu, đau cổ, đau bụng, bệnh tật, niệm Phật có thấy an lạc không? Không. Không có đủ cơ hội và điều kiện để niệm Phật thì làm sao an lành hạnh phúc? Muốn niệm Phật được như ý, chúng ta phải tụng đại bi giải trừ bệnh tật quan gia trái chủ nghiệp chướng của mình trước đi, rồi niệm Phật mới được an lành. Đây là con đường đi ngắn gọn nhất mà huynh đệ không làm được á, đừng có hòng mà vãng sanh như ý. Tại sao? Đại đa số huynh đệ muốn niệm Phật để vãng sanh như ý, phải không? Có phải vậy không? Đúng không? Nói đi, đúng không? Đừng có hòng, mơ đi cưng, mơ đi cưng. Niệm Phật mà quan gia trái chủ, những người xung quanh còn ghét mình mà còn bệnh tật tùm lum mà đòi vãng sanh như ý. Cho chúng ta tụng đại bi đi giải trừ bệnh tật trước cái đã, cho thân tâm an lạc cái đã, cho trí tuệ sáng suốt thì niệm Phật mới được như ý. Tại sao? Tụng kinh xong niệm Phật để giữ cho thân tâm thanh tịnh. Thân niệm, tâm niệm. Khi thân tâm thật là thanh tịnh, thân niệm cùng tâm niệm thì lúa thân tâm hòa nhập là Phật. Nếu mà thân niệm mà tâm không niệm, hoặc là tâm niệm mà thân không niệm, thì thân tâm không thể nào hòa nhập, thì dứt khoát không thể nào thanh tịnh được. Cho nên nếu mà trí bất tịnh, tâm bất định, thân sinh bệnh, trí tịnh, tâm định, thân không bệnh, lúc đó niệm Phật mới được như ý. Rõ ràng như vậy.
Bây giờ Trung Đạo hướng dẫn cho huynh đệ tu làm sao để được niệm Phật, để được nhất tâm niệm Phật, để được vãng sanh như ý. Trước khi đó chúng ta phải hoàn tất cái nhân đạo cái đã. Tu nhân học Phật mà, đúng không? Nhân đạo còn luộm thuộm. Nhân đạo là gì? Là cái tình của mình dành cho huynh đệ chung quanh. Cái bổn phận mình đối với ông bà, cha mẹ, anh em, bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng, bổn phận làm em, làm con trong nhà. Chưa hoàn tất thì đừng nói cái chuyện Phật. Tu nhân học Phật mà, nhân đạo chưa tròn mà nói chuyện Phật thì còn xa lắm. Có phải vậy không? Còn kiếm đủ thứ chuyện xấu xa đây mà nói chuyện trên kia không mà mơ hồ. Còn tính toán nè, trong cái đầu còn đủ chuyện hết nè, mà đòi vãng sanh như ý. Có phải vậy không? Thành ra nhân đạo tròn đi thì Phật đạo sẽ chờ đón chúng ta. Nhân đạo chưa tròn đừng có nói chuyện Phật, nói cái miệng cho vui vậy thôi. Còn khi còn tính toán âm mưu hãm hại những người xung quanh, tìm cách lợi dụng lừa đảo huynh đệ trong đạo tràng của mình, nói cái chuyện Phật thiệt là đúng là khẩu Phật tâm xà. Làm sao mà niệm Phật vãng sanh được? À, cái mặt mình á, nó hiện sao là do cái tâm mình như vậy, chứ gọi là tướng tự tâm sanh. Cái tâm mình không tốt lành là cái mặt nó hiện ra liền, cho dù mình nói hay cái nào, lâu lâu người ta rình, ta thấy cái mặt mình là rõ ràng là xảo trá rồi. Thì đâu niệm Phật sao vãng sanh như ý được? Có đúng vậy không? Cho nên cái miệng mình niệm Phật, cái lòng mình phải niệm Phật. Cái miệng niệm Phật, cái đầu phải nghĩ tới Phật. Cái miệng niệm Phật, cái tâm mình phải tưởng tới Phật. Lúc đó mới thực sự là niệm Phật. Còn niệm bằng cái miệng không thôi, giống như bỏ muối xuống biển thôi. Bây giờ hỏi lại, trả lời cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ để trả lời. Có quyết tâm niệm Phật để vãng sanh như ý hay không? Trung Đạo sẽ chia sẻ thêm. Có quyết tâm vậy không? Có quyết tâm không? Rồi phải lắng nghe cho kỹ. Con đường đi từ đây tới ngày hôm đó, ngày đó là cái ngày cận tử nghiệp đó, đơn giản lắm. Nếu từ đây tới ngày hôm đó mà sống không có yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, không đối xử với người ta đồng đẳng, không bỏ tình thương ra cho mọi người giống nhau, còn tính toán cân đo đong đếm, đừng có hồng vãng sanh như ý. Cho nên chúng ta thương yêu bá tánh chúng sanh bằng một tấm lòng duy nhất. Phải biết rằng là tất cả những người ngồi trước mặt mình đều là con cái của chư Phật. Mình phải yêu thương người ta giống như Phật yêu thương mình vậy đó. Thế mới sự gọi là yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Niệm Phật mà không có chữ đại từ đại bi bên cạnh là dứt khoát không vãng sanh như ý. Niệm Phật phải cộng lòng đại từ đại bi thì chắc chắn con đường đi trở về chư Phật rất là rõ ràng, không cần phải cầu xin khóc lóc năn nỉ. Bây giờ chúng ta tụng đại bi để chúng ta giải trừ bệnh tật quan gia, trái chủ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, rút ráo giải thoát. Sau đó niệm Phật cho miên mật. Ngày nào vậy hả? Rảnh là làm. Đi đứng nằm ngồi là đại bi, đi đứng nằm ngồi là niệm Phật. Rồi biểu lộ cái tánh thương yêu của mình dành cho huynh đệ bá tánh chúng sanh trong đạo tràng bên ngoài đường. Khi chúng ta có cặp mắt nhìn huynh đệ mình tất cả giống nhau, tất cả là con của Phật hết, lúc đó tình thương mới đồng đẳng được. Khi tình thương của mình dành cho trong gia đình mình với bên ngoài giống nhau không sai biệt, lúc đó là mình đang biểu lộ cái hạnh của Bồ Tát. Mà Bồ Tát hạnh tròn đủ còn nghĩa là nhân đạo tròn đủ. Hãy nhân đạo tròn đủ thì nhịp cầu giữa mình với Phật đã được nối liền. Nhân đạo, cái nhịp cầu này đã được nối liền với mình và Phật, thì nhân đạo tròn thì Phật đạo sẵn sàng mở cửa để chờ đón một người đã hoàn tất nhân đạo. Có nghĩa là người này đã biểu lộ được cái Bồ Tát hạnh đó. Nhân đạo chính là Bồ Tát hạnh đó, chứ không có khác biệt gì hết. Trong sách vở nó nói mù mờ, quý vị không hiểu nhân đạo là Bồ Tát. Người sống mà tròn đủ, đắc nhân tâm ở thế gian, vì đó chính là Bồ Tát tại thế. Mà sách vở nó gọi là Niết Bàn Hữu Dư đó. Nó nhiều chuyện, nói đại là Bồ Tát cho rồi. Hiểu không? Còn biết cái này biết cái nọ, người ta gọi trong sách vở là tiểu ngộ thôi. Chừng nào mà ngủm chết lên kia mới đại ngộ là trễ rồi. Từ ngữ thôi, đừng để ý tới nó. Để ý tới làm cách sống của mình, cách đối xử, hành xử, tiếp xử của mình như thế nào với vấn đề ba tánh chúng sanh. Đó mới là cái chuyện quan trọng trong việc tu học của mình. Nhân đạo còn luộm thuộm, còn tính toán, còn mưu toan, còn xảo trá, còn lừa gạt, còn phản bội, còn mưu mô tính toán đủ điều đủ chuyện ở thế gian, đừng có hòng mà tròn nhân đạo. Mà nhân đạo không có rồi, đừng nói chuyện Phật, mơ hồ. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Dễ không?
dễ ghê ha. Cho nên để việc niệm Phật mình, tụng kinh của mình nó có kết quả giá trị như mong muốn, chúng ta phải để ý những điều kiện cần thiết trong việc sống tu học nè. Đừng có nghĩ rằng là các vị cạo đầu như sư phụ, thầy với lại huynh đệ đó, cạo đầu máu mới là tu. Không phải, huynh đệ là tu sĩ, cho dù không thọ đại giới vẫn là một tu sĩ trong một khía cạnh nào đó. Chúng ta đều có khả năng tu giống nhau, nhưng chúng ta không biết cách tu để phát triển cái quyền năng đó thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng lấy những điều kiện cần thiết cho người tu học, là chẳng hạn như là đầu tiên là phải biết ăn chay cái đã, để tập cái tánh từ bi hỷ xả dành cho chúng sanh trước. Nếu không ăn chay thì dứt khoát cái hạnh từ bi không biểu lộ được. Biểu lộ ngay cái chỗ mà mình không ăn chúng sanh đó, là đã từ bi rồi. Huynh đệ mà còn tu tụng, còn niệm Phật mà muốn cho nghiệp thật là nhẹ, trí tuệ sáng suốt, việc đầu tiên phải biết từ bỏ ăn thịt chúng sanh. Khi vị còn cầm một miếng thịt nhai ngấu nghiến và thưởng thức cái miếng thịt này, nó ngon nó dở, còn chứng tỏ rằng là tâm mình, lòng mình vẫn còn ác niệm đầy dẫy. Cho nên đừng có hòng mà mơ vãng sanh như ý. Cho nên cận tử nghiệp, lúc mà vay mượn chúng sanh nhiều quá, trước khi chết á, nằm dẫy đạch đạch, rên rỉ, khóc lóc, la hét, chứng tỏ ra là quan gia trái chủ còn bu đeo, còn đòi, còn kiếm cách trả thù, cho nên mình mới rên rỉ la hét như vậy. Bởi vì mình vay mượn họ quá nhiều, có rõ không? Cho đến khi mà mình niệm Phật 20 năm sau mà nằm rên rỉ như vậy, chứng tỏ là công năng niệm Phật mình chẳng có kết quả gì cả. Mới nhờ huynh đệ tới đứng một đống hộ niệm, thiệt là xấu hổ. Niệm Phật 20 năm sau mà nằm rên rỉ la hét là chứng tỏ mình không có công năng gì cả, mà tội lỗi vẫn còn đầy, cho nên mới la hét đó. Còn mà người niệm Phật ăn sạch thiệt sạch, ăn không chúng sanh, 20 năm sau trước ngày mà cận tử nghiệp như vậy nữa, người ta biết được mấy giờ đi, mấy giờ trút hơi thở cuối cùng, huệ căn huệ lực, định căn định lực đầy đủ, biết giờ giấc mình ra đi, mỉm cười rồi đi, người đó mới thực sự là tịch, đúng nghĩa gọi là vãng sanh như ý muốn. Còn mình nằm mình dãy đạch 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 một hồi mới ngủm trong đau đớn, nó gọi là ngủm đó, chứ đừng có nói là tịch, hiểu không? Chết trong đau khổ đừng có hồng vãng sanh. Thì nào chết trong an lạc hạnh phúc mỉm cười á, nó có hy vọng được vãng thôi. Còn mà dãy đạch đạch á, siêu còn chưa được cái nói vãng. Bây giờ rõ cái chuyện siêu với vãng chưa? Thật ra sống làm sao để được siêu đã hay rồi, còn vãng là quá tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải biết biểu lộ cái nhân đạo của mình dành cho gia đình, dành cho anh em huynh đệ chung quanh, dành cho đạo tràng, dành cho các thầy các cô, dành cho mọi người chung quanh. Mà mình yêu thương mọi người đồng đẳng, lúc đó mình mới tròn nhân đạo được. Hãy nhân đạo tròn thì Phật đạo mở cửa chờ đón mình. Cái ngày vãng sanh đã rõ ràng rồi, đâu cần phải ngồi đó mà rỉ mỏ rồi rên la, có rõ không? Bây giờ biết cách nào để đừng cho nằm nó dãy đạch đạch rồi rên rồi la rồi chết không? Đừng bao giờ vướng vào cảnh đó. Nếu đã niệm Phật rồi thì cố gắng đừng bao giờ vướng vào cái cảnh cận tử nghiệp khóc lóc, rên rỉ van xin. Nhớ chưa? Thật là xấu hổ với mấy ổng niệm 20 năm sau vẫn còn rên rỉ. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Cho nên để mà niệm Phật vãng sanh thì nghĩ chúng ta phải cố gắng tụng kinh để giải trừ nghiệp chướng quan gia, để tụng kinh để không tật bệnh, thì niệm Phật mới an lành hạnh phúc. Muốn sống trong cõi tịnh độ hiện tiền trước con mắt mình, mình phải biết niệm Phật làm sao cho được an lạc hạnh phúc tuyệt đối. Có nghĩa là giờ giây phút nào cũng an lạc hạnh phúc, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng an lành, lúc nào cũng hoan hỷ. Đó là tịnh độ hiện tiền đó. Ở cõi tịnh độ hiện tiền này mà không thực hiện được thì làm sao có cái cõi tịnh độ bên cạnh? Ngay giờ phút này không được hạnh phúc an lạc thì làm sao lúc chết được an lạc hạnh phúc? Có phải vậy không? Rõ không? Rõ như vậy luôn mà. Để việc tu học chúng ta có kết quả như mong muốn, chúng ta phải tập. Phải tập. Tu học xong rồi tu tập. Tu tập phải tu sửa. Sửa cái gì không tốt lành, sửa tánh hư tật xấu. Bắt đầu tu hành, hành những gì đã học hỏi được. Có phải vậy không? Hành làm sao? Đừng hành bản thân mình cho bệnh tật, hành cho huynh đệ trong nhà đau khổ, hành bà con lối xóm khó chịu. Mình nghĩ mình tu mình giỏi, gặp ai cũng bắt bẻ, đó là hành đó. Hở chút xíu nói lỗi người ta, nói lỗi người ta. Người tu mà nói lỗi người khác hoài, người đó bệnh rồi đó. Người tu mà thấy mình đúng mà mọi người sai, người này đã bệnh, người này đậu quả nhập ma rồi. Rõ chưa? Một người tu tụng kinh niệm Phật là không thấy lỗi huynh đệ mình, thấy ai cũng dễ thương hết, người này là đã biểu lộ chánh pháp.
Người tu mà bắt lỗi huynh đệ mình hoài, thấy đứa nào cũng sai, thấy nào cũng trật, kiếm chuyện hoài, người này đã bị tẩu quả nhập ma, gọi là tà pháp. Đồng ý là niệm một câu Phật giống nhau, nhưng mà mình lòng đại từ đại bi càng ngày càng lớn mạnh, thì chứng tỏ mình đã vào chánh pháp. Còn niệm một câu Phật như vậy mà càng ngày mình thấy hơn người ta, coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh, sỉ vả chửi mắng phê bình chỉ trích hoài, biết rằng là cái người này đi vào tà pháp đó. Nhớ chưa? Tụng kinh gì không cần biết, niệm Phật gì không cần biết, mỗi một ngày mình yêu thương bá tánh càng nhiều càng nhiều càng nhiều, thì biết rằng mình đang đi vào chánh pháp, đang biểu lộ Phật pháp. Còn mình tụng kinh gì, niệm Phật gì, nói pháp gì không cần biết, một ngày càng lúc càng khó chịu, càng khó ưa, càng tự cao tự đại, càng hãnh diện việc làm của mình, quên quan tự đắc, phải biết rằng người này đang lọt vào ma đạo. Nhớ chưa? Bây giờ muốn vào chánh pháp hay vào ma đạo, nói nghe coi. Phải làm sao? Phải yêu thương mọi người, phải biết giúp đỡ huynh đệ bá tánh chúng sanh, phải biết làm việc thiện, phải biết cầu đạo cao, phải biết giúp đỡ huynh đệ khi cần thiết, đó mới thực sự là một Phật tử thuận thành chân chính. Nhớ chưa? Thầy nói có nhanh quá không? Nghe rõ không? Dễ hiểu không? A Di Đà Phật. Dạ. Bây giờ có thấy đường tu của mình rõ chưa? Thấy đường tu rõ chưa? Rồi bây giờ đi sâu chút xíu, hơi từ ngữ một chút. Tụng kinh niệm Phật, mục đích chính của chúng ta giúp cho tam nghiệp của mình được an lành thanh tịnh. Tụng kinh niệm Phật để giải trừ bệnh tật, quan gia trái chủ, nghiệp chứng tiêu trừ, đúng không? Là đang giúp cho tam nghiệp là ý, khẩu, thân. Người Tàu gọi là thân, khẩu, ý. Người Việt Nam đọc ngược là ý, khẩu, thân. Ý mà không thanh tịnh thì khẩu thân sẽ không thanh tịnh. Ý mà thanh tịnh thì khẩu thân sẽ thanh tịnh. Cho nên việc đầu tiên chúng ta tụng kinh niệm Phật để giữ cho cái ý thanh tịnh. Ý gọi là tâm viên ý mã. Ý như con ngựa vậy đó. Một phút nó nhảy 1000 lần, nó nghĩ bậy 1000 lần. Một phút thôi nó nhảy bậy 1000 lần. Cho nên mình niệm Phật tụng kinh để giữ gìn cho cái ý này không nhảy lung tung. Mà trong ý mình chỉ có niệm Phật tụng kinh không thôi, thì chắc chắn khẩu thân mình sẽ được an tịnh theo cái ý. Người tụng kinh niệm Phật mà ý không thanh tịnh thì chắc chắn khẩu thân sẽ tạo tác nghiệp quả. Ý nghĩ bậy thì thân sẽ làm bậy và khẩu sẽ nói bậy, thì chắc chắn tam nghiệp sẽ làm bậy. Tam nghiệp này không thanh tịnh thì chắc chắn sẽ tạo tác nghiệp quả. Cho nên tụng kinh niệm Phật để giúp cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ vậy cho nên chúng ta bớt tạo tác nghiệp quả. Rõ chưa? Dễ không? Dễ ha. Rất là dễ. Trong tam nghiệp này, tức là ý, khẩu, thân, quan trọng nhất là cái thằng ý này nó phải được an lành hạnh phúc trước, thì khẩu thân sẽ được an lành. Thằng ý không an lành, khẩu thân sẽ tạo tác nghiệp ác. Cho nên chúng ta tụng kinh niệm Phật để giúp cho cái ý của mình thật là thanh tịnh, thì tam nghiệp chắc chắn sẽ không khởi, không tạo tác nghiệp ác. Trong tam nghiệp có 10 điều ác. Nếu mà tam nghiệp không khởi 10 điều ác này, chúng ta hoàn tất 10 điều thiện. Có đúng vậy không? Mà 10 điều thiện này đã thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, từng hơi thở ra vào, cũng còn có nghĩa là huynh đệ Phật tử đang giữ gìn ngũ giới đó. Đúng vậy chưa? Thấy chưa? Tam nghiệp nó có 10 điều ác mà. Ý nó có 3 điều ác, khẩu 4 điều ác, thân có 3 điều ác. Nếu chúng ta không thực thi những điều ác này, thì chứng tỏ là chúng ta không đang thực hiện 10 điều thiện. Khi chúng ta thực hiện 10 điều thiện trong từng hơi thở ra vào, cũng còn có nghĩa chúng ta đang giữ gìn cho ngũ giới, đó là sát, dâm, đạo, vọng, tưởng. Khi mà giữ gìn ngũ giới tuyệt đối thanh tịnh rồi, thì ý, khẩu, thân đại thanh tịnh. Ý, khẩu, thân đã đại thanh tịnh rồi, chắc chắn lục căn sẽ đại thanh tịnh. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà lục căn đại thanh tịnh rồi thì chắc chắn niệm Phật sẽ nhất tâm. Mà niệm Phật nhất tâm rồi chắc chắn vãng sanh sẽ được như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải vậy không? Rõ chưa? Bây giờ chúng ta việc đầu tiên là giữ cho ý, khẩu, thân được thanh tịnh bằng cách là giữ gìn chánh niệm. Chánh niệm là nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Luôn luôn lắng nghe tiếng niệm của bản thân mình, lúc đó mới thực sự là chánh niệm. Trong chánh niệm, tà niệm, ác niệm, vọng niệm, tạp niệm không có cơ hội khởi dấy lên. Cho nên
ý khẩu thân luôn luôn được thanh tịnh là vậy. Nhờ tám nghiệp thanh tịnh cho nên lục căn mới được thanh tịnh. Nhờ lục căn thanh tịnh cho nên niệm Phật mới nhất tâm. Nhờ niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày, lúc đó vãng sanh mới được như ý đó. Nam mô A Di Đà Phật. Có phải vậy không thầy? Hả? A Di Đà Phật. Chúng ta phải có con đường đi rõ rệt, phải có mục đích. Niệm Phật để làm gì? Không phải để ngủm rồi an lành ngủm, không phải vậy. Niệm Phật để thân tâm được an lạc, sống tròn bổn phận đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em trong nhà, đối với vấn đề bá tánh chúng sanh. Niệm Phật để biểu lộ cái nhân đạo của mình cho thật tròn đầy. Niệm Phật để biểu lộ cái Bồ Tát hạnh mình cho bá tánh chúng sanh, nó mới thật sự là niệm Phật. Còn niệm Phật bằng cái miệng không á, về nhà ca vọng cổ cho nó đã, nhớ không? Niệm Phật bằng cái miệng, niệm Phật bằng tấm lòng, niệm Phật bằng con tim, niệm Phật bằng trí tuệ, niệm Phật bằng cả thân ý của mình luôn trong đó, mới thật sự là đúng nghĩa niệm Phật. Mới giải trừ được bệnh tật, giải trừ được quan gia trái chủ, giải trừ được nghiệp chướng. Còn nếu niệm Phật bằng cái miệng không á, đừng niệm, mất công lắm. Mới niệm xong cả ngày hôm nay ra cổng cái nói bậy cái bị chửi rồi. Chửi đã đợi mới nhớ chết cha, hôm nay mình niệm Phật một ngày mới hầm người ta, nói hôm nay mà ta không tu tao ăn thịt mày luôn á. Có phải vậy không? Nhớ không? Niệm Phật đừng ngồi bầm 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 miếng thịt mà niệm Phật, nhớ không? Tội lỗi sẽ tràn đầy. Cắt cổ con cá, đập đập con cá dẹp lép rồi mà niệm Phật, nghiệp chướng tràn đầy. Cho nên để trợ duyên cho việc tu học của mình, cố gắng ăn sạch đi, cố gắng nghĩ sạch, cố gắng nói sạch, cố gắng làm sạch, thì nghiệp sẽ sạch. Cho nên chúng ta phải cố gắng nghĩ thiện, cố gắng ăn thiện, cố gắng làm thiện, cố gắng nói thiện, thì nghiệp sẽ thiện. Bởi luật quả báo của vũ trụ không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai, không bao giờ bỏ qua cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Hả? Vừa nghĩ bậy là đã ghi sổ rồi, vừa nói bậy ghi sổ, vừa làm bậy là ghi sổ, không bỏ qua chút xíu nào hết. Trên đời sống chúng ta, đời sống những người tu học chúng ta đều phải chịu sự quản lý của luật nhân quả bất di bất dịch của thiên đình. Bất kể một cái điều gì chúng ta nghĩ nói làm ra đều bị ghi sổ hết. Hả? Hiểu luật rồi thì những việc làm lợi lạc cho bá tánh sanh thì làm, nghĩ lợi lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ, nói lợi lạc cho bá tánh sanh thì nói, ăn lợi lạc chúng ta ăn, không hại bá tánh sanh thì ăn. Như vậy luật quả báo sẽ để chúng ta có những cái nghiệp tốt, nó gọi là quả báo tốt. Bây giờ muốn quả báo ác hay quả báo thiện, tự mình quyết định. Ác hay thiện? Nói chắc không? Chắc thì học làm sao cho đúng để biểu lộ những điều thiện đi, thì chắc chắn việc trở về sẽ là thiện, nhớ không? Bởi vì luật quả báo cân đo đong đếm đủ hết rồi, chúng ta không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ ăn, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ. Những gì sạch cứ làm, sạch cứ ăn, sạch cứ nói, sạch cứ nghĩ. Những gì hiền cứ làm, hiền cứ ăn, hiền cứ nói, hiền cứ nghĩ, thì chắc chắn quả báo sẽ sạch, sẽ hiền, sẽ thiện, nhớ chưa? Người Phật tử thuần thành chính chính phải thực thi những điều này thì chắc chắn việc tu học chúng ta mới có kết quả giá trị mong muốn được. Nam mô A Di Đà Phật. Sự chia sẻ của Trung Đạo có dễ hiểu không? Có làm được không? Chắc không? A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức huynh đệ. Đã hứa rồi phải làm á, đừng hứa cái miệng suông nha. Nói là phải làm, cẩn thận á. Ừ. A Di Đà Phật, chúc mừng con nha. A Di Đà Phật, cô này rất là dễ thương, thầy không bao giờ quên được cô á. Vậy đó là từ ở Sài Gòn xuống đây nè gặp thầy nè. Dạ. Thanh Ngọc phải không? Thanh Ngọc là người rất là thật thà, gốc người Hoa phải không? Dạ. Ờ. Cô này rất là thật thà. Lần đầu tiên gặp thầy ở Tịnh Xá Ngọc Quang rất là dễ thương. Thầy giảng xong á, không nhắc hả? Không cho nhắc hả? Không sao đâu, nghe cho huynh đệ cởi là mở tấm lòng ra. Dễ thương mà thật thà, vô cùng thật thà. Cầm cái microphone nè, lại gần thầy nói: thưa thầy, con nói nhỏ thầy nghe, con làm nghề thiến heo. Nhưng mà cầm cái này nói nhỏ nữa chứ, nó lạ vậy đó. Thầy mới nói: wow, trời ơi, con làm nghề đứng gần thầy nói thầy nổi da gà quá à, con đứng xa xa một chút. Dễ thương lắm thầy, cho nên thầy không có quên cô này được, rất là chân thật.
mà thay đổi nhiều lắm. Từ ngày mà thầy giảng Ngọc Quang lần đầu tiên tới giờ có thay đổi rất là nhiều. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Cuộc gì tu học có tiến quá rất là mau. Chúng ta chia sẻ những chứng nghiệm tu tập, mục đích chính là chúng ta giúp đỡ nhau để tiến hóa trên con đường tu tập, tiến hóa trên con đường trở về với chư Phật, chư Tổ. Mục đích chúng ta là trở về với các ngài. Cho nên trên con đường trở về từ ngày hôm nay đến ngày đó, chúng ta phải sống làm sao cho tròn đủ bổn phận của một người đối với một người, của một người đối với huynh đệ đạo tràng, của một người đối với gia đình. Sống tròn nhân đạo đi thì Phật đạo sẵn sàng cho mở cửa cho huynh đệ đó. Bởi vì cái câu tu nhân học Phật không bao giờ sai trật. Nếu nhân đạo không tròn thì chắc chắn Phật đạo sẽ không mở cửa. Nhân đạo đã tròn thì chắc chắn Phật đạo sẽ mở cửa cho chúng ta. Trung đạo cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho huynh đệ học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt, Bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha thì giác hạnh sẽ viên mãn. Dễ hiểu không? Bây giờ biết làm thế nào để giữ tam nghiệp không tạo tác không? Giữ chánh niệm, niệm Phật không ngừng nghỉ, nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất, luôn luôn lắng nghe tiếng niệm của mình. Bên cạnh đó, Trung đạo sẽ đi sâu vấn đề mà giữ cho lục căn thanh tịnh để giúp cho huynh đệ có những cái trợ duyên lớn. Khi mình hiểu sâu sắc rồi thì việc tu tập của mình nó rất là kết quả. Đã dặn rồi đừng nghe điện thoại mà cũng mở điện thoại mà nghe. Nãy giờ mới tắt á hả? Cái gì là Phật. Đi vào đây tu học một ngày, cố gắng đừng có đem thế gian pháp vào đây. Để ở nhà đi. Như vậy mới học Phật pháp được. Còn mà đeo cái đó trong mình rồi thì dắt dứt học khó lắm, còn nghĩ tưởng lung tung. Nên cố gắng để cái cục nợ đó ở nhà. Biết cục nợ đó không? Cục nợ thế gian đó, nó reo réo hoài. Lâu lâu nó réo lên, nó làm cho mình không thanh tịnh. Ý không thanh tịnh thì chắc chắn cái miệng nó giật 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 nói bậy. Hả? Cái miệng giật giật nói bậy là cái thân giật giật làm bậy. Cho nên tam nghiệp tạo tác, nghiệp xấu. Bây giờ để giữ gìn cho tam nghiệp thanh tịnh, sau khi giữ giúp đỡ cho ý niệm của mình thanh tịnh thì khẩu nghiệp sẽ thanh tịnh. Bây giờ chúng ta đi qua lục căn thanh tịnh. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là lục căn mà trong sách vở lục căn nó gọi là việc người, nếu mà mình không có đọc chữ nhiều mình không hiểu cho lục căn ha. Thì bây giờ mình nói là đại tiếng Việt Nam mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là lục căn. Ý tam nghiệp đã thanh tịnh rồi, bây giờ chúng ta tập giúp đỡ cho lục căn mình thanh tịnh. Mình phải tập nha. Tập cách nhìn. Nhìn ai cũng thấy dễ thương hết. Nhìn ai cũng dễ chịu. Tuyệt đối không được có gai. Nhìn ta đừng có gai con mắt. Nếu mình còn nhìn thấy mà gai con mắt, còn nghĩa là cái tôi phàm phu tục tử mình vẫn còn sống trong cái nhà của Phật. Đây là căn nhà này. Căn nhà này có hai vị. Một là Phật mà thế gian gọi là Phật tánh. Hai là tôi. Là tôi đó, cái ngã của mình đó, biết không? Kẻ thù lớn nhất của đời người là gì? Chính bản thân mình mà thế gian gọi là cái ngã đó. Sách vở gọi là ngã đó. Việt Nam gọi là cái tôi của mình đó. Cái tôi đó nhớ không? Miền Nam mình là tôi nè. Còn miền Bắc là tôi. Còn miền Nam mà lũ đạn gọi là tao nè. Nói chung là vậy. Thành ra, nếu mà cái tao của mình nó lớn quá thì chắc chắn ông Phật mình rất là sợ cái tao của mình. Giờ trung đạo dùng chữ miền Nam luôn, tao. Thì cái tao phàm phu của mình là nó thích thế gian pháp lắm, nó thích trần gian pháp, thích chơi cờ bạc, chơi đá độ, chơi đá gà độ, uống rượu, đánh đề, đánh tứ sắc, rồi cái gì mà có dính líu tới cờ bạc, ăn chơi là mê lắm. Đó là cái tôi phàm phu tục tử mình nó thích như vậy. Nếu mà mình để cái tôi mình nó thích quá nhiều năm tháng rồi thì cái tôi này sẽ chiếm hẳn cái nhà này luôn. Thì ông Phật của mình sẽ không có chỗ ngự trị. Có phải vậy không? Có đúng vậy không? Cho nên cái người tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật như thế nào đó để cái tôi phàm phu tục tử mình đừng có mê trần gian pháp nữa. Trần gian pháp là những cái vui thích của thế gian đó, bên ngoài xã hội đó. Mà cái tôi này mà ít mê chừng nào thì ông Phật mình sáng tỏ chừng đó. Mà cái tôi mình nó càng mê trần thế gian pháp nhiều quá đó thì cái ông Phật mình ông càng lu mờ.
Bây giờ quý vị là người tu niệm Phật tụng kinh, muốn Phật mình lu mờ hay sáng tỏ tự quyết định. Sáng hay mờ? Vậy là có nghĩa là mình không muốn cái tôi mình to, đúng không? Vì không muốn cái tôi to cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn chánh niệm để cho cái tôi mình đã đừng ngồi dậy, đừng có lộn xộn. Lúc đó ông Phật mình mới có cơ hội sống còn. Bây giờ muốn làm thủ phạm giết chết Phật tánh hay là giết chết thằng tôi? Nói đi. Giết cái thằng tôi đi, đúng không? Cho nên tôi càng lớn, Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ, Phật sẽ biến luôn. Tôi là tội lỗi gốc nguồn, vì tôi si dại nên luôn hận thù. Tôi tham lam quá quên tu, trí tôi mê muội nên mù tâm linh. Tôi đó, tôi ghê chưa? Thấy tôi chưa? Bây giờ để giết cái tôi phàm phu đó, cho nên mình phải chiến thắng cái tôi. Kẻ thù lớn nhất của con người là chính bản thân mình. Cho nên chiến công oanh liệt nhất của con người là chiến thắng được bản thân mình. Thấy chưa? Mình chiến thắng được bản thân mình rồi, còn có nghĩa là ông Phật mình đã có chỗ ở, có chỗ ngự trị. Bây giờ chúng ta giúp cho cái vị Phật trong người của mình sống lại với mình, để cùng tiến hóa với mình. Bây giờ chúng ta có phương pháp nào đó để giữ gìn lục căn thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tập nha. Bây giờ nãy giờ là mình học rồi, bây giờ mình tập. Tập cái gì? Tập những đức tánh tốt lành để đuổi xua những đức tánh, những cái tánh không tốt lành. Tập những điều thật là tốt đẹp để đuổi xua những cái không tốt đẹp. Bây giờ đầu tiên chúng ta giúp cho cái con mắt mình trong sạch, tức là nhãn căn trong sạch. Chúng ta tập nhìn, nhìn yêu thương mọi người như chính mình, nhìn thấy Phật tánh trên gương mặt của mọi người. Tập nhìn, nhìn thấy Phật tánh trên từng hình thể một. Tập mỗi ngày một chút. Nhờ nhìn thấy Phật tánh trên gương mặt của mọi người trong từng hình thể, cho nên chúng ta mới biết khiêm nhường và kính trọng. Bởi trước mặt mình đều là Phật. Bởi vì mình ý thức trước mặt mình là vị Phật sống, cho nên mình biểu lộ được cái tánh khiêm nhường kính trọng. Nhờ khiêm nhường kính trọng tuyệt đối như vậy, cho nên mình mới sống lòng rộng lượng bao dung. Nhờ biết rộng lượng bao dung như vậy, chúng ta mới biết yêu thương, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Nhờ biết Phật tánh ngự trị trong từng cá nhân một, cho nên chúng ta mới sanh cái lòng khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, yêu thương, từ bi, bác ái. Lúc đó nhãn căn mới thanh tịnh được, có phải vậy không? Có phải vậy không? Nhờ thấy huynh đệ mình là Phật sẽ thành, cho nên mình mới khiêm nhường kính trọng. Nhờ khiêm nhường kính trọng như vậy, mình mới có đạo đức trong cuộc sống của thế gian. Lúc đó mới không có tạo tác ác nghiệp. Bởi vì khiêm nhường kính trọng tuyệt đối, không tạo tác ác nghiệp được. Làm cái gì cũng sợ lỗi hết. Lúc đó con mắt mình mới thanh tịnh. Đúng không? Nhờ đại thanh tịnh như vậy, mình mới nhìn Phật tánh được huynh đệ chung quanh. Lúc đó con mắt mình sẽ thấy Phật tánh của tất cả mọi người. Là việc con mắt. Bây giờ cái lỗ tai của mình thường nghe bậy nhiều năm tháng, nhiều đời, nhiều kiếp quá. Cho nên hãy nghe bậy là sanh phiền não. Bây giờ đừng lắng nghe bậy nữa. Cố gắng lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Nghe tụng kinh của mình, nghe tiếng mõ, tiếng chuông. Lắng động tâm tư để nghe được những điều tốt lành. Không nghe bậy nữa. Thì cái lỗ tai mình là nhĩ căn đó. Lỗ tai là nhĩ căn sẽ được thanh tịnh. Mình niệm Phật một thời gian dài, lắng nghe tiếng niệm Phật của mình rồi, dần dần mình thanh tịnh rồi, mình sẽ nghe được mười phương chư Phật cùng niệm với mình. Lúc đó nhĩ căn mới đại thanh tịnh được. Cũng có nghĩa là lỗ tai mình nghe được Phật âm đó. Rõ không? Ở đây ai niệm Phật nghe tiếng niệm Phật của mười phương giơ lên coi. A Di Đà Phật. Phải không bà? Chúc mừng bà nha. A Di Đà Phật. Chúc mừng, chúc mừng. Khi lỗ tai nghe được tiếng niệm Phật của mười phương chư Phật và của chính mình khởi ý lên nghe niệm, là còn có nghĩa là nhĩ căn đã được đại thanh tịnh, còn có nghĩa là lỗ tai mình đã nghe được Phật âm. Bây giờ nhĩ căn nó nhìn, nhĩ con mắt, nhãn căn nó nhìn được Phật tánh đúng không? Nhĩ căn nó nghe được Phật âm đúng không? Bây giờ tới cái lỗ mũi của mình nè. Lỗ mũi của mình nghe được mùi hương thơm của bản thân mình trong thời gian mình ăn chay tụng kinh thiệt nhiều. Ăn chay tụng kinh không ngừng nghỉ thì cái người mình sẽ trong sạch. Mình không vay mượn chúng sanh thì cơ thể mình tiết ra cái mùi không có nặng trược, không có hôi. Mà mỗi một ngày như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều tháng như vậy, người sẽ phát ra một mùi hương tự nhiên, nó gọi là Phật hương.
Bên cạnh đó khi mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, cái thân thể mình phát ra mùi thơm, bên cạnh đó chư thiên chư Phật Bồ Tát đứng bên cạnh, mình sẽ nghe được mùi hương thơm đó. Ở đây nghe được hương thơm đó, giơ tay lên coi. Ngọc Hiếu, Ngọc Vân, đâu rồi? Ồ, tôi nói tới chưa vậy? Khi mình nghe được mùi hương chung quanh của mình, còn nghĩa là mũi mình ngửi được Phật hương đó. Thấy chưa? Bây giờ con mắt thấy Phật tánh, lỗ tai nghe Phật âm, lỗ mũi ngửi Phật hương. Thấy chưa? Bây giờ là tam căn đã thanh tịnh rồi. Có trái nào bự hơn chút nữa không? A Di Đà Phật, A Di Đà, tấm lòng vậy là bự lắm rồi. A Di Đà Phật cảm niệm công đức. Bây giờ nhãn căn, nhĩ căn, tỳ căn đã thanh tịnh, đó là mình nghe, mình thấy được Phật tánh, tai nghe được Phật âm, mũi được Phật hương. Bây giờ là điều quan trọng nhất bên cạnh là cái lưỡi. Cái lưỡi của mình á, người đàn bà chết 3 ngày sau lưỡi sẽ đầy dòi. Dòi không à? Dạ, nói bậy chứ nói nhiều gì. Ai nói nhiều à? Người đàn bà nói bậy nhiều quá, nói vớ vẩn, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện ít nói nhiều, chuyện nhiều nói ít, nói không thật thà, nói lưỡi hai đầu, nói vu khống, nói đủ thứ chuyện, cho nên chết 3 ngày sau lưỡi đầy dòi. Gớm chưa? Ừ. Rồi chưa kể, người đàn ông con mắt không sạch sẽ, 3 ngày sau mắt có dòi. Đừng tưởng đàn ông không có tội đâu, cũng đầy rẫy với đàn bà thôi. Cho nên chúng ta niệm Phật tụng kinh mục đích chính để làm cho nhãn căn trong sạch, nhĩ căn trong sạch, tỳ căn trong sạch. Bây giờ thấy cái lưỡi của mình nè, ăn chay niệm Phật tụng kinh. Ngày xưa không biết niệm Phật tụng kinh cho nên ăn tầm bậy tầm bạ vớ vẩn, nói tầm bậy tầm bạ vớ vẩn để tạo nghiệp ác. Ăn chúng sanh để tạo ác nghiệp, nói tầm bậy để tạo ác nghiệp. Cho nên cái miệng không thanh tịnh nó gọi là ác khẩu. Mà ác khẩu hay nói ra là chuyện xui xảy ra, nó càng ác hơn nữa. Mà nói ra thì cái miệng hôi, nước miếng hôi thối. Cho nên người tụng kinh niệm Phật phải ăn sạch, nói sạch một thời gian dài, tụng kinh niệm Phật dài, thì cái miệng mình từ phàm khẩu, ác khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu. Trên 10 năm sau tụng kinh niệm Phật và ăn sạch nhiều nhiều năm, nói những lời lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, giúp đỡ huynh đệ bá tánh, cái miệng mình sẽ trở thành Phật khẩu. Thấy rõ ghê chưa? Thấy lợi lạc chưa? Chưa đâu. Bây giờ cái miệng này đã trở thành Phật khẩu rồi, nước miếng mình sẽ ngọt và thơm, nó gọi là cam lộ đề hồ. Lúc này đây mới thực sự là cái miệng trong sạch. Cho nên chết 3 ngày sau cái miệng không có dòi là thế đó. Thấy chưa? Bây giờ cái miệng muốn có dòi 3 ngày sau hay là không? Nói đi. Muốn có dòi hay không có dòi? Phải ăn nói cho sạch. Nhớ chưa? Cái ác khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu trở thành Phật khẩu, lúc đó mới thực sự là đại thanh tịnh. Thì nước miếng sẽ ngọt và thơm, gọi là cam lộ đề hồ, lưỡi sẽ nếm được Phật vị. Thấy chưa? Bây giờ cái liễm nó Phật vị rồi thì cái miệng trở thành Phật khẩu. Cho nên nói ra lợi lạc cho bá tánh chúng sanh là thế. Bây giờ tới cái thân của mình đây. Cái thân nó từng làm bậy tạo tác nghiệp ác, sát sanh trộm cướp, dâm dục. Bây giờ chúng ta ngồi yên tĩnh xuống tụng kinh niệm Phật, ăn cho sạch, nghĩ cho sạch, nói cho sạch, thân an tịnh, luôn luôn niệm Phật tụng kinh, lắng nghe niệm Phật tụng kinh mình, giúp cho đỡ cái thân của mình được an tịnh tuyệt đối, thì thân này sẽ nhập vào Phật cảnh, sẽ được chư thiên chư Phật chư Bồ Tát dạy dỗ miên mật. Lúc đó chúng ta tiếp nhận tri kiến Phật trong âm thầm và sống trong Phật cảnh thường xuyên, thì lúc thân này sẽ nhập vào Phật cảnh. Lúc đó cái ý, cái căn cuối cùng là ý căn. Khi mà nhãn đã nhìn thấy Phật tánh, tai đã nghe Phật âm, mũi ngửi Phật hương, lưỡi nếm Phật vị, thân đã nhập Phật cảnh rồi, thì chắc chắn ý này sẽ nhập vào Phật pháp. Ghê chưa? Lúc đó lục căn sẽ đại thanh tịnh. Lục căn đại thanh tịnh thì niệm Phật chắc chắn sẽ nhất tâm bất loạn. Hãy niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn sẽ nhập vào cực lạc quốc. Lúc đó gọi là vãng sanh viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ có biết lục căn thanh tịnh chưa? Lục căn thanh tịnh sẽ được cái gì? Lục căn thanh tịnh chắc chắn sẽ vãng sanh như ý. Cho nên mắt mình luôn luôn nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ của mình, tai mình luôn luôn nghe được Phật âm, mũi luôn luôn ngửi được Phật hương, lưỡi luôn luôn nếm được Phật vị, thân luôn luôn nhập vào Phật cảnh, ý luôn luôn tưởng đến Phật pháp. Lúc đó lục căn mới đại thanh tịnh, thì cái chuyện vãng sanh đã có sẵn, không cần phải mơ cầu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ quá ha, rõ phải không thầy? Cái chuyện giống như là dễ như bằng trở bàn tay vậy nè, nhìn thấy rồi đó, có phải không? Bây giờ rõ con đường đi chưa? Bây giờ phải biết sống thế nào để được vãng sanh như ý chưa? Còn mơ hồ nữa không? A Di Đà Phật, chúc may mắn, chúc may mắn. Cung hỷ, cung hỷ. Nếu huynh đệ làm những điều mà Trung Đạo vừa chia sẻ thì chắc chắn huynh đệ sẽ có lợi lạc rất là lớn, không những cho mình, cho người bên cạnh, cho cái đạo tràng của Bủ Liên cây bàn này, đồng thời cho gia đình. Khi chúng ta tu tụng đúng mức, đạo tâm đã phát triển rộng lớn thì chắc chắn gia đình trong nhà mình, anh em mình, ba mẹ mình chắc chắn sẽ hưởng được cái lợi lạc đó. Rồi mình giúp đỡ những người xung quanh phát triển giống mình, nó gọi là giác tha. Khi chúng ta làm việc cho bá tánh chúng sanh xung quanh bằng cả con tim trí tuệ, sức mạnh tâm hồn của mình thì gọi cái hạnh giác tha này. Rõ không? Khi mình tu tập tinh tấn mình đã tự giác rồi, phải giác tha nha. Giác tha còn nghĩa là thấy vô chùa thấy gì đẹp, giác tha về nhà. Vác không nổi nhờ huynh đệ vác phụ. Giác tha là làm việc cho huynh đệ bá tánh chúng sanh, giúp đỡ huynh đệ bá tánh chúng sanh phát triển đạo tâm, giúp đỡ gia đình mình biết tụng kinh niệm Phật ăn chay, đó là giác tha. Làm việc cho bá tánh chúng sanh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh ít nhất phải 50 năm đó. Trong 50 năm đó mình mới phát triển được trí đạo, hạnh đạo, tâm đạo. Mà trí đạo, hạnh đạo, tâm đạo phát triển rộng lớn rồi thì tánh đại từ đại bi sẽ rộng lớn vô cùng tận. Lúc đó giác hạnh mới viên mãn được, nhớ chưa? Tự giác rồi phải giác tha. Hiểu chứ giác tha chưa? Giác tha là làm việc phụng sự bá tánh chúng sanh, những người xung quanh giúp đỡ học đạo tinh tấn giống mình, sống thiền giống mình, làm thiền giống mình, đó là giác tha đó, là cái hạnh giúp đỡ phụng sự. Trên 50 năm sau thì giác hạnh mới viên mãn được. Rõ không? Tụng kinh nhiều rồi có đọc chữ tự giác rồi giác tha, giác hạnh viên mãn không? Có đọc cái đó không? Thì lúc đó thì giác hạnh mới viên mãn được, còn ý là đã trở về với chư Phật như ý đó. Bây giờ hiểu chữ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn chưa? Rõ chưa? Làm được không? Từ giờ tới đi không được cằn nhằn, không được bắt bẻ lỗi lầm của người ta. Người tu, người Phật tử thuận thành chân chính là tuyệt đối không được thấy lỗi lầm của người bên cạnh. Nếu còn thấy là cái tôi phàm phu tục tử mình còn, cái tôi phàm phu tục tử mình còn quá nhiều quá lớn thì ông Phật mình sẽ nhỏ. Bây giờ người tu muốn ông Phật lớn hay ông Phật nhỏ? Ông Phật lớn thì cái tôi nhỏ, cái tôi lớn thì ông Phật nhỏ. Tôi càng lớn Phật tôi càng bé, tôi khổng lồ Phật sẽ biến luôn, nhớ không? Tôi là tội lỗi gốc nguồn, vì tôi si dại nên luôn hận thù. Tôi tham lam quá quên tu, trí tôi mê muội nên mù tâm linh. Dị đoan mê tín cầu xin, đồng này cốt nọ thần linh hộ trì. Thấy chưa? Bây giờ còn mê cái tôi nữa không? Không mê tôi thì ông Phật có cơ hội sống còn. A-di-đà Phật, chúc huynh đệ học đạo tinh tấn. Sự chia sẻ Trung Đạo rõ ràng không? Dễ hiểu không? Trung Đạo giảng tới 10 giờ. 10 giờ được mà thầy, phải hồi nãy 8 giờ 20 mà. 10 giờ là đủ á. Bây giờ cái sự chia sẻ rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu không? Dễ tu không? Làm được không? Chắc không? Hứa rồi đó nha. Hứa là phải làm, đừng có hứa với Trung Đạo mà giỡn giỡn là không được đâu đó. Khi chúng ta tụng kinh niệm Phật đúng mức mà tam nghiệp đã thanh tịnh, lục căn đã thanh tịnh rồi, thì khi mình nói là ai nói? Mình nói là Phật nói, mình nghĩ là Phật nghĩ, mình làm là Phật làm. Cho nên hứa với Trung Đạo rồi coi chừng đó, mấy ổng nghe hết á, nghe hết trơn nãy giờ rồi, đừng có giỡn mặt đâu nha. Nãy giờ huynh đệ hứa với ai? A-di-đà Phật, đúng như vậy luôn. Đừng có giỡn mặt với mấy ổng đâu, hứa là coi chừng mắc nợ đó. Nếu tụng được bao nhiêu cái tụng, niệm được bao nhiêu cái niệm, đừng bao giờ bắt chước cái người khỏe trẻ kia. Con tụng 1500 biến đại bi nha không, đừng có hứa. Đừng bao giờ hứa, có sức bao nhiêu làm bấy nhiêu, liệu cơm gấp đầu hũ, nhớ chưa?
Nhớ không? Ăn chay phải thật thà. Ăn chay thì nói ăn chay, ăn chay đừng có đem con gà giả ra ngồi đó mà nhơi. Cho nên người ăn mặn nói chúng ta là nói đúng chứ không nói trật. Chẳng thà ăn mặn nói ngay còn ăn chay nói láo. Chúng ta là những người đang nói láo. Người ăn chay mà dọn cái đùi gà có cái xương lòi ra rồi gặm, nói gà chay, heo chay, còn chưa kể kho thịt chay nữa chứ trời mẹ ơi. Vậy mà nói chay, cái miệng ăn chay mà cái lòng tưởng mặn thì ăn chay nói láo là đúng rồi đúng không? Chẳng thà nó dọn nguyên con gà đưa một chai đủ đế, nó nhậu đã đời, nó ăn mặn nó nói ngay luôn, tao ăn con gà nhậu luôn. Còn mình thì ăn chay mà dọn nguyên con gà giả ra ngồi nhơi, nói tôi ăn chay. Đó, mình nói láo đó. Có phải vậy không? Thành ra chẳng thà ăn chay phải nói ngay. Hả, canh khoai mỡ là không được nói canh khoai dầu. Nhớ chưa? Còn người ăn chay là dứt khoát không thể nào có mỡ trong máu được, phải nói là dầu trong máu. Như vậy mới không giận. Các thầy ở Sài Gòn á, ở không nhiều quá mập thù lù ra ai cũng bệnh, đi khám bác sĩ, đi ra bác sĩ khám là mỡ trong máu. Các thầy mỡ trong máu, tại sao các thầy ăn chay mà các thầy mỡ trong máu, tại sao vậy? Tụi con không hiểu, nói tụi tao đâu có ăn thịt chúng sanh đâu mà mỡ, dầu không à. Nói dạ đúng là dầu trong máu, mới chịu quá nha, nó mỡ là giận à. Còn chưa kể có mấy vị nữa, vô khám bác sĩ xong cái bác sĩ đưa cái giấy ra nói trội, thầy bị mỡ trong máu. Cái ông nói, ông cầm lên ông nói thôi chết cha rồi, mới ăn lén có mấy lần mà nó biết liền à, hay ghê không. Mới ăn lén có mấy lần có mỡ trong máu à, hay ghê ha, bác sĩ giỏi vậy đúng không. Cho nên á, liệu cơm gấp đầu hũ, đừng nói gấp mắm. Ăn chay mà gấp mắm ta nói, nhớ chưa? Người ăn chay niệm Phật tụng kinh đúng mức. Người bạn mình nói 5 chữ, mình lặp lại đúng 5 chữ, đừng bớt, đừng thêm, sẽ tạo ra thị phi có chuyện. Thí dụ ông thầy nói 5 chữ, về nó đúng 5 chữ, đừng nói thêm, nói bớt, mang cái ác khẩu, nhớ không? Đừng cho bạn bè huynh đệ chung quanh có cơ hội tạo ác nghiệp, nhớ không? Thí dụ bây giờ mình thấy nó làm không phải, mình nhắc nó, còn mình xúi nó nữa, tức là mình giúp cho nó phương tiện tạo nghiệp ác, đúng không? Còn mình nó nói bậy lỗ tai mình á, đừng cho nó nói nữa, niệm Phật bỏ qua đi. Còn mình lắng nghe nó nhiều lần, tức là mình cho nó phương tiện tạo nghiệp ác. Nó nói bậy hoài để cho mình nghe, nó nói xấu huynh đệ nè, mà mình đồng ý mình lắng nghe, tức là mình cho nó phương tiện tạo nghiệp ác, đúng không? Mình là đại ác. Mà nó nói lâu quá mà nó không chịu bỏ cái nói xấu thì cái miệng nó sẽ thúi. Mà lỗ tai mình nghe nhiều quá cũng thúi, cho nên nhĩ căn bị thúi. Hả, nhĩ căn thúi rồi cái đời mình thúi, cái đời mình thúi xong á, bồ đề tâm thúi luôn là xong chuyện. Lúc đó không có giảng sanh được mà giảng tuồng. A Di Đà Phật. Đúng vậy chưa? Đúng không? Cho nên phải biết giữ gìn tam nghiệp cho thanh tịnh thì lục căn sẽ thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh sẽ niệm Phật sẽ nhất tâm bất loạn. Niệm Phật nhất tâm bất loạn chắc chắn vãng sanh sẽ được như ý. Đó là con đường đơn giản, ngắn gọn, mộc mạc nhất mà Trung Đạo đó mò mày nhiều năm tháng để chia sẻ lại cho huynh đệ. Nó nấu một nồi cơm thiệt là ngon cho huynh đệ ăn, dọn ra bàn, mà nếu huynh đệ không ăn, Trung Đạo không ăn dùm được đâu. Nhớ chưa? Ăn sẽ tự ăn, mình sẽ tự no. Không ai có thể có quyền cầm cái vương miện của Phật Tổ đội lên đầu cho bản thân mình đâu. Ngoài bản thân mình ra, chỉ có mình mới có thể cầm vương miện của Phật Tổ đội lên đầu chính mình. Lúc đó mới gọi là tự tu, tự chứng, tự thành. Nhớ chưa? Nhớ không? Chứ đừng có hồng mà ông thầy nói đã rồi rồi ông chứng như mình không có đâu. Nếu ông Thành ông chứng như mình, ổng cũng nổi chứng rồi đó, đừng hồng mà chứng. Tu lâu năm quá mà không chứng được, bắt đầu sanh chứng, nói bậy, nói bạ, nghĩ bậy, nghĩ bạ. Tu lâu quá cái chứng tỏ mình ông này bà nọ, bắt đầu mình nổi chứng. Cũng như thầy tu ở núi Tà Lơn mấy chục năm sau lên cơn xuống núi, nói bậy, nói bạ. Thầy cũng nói nha, tôi là ở núi Tà Lơn xuống nè, bởi vì tôi lên cơn tôi mới xuống núi tôi nói bậy. Cho nên mình tu mình nói bậy, tức là mình nổi chứng, sanh chứng, hiểu không? Cho nên người tu phải nói hiền lành, nói tế nhị, nói lịch sự. Tuyệt đối không được nói xấu bắt bẻ huynh đệ của mình. Hả, còn bắt bẻ, phê bình, chỉ trích, còn có nghĩa là cái tôi mình cũng vẫn còn đầy dẫy, dứt khoát Phật tánh mình không ngự trị được. Bây giờ huynh đệ tu mục đích chính của mình là gì? Là được cùng với về với chư Phật, có đúng vậy không? Cho nên phải cố gắng từ bỏ những cái tánh thế gian, tánh xấu xa của thế gian đi, lúc đó mới có cơ hội về với chư Phật được.
Có phải vậy không? Bây giờ mình niệm Phật mà nhiều tật quá làm sao mà về với Phật? Có đúng vậy không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật, cùng niệm một chữ Phật, cố gắng làm sao đừng có sanh tật. Nam Mô Di Đà Phật, nguyện không sanh tật thì hy vọng gặp Phật. Nếu còn có tật thì chắc chắn ông Phật sẽ không có. Bây giờ muốn gặp Phật hay muốn sanh tật? Muốn gặp Phật rồi sanh tật, đúng không? Thì tự cao tự đại sanh tật thôi. Đã gặp Phật rồi mình đi nói tao gặp ông đó, ông đó, ông đó vậy đó, mà nói hoài vậy chắc chắn sẽ sanh tật. Cho nên gặp Phật rồi hết tật. Chừng nào mà không còn tật, hy vọng gặp Phật. Có hai chữ đó là đi lại thôi. Bây giờ muốn có tật hay muốn gặp Phật, nói đi. Muốn gặp Phật rồi sanh tật hay là sao? Hay là không sanh tật? A-di-đà Phật, chúc mừng. Dễ quá ha. Tu rất là dễ dàng, đơn giản. Tu nào lặp lại. Đợt đầu tiên là mong huynh đệ trường chay để không vay mượn máu mủ chúng sanh để nuôi thân xác chánh điện của Phật. Đây là chánh điện của Phật. Phật nói mà, tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành, đúng không? Thì chứng tỏ rằng là thân xác mình là chánh điện của Phật. Nhờ có chánh điện này cho nên mới ngồi xuống đây niệm Phật tụng kinh nè. Nếu không có cái nhà này á, đừng ở Hồng Lết tới chùa mà ngồi tụng kinh niệm Phật. Và cái nhà này không có thì tâm mình không có chỗ ở, đúng không? Phật mình không có chỗ cư ngụ, nhớ chưa? Cho nên phải biết yêu quý cái thân này, biết chăm sóc cái thân của mình, yêu thương huynh đệ cũng như thân của mình. Lúc đó chúng ta mới cùng tu học, cùng tiến hóa được. Còn nếu mình không biết quý trọng cái thân này mà bê bối bạc đãi, ngược đãi nó đó, thì cái thân này nghèo nàn, thì phương tiện tu học rất là nghèo nàn. Một câu chuyện rất là có thật. Một huynh đệ đó mới xuất gia bên Mỹ thôi mà lớn tuổi mới xuất gia. Hai cái đầu gối đi không nổi, phải mổ bỏ lớp đầu gối giả vô, mà đã bự rồi, quỳ xuống, đứng lên rất là khó khăn. Khi trung đạo gặp vị đó thì vị đó mới nhìn thấy, trời ơi, cái thuyền của trung đạo khỏe chắc ghê luôn á, rất là khỏe, rất là chắc. Cái thuyền này chắc mà, ra biển khổ cho nên sóng biển đâu có đập vỡ đâu. Còn ông kêu nói, còn cái thuyền của con á, nó mục nát rồi thầy ơi, con ra biển, cửa biển chắc nó đập một cái tè le. Mà thiệt, cái thân này, cái thuyền này mà không vững chắc, ra biển khổ nó đập cho mấy phát là từ lưa liền, đúng không? Cho nên để giữ gìn cái thuyền này vững mạnh, chúng ta phải biết nuôi dưỡng bằng những thức ăn trong sạch, hiền lành. Nuôi dưỡng cái thân xác, cái thuyền này bằng những tư tưởng rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, yêu thương, rộng lượng, bao dung. Mình phải nuôi dưỡng cái thân xác này, cái thuyền này bằng những tư tưởng đó, thì thân xác mình mới mạnh, mới khỏe, mới chắc được. Ra cửa biển chắc chắn sẽ không bị sóng đập. Rõ không? Dễ quá ha. Bây giờ cứ biết chăm sóc bản thân mình chưa? Không những bằng cái ăn, bằng những tư tưởng an lành hạnh phúc nữa, lúc đó thì mới thực sự là an lành hạnh phúc, thì cõi tịnh độ hiện tiền sẽ hiện ra trước mắt. A Di Đà Phật. Thời gian còn lại huynh đệ chúng ta chia sẻ với nhau vì những cái kinh nghiệm tu tập, những chướng duyên, những cái trắc trở trong việc tu tập. Chúng ta cùng đàm đạo với nhau để chia sẻ. Trung đạo chưa đủ đạo hạnh đi dạy dỗ huynh đệ, chưa bao giờ dám dùng chữ dạy, chia sẻ mà thôi. Nếu mình cảm thấy tiếp nhận được, chúng ta cùng đàm đạo với nhau để mổ xẻ vấn đề chướng duyên của mình. Tuyệt đối không được tâm sự đời cô lũ, kể chuyện đời tư, hay là tâm sự hay khóc lóc rên rỉ ở chỗ này nha. Không được nói chuyện vớ vẩn, chỉ có chuyện tu thôi. A Di Đà Phật. Bắt đầu huynh đệ hỏi. Trung đạo giảng là thường thường để cho huynh đệ hỏi nhiều vô. Giơ tay lên. Quý vị ở sao? A Di Đà Phật, thưa bác. Trung đạo xin huynh đệ, trung đạo thưởng thức tấm lòng của huynh đệ nha. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Di Đà Phật. Con Lê Thị Năm, pháp danh là Diệu Nghĩa, 88 tuổi. Ừ, dạ Di Đà Phật. Wow, chúc dạ. Mừng bà. Dạ thưa. Dạ thương con có cái điều này, tôi xưa như thầy giờ thầy giảng con rất là nghe, rất là nhớ. Nhưng mà 88 tuổi cũng có nhớ một phần thôi chứ không nhớ hết như lời thầy giảng. Nhưng mà có một điều con buồn, con nói con muốn khóc ở đây đó thầy. Thầy giờ con xin thưa thầy, như vậy con có tội không? Con đi chùa cũng nhiều năm rồi, nhưng mà lúc con khỏe còn mấy, lúc 85, 86 đó, con còn đứng còn đi hàng ngày được. Nhưng mà năm nay con yếu, con giờ mới đứng đây thầy cũng thấy đứng không được, đứng chừng 5 phút rồi nãy đón thầy vô đó, đứng 5 phút rồi con cũng phải đi ngồi thôi. Vì vậy bây giờ con đi chùa mà cũng có số chùa, sao nói như vậy rồi con có nên giận không thầy? Con muốn đi chùa mà ông nói con đi chùa là
bây giờ đi coi như đi thử giữ thính thôi, có con không có được được danh sách mà để ghi mỗi ngày cho con. Đứa nào nói vậy? Dạ thưa thầy, thưa con xin không nói câu đó, mà con nói thầy, con xin cho con là tại chắc con không chưa có cái căn tu trượt chọn ngày, vì con đi đau chân lắm mà ngồi cũng đau lắm thầy. Đau đầu gối phải không? Dạ đau dữ lắm. Dễ, dạ, yên tâm một chút xíu nó sẽ hết. Rồi cho bà hết đau đầu gối luôn. Trời ơi. Dạ bỏ hai đầu gối đi bà là hết đau liền. Dạ thưa thầy, con xin đưa thầy thêm tiếng nói tiếp. Thì cho nói với con là đi thì đi tự giữ thính thôi, chứ không có được điểm danh. Sao con buồn quá, con đi mấy năm nay rồi con vẫn đi trọn vẹn, mà năm nay con già quá, con đi không được, cho con xin tu một buổi. Nói với con vậy vậy, con nói thiệt thầy, con muốn khóc, nói không làm sao được. Tại sao con đi chùa, nghe ta bà tu ơi, một ngày nè, cũng được, mà một đi giờ cũng được, hai giờ niệm Phật cũng được, cái sao mà được. Đứa nào nói danh câu đó? Dạ thưa thầy, giờ con không nói được, mà giờ con biết là cái căn của con chưa tu được hay sao, cho nên người đó nói vậy, mà thưa thầy con nên giận không? Mà thưa thầy con không có giận, mà con buồn cho thân con. Có buồn cho thân con, tại sao mà đi tu mà không được tu chọn ngày, yếu đuối để cho không được chọn ngày, để con tiêu nửa ngày. Rồi A Di Đà Phật, rồi rồi để thầy kiếm đó thầy xử cho. A Di Đà Phật, bà ngồi xuống đi, thầy sẽ kiếm nó đó, ngày mai ngày mốt thầy đưa danh sách lên thầy kiếm nó. Tội nghiệp bà, để thầy nói chuyện với bà chút. Chút xíu nữa bà sẽ hết đau đầu gối, bà yên tâm, bà sẽ được tu nhiều hơn, chắc chắn đầu gối bà sẽ hết bệnh. Thầy bảo đảm luôn, không chết không lấy tiền. Ôi thầy nói lộn, không hết không lấy tiền chứ không. Bà yên tâm đi. Trung Long Phụng đâu con, chúc lo cho bà nha con. Dạ, bấm bà đang buồn á, bấm huyệt tim cho bà luôn để bà hết buồn. Đâu cái buồn đâu, đưa coi bà. Cái buồn đâu, đưa đây coi. Đưa cái buồn đây thầy lấy cho mau. Rồi đưa thấy thiệt luôn á. Thôi để bà ngồi đi, bà thầy ngồi đi, thầy cầu nguyện cho bà hết. Ok, Di Đà Phật. Là đây đưa cho thầy. Trời ơi cái buồn đưa thiệt luôn á. Chết ông cố rồi, về nhà là buồn chết luôn. Di Đà Phật. Nè nghe nè. Không sao đâu rồi, hết nha, một chút có người làm bà hết đâu, chân bà đi tu được. Chắc chắn bà hết buồn, A Di Đà Phật. Rồi mọi sự an lành. Rồi. À rồi rồi rồi, đứng lên đi bà, đứng lên. Con dẫn bà xuống ha con nha. Không sao đâu bà. Chúc bà hết bệnh, A Di Đà Phật. Chúc bà hết bệnh, rồi, A Di Đà Phật. Tội nghiệp. Thường thường già hay tuổi thân lắm huynh đệ, nói phải cẩn thận. Nói cẩn thận. Đừng có nói như vậy. Nghe nè. Khi một người người ta phát tâm tu, cho dù ở lứa tuổi nào cũng vậy, huynh đệ phải nên khuyên khích người ta. Tại sao mà thầy đi kêu gọi khắp nơi, thì đi khắp thế giới thì kêu gọi người ta tu? Bởi vì muốn người ta phát cái lòng tu là đại phước. Nếu huynh đệ chẳng hạn như bà cụ vậy đó, có lòng tu mình nên vui vẻ, nên hạnh phúc để nhìn thấy người lớn tuổi phát tâm tu. Mình khuyến khích người ta hăng hái tu hơn, để cuối đời người ta còn có con đường đi, có cái chủng tử Phật nằm trong cuộc đời của họ. Mình nói câu đó là mình phũ phàng quá mức đó. Thầy mà biết được người này chắc thầy cũng không có tha đâu á. Thì năn nỉ nó, đừng có nói bậy nữa, không khó gì. Nghe dữ không? Năn nỉ thôi. Hối thầm bậy thầm bạ cho người ta đau lòng. Nghe nè, khi mình là người tụng kinh niệm Phật mà nói người ta đau lòng, mình đã tạo ác khẩu, ác nghiệp rồi đó, nhớ chưa? Đừng có nghĩ rằng mình nói là trật rồi đó. Phải nói bác ơi bác khỏe không, rồi giúp đỡ bác khỏe rồi bác tu với tụi con. Thật sự một câu khuyến khích rất là có lợi lạc. Chứ đừng nói như vậy người ta. Đó bây giờ bác đau lòng nè, bác bỏ tu đi ha. Cái người mà nói câu đó phải chịu trách nhiệm đó. Bà thối bồ đề tâm hả? Cái người kia là thúi cuộc đời luôn. Huynh đệ mà tụ năm tụ bảy là nói xấu một người mà ta bỏ tu hả? Không phải cái người đó thúi đâu, huynh đệ thúi đó. Nhớ lời Trung Đạo nói đi, đừng có tưởng mình tụ năm tụ bảy ăn hiếp một người là hay đâu hả? Về nhà thúi cả đám. Thầy dùng chữ thúi nặng lắm đó chứ mày. Người ta thối cho nó hay thôi, sự thúi đó chứ không phải thối đâu. Người bác dùng chữ thối bồ đề tâm là mình bị lung lạc, niềm tin không đủ mới gọi là thối. Còn Trung Đạo xài chữ thối người nam á cho nó dễ hiểu hả. Mình súng năm súng bảy là ăn hiếp một vị yếu đuối hả, coi thường người ta là mình đang khinh bỉ con của Phật hả, mình tự khinh bỉ bản thân mình đó, nhớ chưa? Nhớ không? Đừng bao giờ nói câu đau lòng. Trung Đạo chấp nhận người ta nói đau lòng với mình, chưa bao giờ mình dám nói đau lòng với ai, vì cái miệng mình nó kinh khủng lắm. Phật khẩu rồi mở miệng ra là có chuyện xui xảy cho người ta là tạo ác nghiệp đó, nhớ không?
Cho nên đừng có nên nói những câu không tốt vậy, làm cho bà đau lòng tội nghiệp bà chứ. Thầy không bao giờ dám nói mẹ thầy đau lòng, lâu lâu về thăm hỏi bà Tư 90 tuổi rồi bà Tư có bồ chưa. Cái bà chỉ lên bàn thờ ổng ngồi kìa, xong chọc cho bà cười cho bà vui, chứ đừng có nên nói những câu không có tốt, là vậy là tạo ác nghiệp đó, tội nghiệp bà chứ. Giờ bà buồn thế không, ví dụ giờ giờ bà bệnh đi, cái đau khổ người ta khi mà ôm trong ngực một sự phiền não vô cùng tận, sẽ bệnh lớn nhất là bệnh ung thư. Cẩn thận, bệnh ung thư là do sự phiền não quá mức không có chỗ giải quyết cho nên sanh bệnh tật. Quý vị có nhớ cái câu là rầu thúi ruột không? Nhớ không? Người Việt Nam mình nói câu rất là hay, rầu thúi ruột, hả, rầu lâu quá cái ruột thúi quắc. Bệnh á, rầu quá sanh bệnh. Cho nên không được nói những lời không tốt lành. A Di Đà Phật, chút xíu nó bà sẽ hết bệnh đau đầu gối nha. Nói chứ đừng có giận bà, thì cái người đó chắc có lẽ là nghĩ tốt cho bà, sao nói ngược chiều không biết nữa. Bà đừng có giận nha, A Di Đà Phật, bỏ qua đi, giận bệt, giận mệt lắm, nó chưa mệt mình đã mệt rồi đó, thấy không? Nó chưa mệt thì mình đã muốn tắt thở rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa thầy. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thượng tọa giảng sư. Có một Phật tử nhờ con chuyện lời thỉnh giáo với thượng tọa, cho chúng con được hiểu biết thêm là có bạn khuyên chúng con đi phóng sanh, có bạn khuyên chúng con đi pháp hội, có bạn khuyên chúng con tu khóa tu niệm Phật, bạn khuyên đi hành thiền, có bạn khuyên đi thập tự, có bạn khuyên đi bố thí từ thiện. Như thế thì chúng con hành xử theo pháp nào được lợi lạc và được kết quả thống nhất? Xin kính thỉnh trên thượng tọa giảng sư thỉnh giáo chỉ dạy cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy đã chuyển lời cho huynh đệ. Và thưa, tất cả những cái gì lợi lạc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh phát triển được Phật pháp, những gì mà có lợi cho Phật pháp, biểu dương Phật pháp, có lợi cho đời sống tâm linh của bản thân mình, đều có thể làm, tùy thuộc vào sự chọn lựa của mình. Những gì mình làm mình cảm thấy được an lạc hạnh phúc cứ làm, nhớ không? Cái gì cảm thấy vui vẻ lợi lạc cứ làm, miễn làm sao mình an lạc hạnh phúc là đủ. Mà khi làm việc thiện, bố thí, phóng sanh, tất cả những điều mình làm, khi làm việc cái gì gọi là phước, tuyệt đối không được tính toán, đắn đo, đong đếm, làm xong rồi buông tay. Làm phước mà nghĩ thấy phước sẽ không còn phước, làm phước quên hết thì chắc chắn sẽ có phước. Nếu làm có sự tính toán chắc chắn không còn phước, nhớ chưa? Trên cái gì làm được mà cảm thấy an lành hạnh phúc cứ làm. Mà tuyệt đối không được chê bai, không được nói ra nói vào. Thí dụ huynh đệ mình họ có cái điều kiện làm lớn hơn mà mình không có, mình tháp tùng làm theo để hùng phước mà làm. Thí dụ phóng sanh cũng vậy, giúp cho loài thủy tộc được hóa kiếp, chuyển sanh hóa kiếp. Mình không làm được cũng phụ người ta vô làm để hùng phước. Và tuyệt đối không được nói những lời ra vào làm việc làm của người ta bị chểnh mảng, bị chậm trễ, hiểu không? Phải tuyệt đối không được mở miệng nói xấu những người làm việc thiện, cho dù đúng hay sai. Mình cũng không được phê bình chỉ trích huynh đệ anh em của mình. Nếu làm như vậy là chúng ta đang biểu lộ Phật pháp đó, quảng cáo cho Phật pháp đó. Còn mình là một Phật tử mặc cái áo lam này mà tàn là nói xấu người khác không, là mình đang phỉ báng chánh pháp đó, có rõ vậy không? Huynh đệ đi chùa khắp nơi tạo phước cũng được, huynh đệ làm phóng sanh cũng được, dự pháp hội cũng được, làm cái gì cũng được hết, tùy duyên, tùy tâm, tùy cái thích của mình. Nhưng miễn làm sao mình vui là được rồi, nhớ chưa? A Di Đà Phật. Cái điện thoại của bà hay của ai vậy bà? Thầy cho thầy mượn cái búa đi thầy. Thầy sửa điện thoại cho. A Di Đà Phật, có hiểu cái câu trả lời của thầy chưa? Dễ hiểu mà ha. A Di Đà Phật, rồi con hỏi đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Pháp Danh Thanh Ngọc. Thầy biết. Con hỏi thầy, con mỗi sáng là con đọc cái cuốn sách của thầy. Dạ. Tại vì có những lúc con đi làm trễ rồi con lật đật đi, con ngồi trên xe ông đa, con đọc tới chỗ làm. Như thế có được hay không? Có lỗi với dạ mình. Thưa, không lỗi lầm gì hết. Tu, niệm Phật, tụng kinh hay ngồi thiền, thiền là tứ thời, tụng là tứ thời, niệm là tứ thời. Đi đứng nằm ngồi đều niệm, đều tụng, đều thiền được cả. Nhớ chưa? Không có nghĩa là khi ngồi xuống trước mặt chánh điện bàn Phật là tụng kinh là công phu, không phải. Trật lất.
Công phu là tứ thời đi đứng nằm ngồi đều được cả. A Di Đà Phật, không có lỗi lầm gì hết. A Di Đà Phật. Cho con hỏi câu thứ hai. Dạ. Dạ em con á bị cái chân nó sưng to cái lắm. Cái chân hay cái cẳng? Cái cẳng. Cái cẳng hay cái giò? Rồi bự lắm nhé. Con nghĩ là con hiểu về Phật pháp chút thì nghĩ kiểu như quan gia chế chủ rồi con cũng đi thả cá dùm vậy mà con hồi. Không có dùm, cái thằng phải tự làm. Dạ. Làm dùm quý vị à. Người ta là người tạo ác nghiệp, người ta bị cái thiên làm dùm. Bản thân người đó là người cột cái gút, người đó phải tự mở cái gút. Sám hối dùm là chẳng qua mình thương sám hối dùm thôi, chứ tội gì nào nó mang. Nhớ không? Đừng có nhào vô xía vô chuyện người ta, cái đầu nó đổ vô mình, cái mình gọi là cải nghiệp đó, mình ôm cái mạng của người ta. Dạ, vô lý. Thấy nó đau quá rồi nó đi không được. Tự nó niệm Phật con rồi cho. Con làm chị rồi con đi mua cá. Con để cái ly nước đi. Trước mặt con tụng kinh xong cái kêu nó uống, nó niệm Phật nó uống đi cho nó tạo cái tâm tu học. Cho nó uống ly nước rồi cầu nguyện hồi hướng cho nó. Rồi kêu nó cầu biết cầu nguyện sám hối thì tự động nó sẽ giải quyết vấn đề nha. Đừng dạ, làm dùm quá đâm ra làm biến. Dạ mô. Thấy là Phật con rồi chứ. Đồng thời chúng đạo nhắc nhở huynh đệ điều nữa. Nghe nè. Một vị chưa hề biết niệm Phật, tụng kinh, làm những điều xấu mỗi ngày, ăn nhậu cờ bạc, đánh lộn, giật dọc, đủ chuyện ác của thế gian. Nhưng trong nhà đã có một vị huynh đệ tới chùa niệm Phật. Khi mà cái vị mà tạo tác nghiệp ác đó, tới cận tử nghiệp nằm xuống chết, cả đám súng lại niệm Phật, giúp cho cái vị kia vãng sanh. Vãng cái con khỉ chứ vãng. Làm chuyện vớ vẩn. Người ta lúc làm chuyện tầm bậy tầm bạ, vừa nhắm mắt lại là ngu đầu mã diện, nó lôi nó đập một hồi rồi. Mình lấy tư cách gì mình niệm cho người ta vãng? Đạo hạnh ở đâu? Mình còn lượm thuộm. Nếu làm được thì chư Phật đã làm hết rồi, đâu đợi tới mình. Hiểu ý thầy nói không? Các ngài đâu có xía vào chuyện nghiệp chướng của chúng ta. Mắc chứng của chúng ta xía vào nghiệp chướng người khác. Bây giờ chẳng hạn trung đạo là cái thằng lũ đạn nè, chuyên môn tính toán xảo trá lừa gạt anh em huynh đệ mỗi ngày, giả bộ cái miệng nói ngọt, trong lòng tính toán giành giật của người ta âm thầm. Được chứ, những lậu dãy đạch đạch đạch, cái tự nhiên cái đệ tử thấy tội nghiệp nó niệm, đừng có hồng mà trung đạo đi đâu, nó lôi đầu xuống đập cho một hồi, cái tội dám nhờ người tới cản giùm hả mày, nó nện cho mày một hồi nữa chứ mày nên thân luôn chứ đừng có tưởng bở. Hiểu ý thầy chia sẻ không? Chuyện của tao mắc chứng xí vô, có đúng vậy không? Tôi là cái thằng lũ đạn chuyên môn đi đòi nợ, mướn chém người ta 3-4 cái đòi nợ, tự nhiên xuống nằm xuống cái gia đình thấy tội mà nhờ tới niệm Phật dùm, mong được cái tội chém người nó siêu thoát. Đừng có hòng, siêu còn chưa nổi nồi vãng. Từ giờ đi làm gì có suy nghĩ cho kỹ, nhớ không? Đó, đệ tử của thầy á, mới tụng kinh chút xíu thấy bà chị tội nghiệp để lên đầu tụng phát một, về tới Sài Gòn người ta quẹt té gãy hai cái đốt xương sống, một bên thì vỡ ra, một bên thì nó nứt. Đó, nghiệp của người ta mình nhào đâu với mình ôm. Trung đạo là người hấp hối lúc 3 giờ chiều là chuẩn bị chết 3 giờ chiều. Tự nhiên nắm mấy chục đệ tử tới niệm Phật cho ổng. Ổng đau khổ thêm 2 tháng nữa. Nằm ở rên la 2 tháng sau mới ngủm, nó gọi là vãng. Có đúng vậy không? Kéo dài sự hấp hối của tôi ra dài thêm 2 tháng nữa làm cho đau khổ thêm. Tới chừng xuống dưới nói, mày đúng là mày chết trước 2 tháng lúc 3 giờ chiều. Giờ này mày xuống là tại sao? Nói, đám kia nó kéo chân con nó không cho đi. Con xin lỗi đi trễ. Không xin lỗi mẹ vậy đó. Trễ tao đục mày thôi. Tưởng bở mày lực nào ra lực đó, mà tưởng mày có người mày cản mày, mày xuống đây chậm mày tính với tao hả? Nó lụm mày luôn. Đừng có tưởng bở. Nói cho huynh đệ biết để chúng ta cố gắng đừng có sọt tay vô nghiệp chướng của người ta. Nếu làm được chư Phật đã làm hết rồi, có hiểu không? Các vị là chánh đẳng chánh giác đúng không? Các vị đâu có tới nhà mình gõ cửa kêu Tám ơi Tám đi học với tao nè. Tại sao không kêu 7 với 9, không kêu 8? Hả? Nhiều chuyện. Chứ không kêu 8 ơi 8 đi theo tao. Có bao giờ các ngài gõ cửa nhà mình kêu mình không? Chúng ta quỳ xuống, năn nỉ lạy lục khóc lóc để được học đạo với ngài. Chứ các ngài không giờ lại gõ cửa nhà mình kêu mình đi học đạo với các ngài. Không có đâu. Có hiểu ý nói không? Quý là các ngài rất là tôn trọng nghiệp, cái luật của nhân quả. Nghiệp chướng mình đã tạo tác thì mình phải tự trả rồi tự hưởng. Khi mình hiểu được mình đã tạo tác nghiệp ác cho nên mới ngồi xuống đây tụng kinh niệm Phật để giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ, tự tu, tự chứng, tự thành. Chứ các vị lúc đó các vị mới thấy mình có lòng, các vị phóng quang giúp cho mình mạnh mẽ hơn để mình học đạo. Chứ ông không lại ông lấy tay ông xóa cái nghiệp mình cho mình thành Phật, không bao giờ có. Cho nên thầy mới nói là không ai có thể cầm vương miện của Phật đội lên đầu cho chính mình đâu. Phải bản thân mình mới tự đội được, không ai đội giùm mình, ngay cả Phật tổ không cầm vương miện đội cho mình đâu, nhớ chưa?
Cho nên tuyệt đối không được xía vào chuyện nghiệp chướng của người ta để mình tạo tác ác nghiệp. Giúp đỡ bằng cách là năn nỉ nó tụng kinh niệm Phật rồi hồi hướng cầu mong cho nó hoán cải tâm thức của nó, rồi nó tự tu cho nó giải nghiệp của nó thôi. Hiểu chưa? Đừng có ỷ mình biết chút đỉnh nhào vô xóa nghiệp người ta là mình ôm cả nhà mình luôn đó. Tại sao mà tôi xui hoài, xui bởi nhiều chuyện cho nó mới xui. Cái gì là Phật? Hỏi tiếp. Nhớ chưa, nhắc đi nhắc lại hoài, đừng phê bình chỉ trích, nói nặng nói nhẹ huynh đệ của mình là tạo ác nghiệp đó. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử Ngọc Minh, năm nay 73 tuổi. Con có nhân duyên được xem cái đĩa nhân quả tốt và xấu của thầy giảng. Trong đó con rất tâm đắc cái thầy dạy là mình muốn cứu độ của quyền thất tổ của mình được siêu sanh tịnh độ, thì ngoài cái thời pháp của mình tụng kinh là chú Đại Bi, tụng kinh A-di-đà ra, thì mình phải niệm 49 biến chú giảng sanh để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ. Mà từ trước tới giờ con được nghe quý thầy giảng thì thường là khuyên Phật tử chúng con là tụng chú Đại Bi thì 3 biến, 7 biến hay là 21 biến, mà con chưa nghe vị nào giảng là phải tụng 49 biến. Xin thầy cho con biết ý nghĩa của 49 biến. Dạ thưa A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cảm ơn bà đã hỏi câu này. Thầy sẵn thì nhắc nhở huynh đệ luôn, các thầy các cô cũng vậy, chúng ta cho lù và dù là cư sĩ cũng vậy, cái bổn phận đầu tiên của một người Phật tử cư sĩ, đầu tiên việc làm chúng ta là người được ăn chay tụng kinh. Nói giờ ăn chay tụng kinh nhiều cho nên chúng ta có một cái năng lượng nội tại nó phát triển mạnh mẽ, nên cái lời nói mình nó có năng lực nói ra sẽ được tạo tác được nhiều thứ tốt hoặc xấu. Thì cái miệng này tụng kinh nhiều trở thành thần khẩu, Phật khẩu, thì mình có năng lượng cầu nguyện cho cứu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Đó là bổn phận mà việc đầu tiên người Phật tử phải thực hiện, là giúp cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Khi mà cửu quyền thất tổ đã được siêu rồi, việc tu học mình mới là thăng tiến rất là lẹ, đồng thời cuộc sống mình không có bị trầy trật trì trệ, không có bị phiền não sanh ra. Cho nên bổn phận đầu tiên là phải biết cầu cho cửu quyền ông bà cha mẹ mình được siêu sanh tịnh độ, để giúp cho mình có phương tiện tu học mạnh lớn hơn. Quý vị nhớ câu là âm siêu dương thới không? Âm siêu rồi thì dương mới thảnh thơi được. Cho nên ông bà cửu quyền thất tổ còn một nhà rồi á, thì chắc chắn gia đình có chuyện hoài thôi, tu học cái trầy trật chướng ngại hoài, là do bởi vì ông bà chưa được siêu sanh tịnh độ. Việc đầu chúng ta là để tạo phước, gọi là âm đức, gọi là phước vô lậu đó, chúng ta phải biết hồi hướng cầu nguyện tụng niệm cho ông bà cửu quyền thất tổ, ông nội hai bên được no đủ, và để báo hiếu các vị đã đem mình ra thế gian này. Cho nên việc tu học mình mới tiến hóa được. 49 biến chẳng qua là một cái công năng, mình càng tụng nhiều, khi muốn cho việc làm mình được như ý, lúc tụng kinh hoặc niệm Phật, chúng ta phải để hết tâm tư, trí tuệ, con tim, sức mạnh vào việc cầu nguyện tụng niệm, thì chắc chắn việc làm mình sẽ được như ý. Cho nên 49 biến không phải 108 biến, 21 biến là mình tụng kinh phải để hết tâm trí vô mới gọi là chất lượng. Còn mình tụng cái số mà không để tâm tư trí tuệ chỉ là số lượng thôi. Số lượng không giải quyết sinh tử. Số lượng không bao giờ có đủ năng lượng để giúp cho cái lời cầu nguyện mình đắc thành. Cho nên tụng kinh niệm Phật phải dùng cả tâm tư trí tuệ con tim vào đó, thì cái đó gọi là chất lượng tu học. Lúc đó mới được tính đó bà. A Di Đà Phật. Nhớ chưa? Hỏi tiếp đi con. A Di Đà Phật, thưa bà. Thầy hỏi câu này hơi mắc cỡ chút, mọi hỏi huynh đệ thấy thầy đẹp không? Mô Phật, con là Phật tử Nguyễn Thị Yến, pháp danh Diệu Nguyệt, 73 tuổi. Con xin Phật. Nhờ thầy giải thích cho con hiểu cái câu mà trong kinh Lương Hoàng Sám có chứ câu là thầy không có tụng kinh đó bà ơi. Không có tâm cho và lấy. Mới dạ. Nói nãy đó bà. Cái câu đó bắt chước ăn cắp của trong kinh Kim Cang đó bà ơi. Bồ Tát không có người để độ mà chẳng có người để độ mà chẳng ai được độ. Nếu mình độ người ta mà mình nghĩ mình độ, tức là không có gì để độ. Chẳng ra mình cho ai, ai lấy. Nếu mình có cái tâm cho và lấy thì mình sẽ không có phước đức. A Di Đà Phật.
Hiểu chưa? A Di Đà Phật. Làm mới nói xong nãy, làm phước mà nghĩ tới phước là không có phước. Làm phước mà không nghĩ tới phước là phước. Rõ không? Chưa trả lời câu của thầy kìa. Mắc cỡ. A Di Đà Phật. Giờ mới suy nghĩ kỹ mới trả lời, mắc cỡ. Hỏi thêm đi con. Nguyễn Như nó cười nãy giờ, nó cười chọc quê sư phụ của nó. Bác thầy cho con hỏi thêm câu. Dạ. Như là bản thân thì ăn chay, chay trường, nhưng mà bán hủ tiếu theo được không thầy? Cô này hồi xưa tội nghiệp rất là dễ thương lắm. Dạ. Bỏ nghề thiến heo này, nghề bán hủ tiếu thịt. Ban cho con lời giải thầy. À, con thật thành theo lời Phật dạy ạ. Tại vì cuộc sống thầy ơi. Dạ Di Đà Phật. Tội nghiệp. Di Đà Phật. Dạ thưa, nghề là nghiệp. Nghề nào cũng sanh nghiệp cả. Cho nên trong cái bát chánh đạo có cái chánh nghiệp. Bây giờ cuộc sống phải vậy. Mà con có giết heo không? Bán thôi hả? Ừ. Bây giờ coi như thầy không có phán xử con, thầy không có quyền gì hay cái tư cách gì phán xử huynh đệ của mình trong cuộc sống. Huynh đệ cứ sống bình thường, cứ làm những việc cứ làm, nhưng mà biết rằng là việc làm của mình nó là vậy, nó tạo tác như vậy, cho nên về công phu năng nổ nhiều hơn, tinh tấn hơn, miên mật hơn, để cho bớt tội chướng mình đã làm. Nhớ không con? A Di Đà Phật. Chứ sư phụ không dám phê phán. Ý kiến gì ghê vậy? Dạ, chào thầy ạ. Con pháp danh là, con tên là Phan Thị Ánh Tuyết, 57 tuổi, pháp danh là Trang Ngọc. Đâu cần phải đưa lý lịch cho thấy ghê, nãy giờ đưa lý lịch không à. Con là Phật tử của Tịnh Xá Ngọc Quang. Con hỏi thầy, nãy thầy có giảng á, là huynh đệ với nhau mà không được phê phán, hay là những cái mình thấy người ta điều mà sai trái mình cũng phải nói chuyện thôi, có ý kiến chứ, để ý kiến người ta, gì nói chuyện thôi, người ta dấn vào những cái sai lầm. Dạ thưa không, mình nói chuyện thôi, tư cách của huynh đệ này nói chuyện thôi nha. Chúng ta không được biểu lộ với một cá nhân tính cách phê phán, chỉ trích, miệt thị, nói nặng nói nhẹ, không. Một người Phật tử thượng thành chân chính nói nhỏ nhẹ với nhau là giải quyết vấn đề. Bây giờ thí dụ con nói với tư cách một người bắt lỗi bắt lầm người ta, thằng kia nó phản ứng, hai bên gây quay gây lại là tất cả cùng tạo nghiệp. Cho nên con tìm mọi cách, con nói sao nhẹ nhàng tế nhị thì người ta tiếp nhận sự chia sẻ đó, người ta sửa đổi là tốt. Nhưng đừng có làm cho người ta cảm thấy bị va chạm, bị xúc phạm hay gì đó. Con ở nhà con có một cái am tự, là ngày trước cũng có cái linh sơn tự có hiệu bản đàng hoàng, rồi sau giải phóng nó mới nhà nước mới kêu mình dỡ bản xuống. Thì từ nó còn nhỏ quá, mình không có biết đọc kinh hay gì á, là từ 20 năm nay con có đọc kinh cầu an. Mà sao cái thằng em con biểu nó cầu an cho gia đình nó được mạnh khỏe mà nó không có làm được, con không biết làm sao mà để cho thuyết phục nó này thầy. A Di Đà Phật, ngồi xuống đi thầy nói chuyện. Huynh đệ, nãy trung đạo có nói một câu rằng là tự giác, có nghĩa là mình tu cho giỏi, mình sửa đổi bản thân mình tu học, tu tập, tu sửa, tu hành cho chính bản thân mình. Khi cái miệng mình từ một cái phàm khẩu ăn uống tầm bậy tầm bạ, nói tầm bậy tầm bạ, tụng kinh niệm Phật dài lâu trở thành thần khẩu, rồi thánh khẩu, rồi Phật khẩu, trong sạch tinh khiết như vậy, lúc đó cái miệng mình mới có cái gọi là thần lực nói chuyện, người ta sẽ hoán cải tâm thức. Muốn hoán cải tâm thức của một vị huynh đệ bên cạnh, việc đầu tiên mình phải hoán cải tâm thức của mình trước, mình hoàn hảo trước, người ta sẽ lắng nghe mình nói. Bởi vì mình nói không được, bởi vì mình chưa có đủ năng lực để nói, chưa có đủ đạo hạnh để nói, chưa đủ đạo lực để nói, cho nên mình nói nó không nghe là vậy, nhớ không? Cho nên chúng ta phải về ráng tu cho nhiều vô đi. Muốn dọn thùng rác của người ta, việc đầu tiên là thùng rác mình phải sạch trước, rồi mình mới chỉ người ta cách dọn. Thùng rác mình còn nhiều quá, mình dọn người ta chưa có được, nhớ không? Nghe gì được. Cho nên mình tụng kinh, mình để cái quý vị muốn hoán cải tâm thức huynh đệ trong nhà mình, việc đầu tiên mình học cho giỏi vô, viết tên tuổi cái người mà mình muốn nói chuyện đó, bỏ vô cái mỏ của mình tụng, nhớ không? Mình tụng, mình cầu tới cái chữ mạ trong đại bi đó, để tên người đó vô, cầu mong cho này là từ bỏ những thói hư tật xấu, cải thiện làm lành, chứ mình cầu theo ý của mình đó, thì cứ ngày nào cũng tụng đi, từ từ sẽ có kết quả, nhớ chưa? Nhớ không? Nhớ không?
Cái gì cũng vậy, muốn nói được người ta thì đầu tiên mình phải sửa chữa bản thân mình trước. Mình sạch sẽ rồi mình nói người ta sẽ nghe. A Di Đà Phật, thưa cô. A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con tên là Pháp Danh Ẩn. Kê sát vô. Kê sát vô, nói cho nghe. Kê sát cho được rồi đó. Con tên là Ẩn Ngọc, ở chùa Tịnh Xá Ngọc Quang ở thành phố. Tụi con xuống biết, đây hôm nay. Thầy nhìn thấy là biết rồi. Con xin hỏi thầy, giờ con dắt sáng gia đình con nó đi học, đi làm hết rồi. Có mình con nhà, con đọc chú Đại Bi với đọc kinh đó thầy. Mà giờ con cầu xin cho mấy đứa con tánh tình cho nó nói chuyện cho nó đàng hoàng. Xong mà nó nói chuyện với cha mẹ nó cọc lóc à. Cho nó ăn ngọt ngọt chút. Giờ con cầu xin thầy có cách nào chỉ hướng dẫn cho con. Đặng sáng con về con đọc con cho nó chuyện dịu dàng. Về nhà nấu ăn cho nó, đừng có nói là ăn thịt hay ăn không thịt. Cứ nấu ăn đồ cái gì không có thịt cá trong đó đi cho nó ăn đi. Đừng nói chay hay mặn, cứ dọn ra cho nó ăn. Còn nó không ăn tự động nó nhịn kệ cha nó đi. Đừng có lo cho nó. Thật ra nó ăn của mình nói bậy là cho nó nhịn vài bữa cho nó biết mặt thế nào là hổn, thế nào không hổn. Nói chơi thôi đừng làm gì nó chửi con, đó. Con có nói về thầy, con nói hồi nhỏ nuôi con không có câm, mà sau giờ lớn lên con lại con câm. Con nói nó vậy. Con nói nhiều quá mà. Tại vì con nói riết nó ngán cái tiếng nói mình luôn, nó không ra lời nữa. Con đâu có nói gì đâu, con hỏi nó. Không nói gì đâu mà nói nó không ra lời. Nó không trả lời, con bởi giờ con mới nói nó sao nhỏ. Nói vậy mà không tức sao được, làm thinh luôn. A Di Đà Phật, rồi xuống đi. Nghe nè, con cái nó vậy đó cũng do cái hoàn cảnh bên ngoài, cuộc sống xã hội, trường học, tất cả mấy cái. Nhưng mà mình càng vui vẻ, càng nói chuyện tâm sự với con mình nhiều thì hai người trở thành bạn, dễ nói chuyện lắm. Đừng có lấy quyền hành của cha mẹ mà áp đảo người ta. Hồi xưa thầy bị áp đảo quá cho nên từ cái trường kia mới chạy qua trường này đó. Ừ, thầy bị áp quá độ thì chịu không nổi thì giọt. Đừng có bắt ép người ta phải làm giống mình, không có đâu. Mình với đứa nhỏ đó chẳng hạn 25 năm là một thế hệ, mà mình với đứa nhỏ đó khác thế hệ rồi. Xã hội bây giờ, trường học bây giờ nó khác ngày xưa. Mình cứ lấy cái biết của mình đè lên nó, tức là mình ép nó phải làm những điều nó không muốn, thì bắt buộc nó phản đối bằng sự không lắng nghe. Mà đôi khi nó ở gần mình quá, cái tiếng nói mình nó nghe riết nó cũng chán, phải không? Thành ra mình làm cách làm sao mình vui vẻ, mình nói chuyện giống như hai chị em vậy đó, thì hy vọng có tâm sự được. Chuyện gì nó cũng kể cho mình nghe hết. Còn mình đàn áp nó quá chắc chắn nó sẽ rời xa mình ra, hiểu không? Thì nói chung tất cả là không phải vậy. Những đứa nhỏ bây giờ nó không chấp nhận lời cha mẹ nói đâu, không phải một mình cô. Ừ. Thầy hiểu ý cô. Dạ thưa, thôi đừng hỏi cho nó rồi kệ nó đi. Như là Phật. Ừ, như là... Ừ đó, tâm sự để có lũ con gì nữa. Nghe nè, chúng ta tu như thế nào, mình mở miệng ra là người xung quanh vui thì mở miệng, còn nếu cảm thấy mở miệng không có lợi làm thinh luôn, niệm Phật, nhớ không? Đừng làm cho người bên cạnh xung quanh khó chịu, chúng ta tạo nghiệp. Chẳng hạn như mình tu chứng ở cái mức độ này chỉ có mình biết thôi, nếu mình kể ra với cái tâm hoan hỷ hãnh diện quá độ thì người ta sẽ không có chịu, nhớ chưa? Rồi chúng ta phải nói làm sao những lời ngọt dịu, lịch sự, tế nhị. Ngay cả cho dù mình phê bình người ta, người ta cũng vui vẻ tiếp nhận, mới thực sự là biết ăn nói, mới biểu lộ được cái Phật Pháp mà mình đã học. Cho nên người Phật tử thuận thần chân chính, hả nói chuyện, hả làm cái gì đều là quảng cáo cho Phật Pháp. Lúc đó chúng ta mới thực sự có cơ hội biểu lộ chánh Pháp. Nhớ không? Tóm lại bài giảng hôm nay là giúp cho huynh đệ biết giữ gìn tam nghiệp như thế nào được thanh tịnh, và giúp lục căn thanh tịnh như thế nào để chúng ta niệm Phật được vãng sanh như ý, sống như thế nào để tròn nhân đạo, để mà có thể bước vào cửa Phật đạo. Tu làm sao mà không thấy lầm của đệ của mình mới là tu. Còn nếu mà thấy gai mắt quá về nhà niệm Phật, nhổ cái gai đó ra cho hết. Chừng nào mà không còn gai nữa thì học đạo mới tinh tấn. Chừng nào cái tôi của mình chết hẳn đi, Phật tánh mới ngự trị. Trung đạo cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ chư huynh đệ học đạo tinh tấn, Bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật một câu nữa. Dạ. Kính bạch thầy, con cũng có dịp mới đi ngang qua ghé để nghe thầy thuyết giảng. Thì nãy giờ con rất là ngưỡng mộ thầy. A Di Đà Phật, đừng có hăm dọa. Dạ. Thầy nha. Con
pháp danh là Diệu Hạnh, tên nương pháp danh là Diệu Hạnh. Dạ. Thì con cũng có thời gian học đạo, nhưng mà cái kinh Kim Cang á thì con có những chỗ chưa có được thông suốt. Tụng Kim Cang luôn á hả? Ghê vậy đó hả? Dạ. Thì con nhớ có một câu ở trong kinh Kim Cang nói là: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhựa kiến phi tướng, chân tướng tức kiến Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con thấy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thì các tướng của các pháp đều là hư vọng, do mình cái duyên khởi mà mình vọng tâm mình thấy, nhưng mà không có thật. Thì điều đó con cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà cái câu là nhựa kiến phi tướng, chân tướng tức kiến Như Lai, thì con chính bản thân cô chưa kiến Như Lai được, bởi vì cô bám vào những chuyện đó nhiều quá. Con xin phép là thầy có cái cách gì để cho các Phật tử cũng như con đây bản thân cô đang bị đó, dạ, có thể hiểu được phi tướng, chân tướng tức kiến Như Lai là thế nào. Bản thân cô đang bị hữu tướng đó. Dạ. Bởi vì cô bám những chữ đó cho nên bản thân cô bị chấp ngã chấp kiến đó cô. Cô bị rồi đó, A Di Đà Phật, cho nên cô không nào kiến Như Lai được. Con xin phép là thầy có dạ thưa cô, thực sự chỉ là một phương tiện giải thích thôi, ngồi xuống đi. Dạ. Chúng ta tu tụng Kim Cang vậy, thầy tụng Kim Cang cũng trên 30 năm rồi, thầy chưa bao giờ nói một câu nào hết. Thầy không bao giờ nói một câu nào về Kim Cang á. Người ta không nghĩ là thầy tụng Đại Bi thôi. Thực sự thì chúng ta còn chấp vướng bất cứ một cái thế gian pháp nào, bất cứ một thứ gì mình cho là tồn tại, bất cứ một cái gì, người tu rồi cái gì cũng ok hết, cái gì cũng được hết, mới thực sự là thực tướng. Mình làm việc mà mình còn nghĩ mình làm việc cho ba tánh là trật. Mình làm bất cứ cái điều gì của thế gian này mình còn nghĩ mình làm là điều trật. Có nghĩa là khi chúng ta còn bám vào bất cứ cái gì ở thế gian này đều là hư vọng cả. Khi mình còn nói cái này cái nọ cái kia, mình còn cho nó còn, tức là mọi cái không có. Cái cảnh giới cao nhất của thiền định, của tu tụng là không có gì. Nếu mình tu thiền mà mình cảm thấy có gì là đều là bị hư vọng ấy, tà kiến, tạp niệm, vọng niệm. Cái lý luận của Kim Cang đó cô, để cho cái người tu học hiểu biết cái gì là chấp, cái gì không chấp. Tu Kim Cang là phá chấp, phá bỏ cái chấp tôi, cái tôi chấp của mình đi. Mình còn dính vào từ ngữ, ngôn ngữ, lý luận, văn hóa của cái Kim Cang là mình vẫn còn chấp. Cô kẹt cái chữ đó đó cô à. Cho nên cô không bao giờ kiến Như Lai được. Nếu mà cô không còn Kim Cang nữa, lúc đó mới thực sự là chân tướng, thực tướng. A Di Đà. Giai thị hư vọng. Mình còn mê cái sách là mình còn dính à cô ơi. Thực sự Kim Cang cô tụng rồi á, cô ăn cơm là buông đũa. Ăn cơm buông đũa, tụng Kim Cang là vậy. Ăn cơm buông đũa, nếu mà còn đeo nó theo hả, là đôi đũa còn dính trong lưng đó cô à. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của huynh đệ đó hỏi: chúng ta làm Phật sự, làm xong buông tay, không còn vướng mắc tới cái chuyện đã làm. Đối với cái tôn chỉ của Phật Tổ, everything's right here and now. There is no past, no future. Everything right here and now. Tất cả đều là hiện tiền, ở đó chẳng có quá khứ và vị lai. Nếu chúng ta bám vào quá khứ vị lai, chúng ta sẽ còn vướng mắc và không bao giờ giải thoát được. Nam mô A Di Đà Phật.
tụng đại bi càng tụng càng đẹp, càng sáng, càng hiền, càng yêu thương bá tánh chúng sanh nhiều. Mặt mày rất là đẹp, bởi vì mình tiếp nhận năng lượng của chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát. Trung đạo không có muốn huynh đệ đi vào ấn thủ, ấn chú. Chúng ta chỉ đặt trọng tâm vào cái luồng năng lượng của đại bi thôi. Khi chúng ta tụng đại bi đúng mức thì mình sẽ tiếp nhận luồng năng lượng của chư thiên chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng gia hộ mình. Cho nên khi mà mình tiếp nhận năng lượng không ngừng nghỉ thì người của mình nó rất là mạnh mẽ, cho nên bệnh tật tiêu trừ. Nhờ bệnh tật tiêu trừ cho nên gương mặt mình rất là sáng đẹp. Đó là cái công năng lợi lạc của đại bi. Đầu tiên là giải trừ bệnh tật cho bản thân, bên cạnh đó giải trừ oan gia trái chủ, bên cạnh đó là giải trừ nghiệp chướng của chính bản thân. Cho nên nghiệp chướng tiêu trừ thì đạo hạnh mới phát khởi được. Khi đạo hạnh mình phát khởi như vậy thì trí tuệ mới rộng lớn sáng suốt được. Nhờ trí tuệ rộng lớn sáng suốt như vậy mình mới nhìn thấy được cái gì là nghiệp xấu, cái gì là nghiệp tốt. Cho nên chúng ta sống rất là hiền lành thiện lương, biết yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, biết biểu lộ tình thương yêu, thì thực sự lúc đó mình mới là người tụng đại bi. Khi tụng đại bi rồi, chúng ta phải ngồi lại ít nhất là 20 phút. Ở đây có ai làm chưa? Ít nhất nha. Có làm vậy chưa? Hay tụng xong rồi phủi đít cái rột đứng dậy hả? Có bao nhiêu người giơ tay lên? Quá ít. Tất cả đều phải làm như vậy hết thì mình mới tiếp nhận. Khi tụng đại bi là sao? Tụng đại bi là tâm sự với chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Tụng đại bi là mời chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát chứng giám cho mình tu học. Tụng đại bi là tâm sự với các ngài, mong các ngài ban bố ân điển chúng ta tiến hóa trong việc tu tập. Cho nên tụng xong hả, mời khách quý tới là phải ngồi lại ít nhất là 20 phút, hít sâu thở dài niệm Phật để tiếp những sự dạy dỗ trong âm thầm. Lúc đó mới thực sự là công phu hoàn mãn. Nếu tụng đại bi mà sách đích đứng dậy mỗi một ngày một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, một ngày, một năm, hai năm, 10 năm, chúng ta mang cái tội bất kính, bất kính, đại bất kính. Tụng kinh đại bi là mời chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát chứng giám sự tu học rồi bỏ đi sau khi tụng là bất kính. Mời khách quý tới nhà mà không tiếp là bất kính. Nhiều năm như vậy chúng ta mang cái tội bất kính, chúng ta không học được gì hết. Cho nên để đạt được cái quyền năng đó, chúng ta tụng đại bi xong ngồi lại, hít một hơi dài niệm Phật, thở một hơi dài niệm Phật, mình sẽ được an lặng. Trong cơn yên lặng tuyệt đối này, chúng ta mới tiếp nhận được sự dạy dỗ của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, mà người thế gian gọi là tri kiến Phật đó. Trong sự yên lặng tuyệt đối, con người ta mới nhìn thấy được Phật tánh của chính mình. Và cũng trong cơn yên lặng tuyệt đối đó, con người mình tiếp nhận được quyền năng của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Lúc đó mới thật sự là công phu hoàn mãn. Còn nếu tụng xong bỏ đi mà không niệm Phật là chỉ có phân nửa thôi. Chẳng hạn niệm Phật mà không tụng đại bi chỉ có phân nửa mà thôi. Tụng đại bi đi giải trừ nghiệp chướng quan gia trí chủ bệnh tật thì niệm Phật mới được an lành hạnh phúc. Trung đạo hỏi huynh đệ nha, nếu mà đau bệnh như vậy niệm Phật có thấy được không? Ngồi đây mà đau, đau đầu gối, đau lưng, đau đầu, đau cổ, đau bụng, bệnh tật, niệm Phật có thấy an lạc không? Không. Không có đủ cơ hội và điều kiện để niệm Phật thì làm sao an lành hạnh phúc? Muốn niệm Phật được như ý, chúng ta phải tụng đại bi giải trừ bệnh tật quan gia trái chủ nghiệp chướng của mình trước đi, rồi niệm Phật mới được an lành. Đây là con đường đi ngắn gọn nhất mà huynh đệ không làm được á, đừng có hòng mà vãng sanh như ý. Tại sao? Đại đa số huynh đệ muốn niệm Phật để vãng sanh như ý phải không? Có phải vậy không? Đúng không? Nói đi, đúng không? Đừng có hòng mơ đi cưng. Mơ đi cưng. Niệm Phật mà quan gia trái chủ, những người xung quanh còn ghét mình, mà còn bệnh tật tùm lum mà đòi vãng sanh như ý. Cho chúng ta tụng đại bi đi giải trừ bệnh tật trước cái đã, cho thân tâm an lạc cái đã, cho trí tuệ sáng suốt thì niệm Phật mới được như ý. Tại sao? Tụng kinh xong niệm Phật để giữ cho thân tâm thanh tịnh. Thân niệm, tâm niệm. Khi thân tâm thật là thanh tịnh, thân niệm cùng tâm niệm thì lúa thân tâm hòa nhập là Phật. Nếu mà thân niệm mà tâm không niệm, hoặc là tâm niệm mà thân không niệm, thì thân tâm không thể nào hòa nhập, thì dứt khoát không thể nào thanh tịnh được. Cho nên nếu mà trí bất tịnh, tâm bất định, thân sinh bệnh, trí tịnh, tâm định, thân không bệnh, lúc đó niệm Phật mới được như ý. Rõ ràng như vậy.
Bây giờ trung đạo hướng dẫn cho huynh đệ tu làm sao để được niệm Phật, để được nhất tâm niệm Phật, để được vãng sanh như ý. Trước khi đó chúng ta phải hoàn tất cái nhân đạo cái đã. Tu nhân học Phật mà, đúng không? Nhân đạo còn luộm thuộm. Nhân đạo là gì? Là cái tình của mình dành cho huynh đệ chung quanh. Cái bổn phận mình đối với ông bà, cha mẹ, anh em, bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng, bổn phận làm em, làm con trong nhà. Chưa hoàn tất thì đừng nói cái chuyện Phật. Tu nhân học Phật mà, nhân đạo chưa tròn mà nói chuyện Phật thì còn xa lắm. Có phải vậy không? Còn kiếm đủ cái chuyện xấu xa đây mà nói chuyện trên kia không mà mơ hồ. Còn tính toán nè, trong cái đầu còn đủ chuyện hết nè, mà đòi vãng sanh như ý. Có phải vậy không? Thành ra nhân đạo tròn đi thì Phật đạo sẽ chờ đón chúng ta. Nhân đạo chưa tròn đừng có nói chuyện Phật, nói cái miệng cho vui vậy thôi. Còn khi còn tính toán âm mưu hãm hại những người xung quanh, tìm cách lợi dụng lừa đảo huynh đệ trong đạo tràng của mình, nói cái chuyện Phật thiệt là đúng là khẩu Phật tâm xà. Làm sao mà niệm Phật vãng sanh được? À, cái mặt mình á, nó hiện sao là do cái tâm mình như vậy, chứ gọi là tướng tự tâm sanh. Cái tâm mình không tốt lành là cái mặt nó hiện ra liền. Cho dù mình nói hay cái nào, lâu lâu người ta rình, ta thấy cái mặt mình là rõ ràng là xảo trá rồi. Thì đó niệm Phật sao vãng sanh như ý được? Có đúng vậy không? Cho nên cái miệng mình niệm Phật, cái lòng mình phải niệm Phật. Cái miệng niệm Phật, cái đầu phải nghĩ tới Phật. Cái miệng niệm Phật, cái tâm mình phải tưởng tới Phật. Lúc đó mới thực sự là niệm Phật. Còn niệm bằng cái miệng không thôi, giống như bỏ muối xuống biển thôi. Bây giờ hỏi lại, trả lời cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ để trả lời. Có quyết tâm niệm Phật để vãng sanh như ý hay không? Trung đạo sẽ chia sẻ thêm. Có quyết tâm vậy không? Có quyết tâm không? Rồi phải lắng nghe cho kỹ con đường đi từ đây tới ngày hôm đó. Ngày đó là cái ngày cận tử nghiệp đó. Đơn giản lắm. Nếu từ đây tới ngày hôm đó mà sống không có yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, không đối xử với người ta đồng đẳng, không bỏ tình thương ra cho mọi người giống nhau, còn tính toán cân đo đong đếm, đừng có hồng vãng sanh như ý. Cho nên chúng ta thương yêu bá tánh chúng sanh bằng một tấm lòng duy nhất. Phải biết rằng là tất cả những người ngồi trước mặt mình đều là con cái của chư Phật. Mình phải yêu thương người ta giống như Phật yêu thương mình vậy đó. Thế mới sự gọi là yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Niệm Phật mà không có chữ đại từ đại bi bên cạnh là dứt khoát không vãng sanh như ý. Niệm Phật phải cộng lòng đại từ đại bi thì chắc chắn con đường đi trở về chư Phật rất là rõ ràng, không cần phải cầu xin khóc lóc năn nỉ. Bây giờ chúng ta tụng đại bi để chúng ta giải trừ bệnh tật quan gia trái chủ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, rút ráo giải thoát. Sau đó niệm Phật cho miên mật. Ngày nào vậy hả? Rảnh là làm. Đi đứng nằm ngồi là đại bi, đi đứng nằm ngồi là niệm Phật. Rồi biểu lộ cái tánh thương yêu của mình dành cho huynh đệ bá tánh chúng sanh trong đạo tràng bên ngoài đường. Khi chúng ta có cặp mắt nhìn huynh đệ mình tất cả giống nhau, tất cả là con của Phật hết, lúc đó tình thương mới đồng đẳng được. Khi tình thương của mình dành cho trong gia đình mình với bên ngoài giống nhau không sai biệt, lúc đó là mình đang biểu lộ cái hạnh của Bồ Tát. Mà Bồ Tát hạnh tròn đủ còn nghĩa là nhân đạo tròn đủ. Hãy nhân đạo tròn đủ thì nhịp cầu giữa mình với Phật đã được nối liền. Nhân đạo, cái nhịp cầu này được nối liền với mình và Phật, thì nhân đạo tròn thì Phật đạo sẵn sàng mở cửa để chờ đón một người đã hoàn tất nhân đạo. Có nghĩa là người này đã biểu lộ được cái Bồ Tát hạnh đó. Nhân đạo chính là Bồ Tát hạnh đó, chứ không có khác biệt gì hết. Trong sách vở nó nói mù mờ, quý vị không hiểu nhân đạo là Bồ Tát. Người sống mà tròn đủ đắc nhân tâm ở thế gian, vì đó chính là Bồ Tát tại thế. Mà sách vở nó gọi là Niết Bàn Hữu Dư đó. Nó nhiều chuyện, nói đại là Bồ Tát cho rồi, hiểu không? Còn biết cái này biết cái nọ, ta gọi trong sách vở là tiểu ngộ thôi. Chừng nào mà ngủm chết lên kia mới đại ngộ là trễ rồi. Từ ngữ thôi, đừng để ý tới nó. Để ý tới làm cách sống của mình, cách đối xử, hành xử, tiếp xử của mình như thế nào với vấn đề ba tánh chúng sanh. Đó mới là cái chuyện quan trọng trong việc tu học của mình. Nhân đạo còn luộm thuộm, còn tính toán, còn mưu toan, còn xảo trá, còn lừa gạt, còn phản bội, còn mưu mô tính toán đủ điều đủ chuyện của thế gian, đừng có hòng mà tròn nhân đạo. Mà nhân đạo không có rồi, đừng nói chuyện Phật, mơ hồ. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Dễ không?
dễ ghê ha. Cho nên để việc niệm Phật mình, tụng kinh của mình nó có kết quả giá trị như mong muốn, chúng ta phải để ý những điều kiện cần thiết trong việc sống tu học nè. Đừng có nghĩ rằng là các vị cạo đầu như sư phụ, thầy với lại huynh đệ đó, cạo đầu máu mới là tu. Không phải, huynh đệ là tu sĩ, cho dù không thọ đại giới vẫn là một tu sĩ trong một khía cạnh nào đó. Chúng ta đều có khả năng tu giống nhau, nhưng chúng ta không biết cách tu để phát triển cái quyền năng đó thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng lấy những điều kiện cần thiết cho người tu học, là chẳng hạn như là đầu tiên là phải biết ăn chay cái đã, để tập cái tánh từ bi hỷ xả dành cho chúng sanh trước. Nếu không ăn chay thì dứt khoát cái hạnh từ bi không biểu lộ được. Biểu lộ ngay cái chỗ mà mình không ăn chúng sanh đó, là đã từ bi rồi. Huynh đệ mà còn tu tụng, còn niệm Phật mà muốn cho nghiệp thật là nhẹ, trí tuệ sáng suốt, việc đầu tiên phải biết từ bỏ ăn thịt chúng sanh. Khi vị còn cầm một miếng thịt, nhai ngấu nghiến và thưởng thức cái miếng thịt này, nó ngon, nó dở, còn chứng tỏ rằng là tâm mình, lòng mình vẫn còn ác niệm đầy rẫy. Cho nên đừng có hòng mà mơ vãng sanh như ý. Cho nên cận tử nghiệp, lúc mà vay mượn chúng sanh nhiều quá, trước khi chết đó, nằm dãy đạch đạch, rên rỉ, khóc lóc, la hét, chứng tỏ rằng là quan gia trái chủ còn bu đeo, còn đòi, còn kiếm cách trả thù, cho nên mình mới rên rỉ la hét như vậy. Bởi vì mình vay mượn họ quá nhiều. Có rõ không? Chính khi mà mình niệm Phật 20 năm sau mà nằm rên rỉ như vậy, chứng tỏ là công năng niệm Phật mình chẳng có kết quả gì cả. Mới nhờ huynh đệ tới đứng một đống hộ niệm, thiệt là xấu hổ. Niệm Phật 20 năm sau mà nằm rên rỉ la hét là chứng tỏ mình không có công năng gì cả, mà tội lỗi vẫn còn đầy, cho nên mới la hét đó. Còn mà người niệm Phật ăn sạch thiệt sạch, ăn không chúng sanh, 20 năm sau trước ngày mà cận tử nghiệp như vậy nữa, người ta biết được mấy giờ đi, mấy giờ trút hơi thở cuối cùng, huệ căn huệ lực, định căn định lực đầy đủ, biết giờ giấc mình ra đi, mỉm cười rồi đi, người đó mới thực sự là tịch, đúng nghĩa gọi là vãng sanh như ý muốn. Còn mình nằm mình dãy đạch 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 một hồi, mấy ngủm trong đau đớn, nó gọi là ngủm đó, chứ đừng có nói là tịch, hiểu không? Chết trong đau khổ, đừng có hồng vãng sanh. Chừng nào chết trong an lạc hạnh phúc mỉm cười á, nó có hy vọng được vãng thôi. Còn mà dãy đạch đạch á, siêu còn chưa được cái nói vãng. Bây giờ rõ cái chuyện siêu với vãng chưa? Thật ra sống làm sao để được siêu đã hay rồi, còn vãng là quá tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải biết biểu lộ cái nhân đạo của mình dành cho gia đình, dành cho anh em huynh đệ xung quanh, dành cho đạo tràng, dành cho các thầy các cô, dành cho mọi người xung quanh, mà mình yêu thương mọi người đồng đẳng, lúc đó mình mới tròn nhân đạo được. Hả, nhân đạo tròn thì Phật đạo mở cửa chờ đón mình, cái ngày vãng sanh đã rõ ràng rồi, đâu cần phải ngồi đó mà rị mỏ rồi rên la, có rõ không? Bây giờ biết cách nào để đừng cho nằm nó dãy đạch đạch rồi rên rồi la rồi chết không? Đừng bao giờ vướng vào cảnh đó. Nếu đã niệm Phật rồi thì cố gắng đừng bao giờ vướng vào cái cảnh cận tử nghiệp khóc lóc, rên rỉ van xin, nhớ chưa? Thật là xấu hổ với mấy ổng niệm 20 năm sau vẫn còn rên rỉ. Rõ chưa? A Di Đà Phật. Cho nên để mà niệm Phật vãng sanh thì nghĩ chúng ta phải cố gắng tụng kinh để giải trừ nghiệp chướng quan gia, tụng kinh để không tật bệnh, thì niệm Phật mới an lành hạnh phúc. Muốn sống trong cõi tịnh độ hiện tiền trước con mắt mình, mình phải biết niệm Phật làm sao cho được an lạc hạnh phúc tuyệt đối. Có nghĩa là giờ giây phút nào cũng an lạc hạnh phúc, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng an lành, lúc nào cũng hoan hỷ. Đó là tịnh độ hiện tiền đó. Ở cõi tịnh độ hiện tiền này mà không thực hiện được thì làm sao có cái cõi tịnh độ bên cạnh? Ngay giờ phút này không được hạnh phúc an lạc thì làm sao lúc chết được an lạc hạnh phúc? Có phải vậy không? Rõ không? Rõ như vậy luôn mà. Để việc tu học chúng ta có kết quả như mong muốn, chúng ta phải tập. Phải tập. Tu học xong rồi tu tập. Tu tập phải tu sửa. Sửa cái gì không tốt lành, sửa tánh hư tật xấu. Bắt đầu tu hành, hành những gì đã học hỏi được. Có phải vậy không? Hành làm sao? Đừng có hành bản thân mình cho bệnh tật, hành cho huynh đệ trong nhà đau khổ, hành bà con lối xóm khó chịu. Mình nghĩ mình tu mình giỏi, gặp ai cũng bắt bẻ, đó là hành đó. Hở chút xíu nói lỗi người ta, nói lỗi người ta. Người tu mà nói lỗi người khác hoài, người đó bệnh rồi đó. Người tu mà thấy mình đúng mà mọi người sai, người này đã bệnh, người này đậu quả nhập ma rồi. Rõ chưa? Một người tu tụng kinh niệm Phật là không thấy lỗi huynh đệ mình, thấy ai cũng dễ thương hết. Người này là đã biểu lộ chánh pháp.
Người tu mà bắt lỗi huynh đệ mình hoài, thấy đứa nào cũng sai, thấy nào cũng trật, kiếm chuyện hoài, người này đã bị tẩu hỏa nhập ma, gọi là tà pháp. Đồng ý là niệm một câu Phật giống nhau, nhưng mà mình lòng đại từ đại bi càng ngày càng lớn mạnh, thì chứng tỏ mình đã vào chánh pháp. Còn niệm một câu Phật như vậy mà càng ngày mình thấy hơn người ta, coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh, sỉ vả chửi mắng phê bình chỉ trích hoài, biết rằng là cái người này đi vào tà pháp đó. Nhớ chưa? Tụng kinh gì không cần biết, niệm Phật gì không cần biết, mỗi một ngày mình yêu thương bá tánh càng nhiều càng nhiều càng nhiều, thì biết rằng mình đang đi vào chánh pháp, đang biểu lộ Phật pháp. Còn mình tụng kinh gì, niệm Phật gì, nói pháp gì không cần biết, một ngày càng lúc càng khó chịu, càng khó ưa, càng tự cao tự đại, càng hãnh diện việc làm của mình, quên quan tự đắc, phải biết rằng người này đang lọt vào ma đạo. Nhớ chưa? Bây giờ muốn vào chánh pháp hay vào ma đạo, nói nghe coi. Phải làm sao? Phải yêu thương mọi người, phải biết giúp đỡ huynh đệ bá tánh chúng sanh, phải biết làm việc thiện, phải biết cầu đạo cao, phải biết giúp đỡ huynh đệ khi cần thiết, đó mới thực sự là một Phật tử thuận thành chân chính. Nhớ chưa? Thầy nói có nhanh quá không? Nghe rõ không? Dễ hiểu không? A Di Đà Phật. Dạ. Bây giờ có thấy đường tu của mình rõ chưa? Thấy đường tu rõ chưa? Rồi bây giờ đi sâu chút xíu, hơi từ ngữ một chút. Tụng kinh niệm Phật, mục đích chính chúng ta giúp cho tam nghiệp của mình được an lành thanh tịnh. Tụng kinh niệm Phật để giải trừ bệnh tật, quan gia trái chủ, nghiệp chứng tiêu trừ, đúng không? Là đang giúp cho tam nghiệp là ý, khẩu, thân. Người Tàu giờ gọi là thân, khẩu, ý. Người Việt Nam đọc ngược là ý, khẩu, thân. Ý mà không thanh tịnh thì khẩu thân sẽ không thanh tịnh. Ý mà thanh tịnh thì khẩu thân sẽ thanh tịnh. Cho nên việc đầu tiên chúng ta tụng kinh niệm Phật để giữ cho cái ý thanh tịnh. Ý gọi là tâm viên ý mã, ý như con ngựa vậy đó. Một phút nó nhảy 1000 lần, nó nghĩ bậy 1000 lần. Một phút thôi nó nhảy bậy 1000 lần. Cho nên mình niệm Phật tụng kinh để giữ gìn cho cái ý này không nhảy lung tung. Mà trong ý mình chỉ có niệm Phật tụng kinh không thôi, thì chắc chắn khẩu thân mình sẽ được an tịnh theo cái ý. Người tụng kinh niệm Phật mà ý không thanh tịnh thì chắc chắn khẩu thân sẽ tạo tác nghiệp quả. Ý nghĩ bậy thì thân sẽ làm bậy và khẩu sẽ nói bậy, thì chắc chắn tam nghiệp sẽ làm bậy. Tam nghiệp này không thanh tịnh thì chắc chắn sẽ tạo tác nghiệp quả. Cho nên tụng kinh niệm Phật để giúp cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ vậy cho nên chúng ta bớt tạo tác nghiệp quả. Rõ chưa? Dễ không? Dễ ha. Rất là dễ. Trong tam nghiệp này, tức là ý, khẩu, thân, quan trọng nhất là cái thằng ý này nó phải được an lành hạnh phúc trước, thì khẩu thân sẽ được an lành. Thằng ý không an lành, khẩu thân sẽ tạo tác nghiệp ác. Cho nên chúng ta tụng kinh niệm Phật để giúp cho cái ý của mình thật là thanh tịnh, thì tam nghiệp chắc chắn sẽ không khởi, không tạo tác nghiệp ác. Trong tam nghiệp có 10 điều ác. Nếu mà tam nghiệp không khởi 10 điều ác này, chúng ta hoàn tất 10 điều thiện. Có đúng vậy không? Mà 10 điều thiện này đã thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, từng hơi thở ra vào, cũng còn có nghĩa là huynh đệ Phật tử đang giữ gìn ngũ giới đó. Đúng vậy chưa? Thấy chưa? Tam nghiệp nó có 10 điều ác mà. Ý nó có 3 điều ác, khẩu 4 điều ác, thân có 3 điều ác. Nếu chúng ta không thực thi những điều ác này, thì chứng tỏ là chúng ta không đang thực hiện 10 điều thiện. Khi chúng ta thực hiện 10 điều thiện trong từng hơi thở ra vào, cũng còn có nghĩa chúng ta đang giữ gìn cho ngũ giới, đó là sát, dâm, đạo, vọng, tưởng. Khi mà giữ gìn ngũ giới tuyệt đối thanh tịnh rồi, thì ý, khẩu, thân đại thanh tịnh. Ý khẩu thân đã đại thanh tịnh rồi, chắc chắn lục căn sẽ đại thanh tịnh. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà lục căn đại thanh tịnh rồi thì chắc chắn niệm Phật sẽ nhất tâm. Mà niệm Phật nhất tâm rồi chắc chắn vãng sanh sẽ được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Có phải vậy không? Rõ chưa? Bây giờ chúng ta việc đầu tiên là giữ cho ý khẩu thân được thanh tịnh bằng cách là giữ gìn chánh niệm. Chánh niệm là nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Luôn luôn lắng nghe tiếng niệm của bản thân mình, lúc đó mới thực sự là chánh niệm. Trong chánh niệm, tà niệm, ác niệm, vọng niệm, tạp niệm không có cơ hội khởi dấy lên. Cho nên
ý khẩu thân luôn luôn được thanh tịnh là vậy. Nhờ tám nghiệp thanh tịnh cho nên lục căn mới được thanh tịnh. Nhờ lục căn thanh tịnh cho nên niệm Phật mới nhất tâm. Nhờ niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày, lúc đó vãng sanh mới được như ý đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải vậy không thầy? Hả? A Di Đà Phật. Chúng ta phải có con đường đi rõ rệt, phải có mục đích. Niệm Phật để làm gì? Không phải để ngủm rồi an lành ngủm, không phải vậy. Niệm Phật để thân tâm được an lạc, sống tròn bổn phận đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em trong nhà, đối với vấn đề bá tánh chúng sanh. Niệm Phật để biểu lộ cái nhân đạo của mình cho thật tròn đầy. Niệm Phật để biểu lộ cái Bồ Tát hạnh mình cho bá tánh chúng sanh, nó mới thật sự là niệm Phật. Còn niệm Phật bằng cái miệng không á, về nhà ca vọng cổ cho nó đã, nhớ không? Niệm Phật bằng cái miệng, niệm Phật bằng tấm lòng, niệm Phật bằng con tim, niệm Phật bằng trí tuệ, niệm Phật bằng cả thân ý của mình luôn trong đó, mới thật sự là đúng nghĩa niệm Phật. Mới giải trừ được bệnh tật, giải trừ được quan gia trái chủ, giải trừ được nghiệp chướng. Còn nếu niệm Phật bằng cái miệng không á, đừng niệm, mất công lắm. Mới niệm xong cả ngày hôm nay ra cổng cái nói bậy cái nó bị chửi rồi. Chửi đã đợi mới nhớ chết cha, hôm nay mình niệm Phật một ngày, mới hầm người ta nói hôm nay mà ta không tu tao ăn thịt mày luôn á. Có phải vậy không? Nhớ không? Niệm Phật đừng ngồi bầm 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 miếng thịt mà niệm Phật, nhớ không? Tội lỗi sẽ tràn đầy. Cắt cổ con cá, đập đập con cá dẹp lép rồi mà niệm Phật, nghiệp chướng tràn đầy. Cho nên để trợ duyên cho việc tu học của mình, cố gắng ăn sạch đi, cố gắng nghĩ sạch, cố gắng nói sạch, cố gắng làm sạch, thì nghiệp sẽ sạch. Cho nên chúng ta phải cố gắng nghĩ thiện, cố gắng ăn thiện, cố gắng làm thiện, cố gắng nói thiện, thì nghiệp sẽ thiện. Bởi luật quả báo của vũ trụ không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai, không bao giờ bỏ qua, cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Hả? Vừa nghĩ bậy là đã ghi sổ rồi, vừa nói bậy ghi sổ, vừa làm bậy là ghi sổ, không bỏ qua chút xíu nào hết. Trên đời sống chúng ta, đời sống những người tu học chúng ta, đều phải chịu sự quản lý của luật nhân quả bất di bất dịch của thiên đình. Bất kể một cái gì chúng ta nghĩ, nói, làm ra đều bị ghi sổ hết. Hả? Hiểu luật rồi thì những việc làm lợi lạc cho bá tánh sanh thì làm, nghĩ lợi lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ, nói lợi lạc cho bá tánh sanh thì nói, ăn lợi lạc chúng ta ăn không hại bá tánh sanh thì ăn. Như vậy luật quả báo sẽ để chúng ta có những cái nghiệp tốt, nó gọi là quả báo tốt. Bây giờ muốn quả báo ác hay quả báo thiện, tự mình quyết định. Ác hay thiện? Nói chắc không? Chắc thì học làm sao cho đúng để biểu lộ những điều thiện đi, thì chắc chắn việc trở về sẽ là thiện, nhớ không? Bởi vì luật quả báo cân đo đong đếm đủ hết rồi, chúng ta không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ ăn, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ. Những gì sạch cứ làm, sạch cứ ăn, sạch cứ nói, sạch cứ nghĩ. Những gì hiền cứ làm, hiền cứ ăn, hiền cứ nói, hiền cứ nghĩ, thì chắc chắn quả báo sẽ sạch, sẽ hiền, sẽ thiện, nhớ chưa? Người Phật tử thuần thành chính phải thực thi những điều này thì chắc chắn việc tu học chúng ta mới có kết quả giá trị mong muốn được. Nam Mô A Di Đà Phật. Sự chia sẻ của Trung Đạo có dễ hiểu không? Có làm được không? Chắc không? A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của huynh đệ. Đã hứa rồi phải làm á, đừng hứa cái miệng suông nha. Nói là phải làm, cẩn thận á. Ừ. A Di Đà Phật, chúc mừng con nha. A Di Đà Phật. Cô này rất là dễ thương. Thầy không bao giờ quên được cô á. Vậy đó là từ ở Sài Gòn xuống đây nè gặp thầy nè. Dạ. Thanh Ngọc phải không? Thanh Ngọc là người rất là thật thà, gốc người Hoa phải không? Dạ. Ờ. Cô này rất là thật thà. Lần đầu tiên gặp thầy ở Tịnh Xá Ngọc Quang rất là dễ thương. Thầy giảng xong á, không nhắc hả? Không cho nhắc hả? Không sao đâu, nghe cho huynh đệ cởi là mở tấm lòng ra. Dễ thương mà thật thà, vô cùng thật thà. Cầm cái microphone nè, lại gần thầy nói: thưa thầy, con nói nhỏ thầy nghe, con làm nghề thiến heo. Nhưng mà cầm cái này nói nhỏ nữa chứ, nó lạ vậy đó. Thầy mới nói: wow, trời ơi, con làm nghề đứng gần thầy nói thầy nổi da gà quá à, con đứng xa xa một chút. Dễ thương lắm thầy. Cho nên thầy không có quên cô này được. Rất là chân thật.
mà thay đổi nhiều lắm. Từ ngày mà thầy giảng Ngọc Quang lần đầu tiên tới giờ có thay đổi rất là nhiều. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Cuộc việc tu học có tiến quá rất là mau. Chúng ta chia sẻ những chứng nghiệm tu tập, mục đích chính là chúng ta giúp đỡ nhau để tiến hóa trên con đường tu tập, tiến hóa trên con đường trở về với chư Phật, chư Tổ. Mục đích chúng ta là trở về với các ngài. Cho nên trên con đường trở về từ ngày hôm nay đến ngày đó, chúng ta phải sống làm sao cho tròn đủ bổn phận của một người đối với một người, của một người đối với huynh đệ đạo tràng, của một người đối với gia đình. Sống tròn nhân đạo đi thì Phật đạo sẵn sàng sẽ mở cửa cho huynh đệ đó. Bởi vì cái câu tu nhân học Phật không bao giờ sai trật. Nếu nhân đạo không tròn thì chắc chắn Phật đạo sẽ không mở cửa. Nhân đạo đã tròn thì chắc chắn Phật đạo sẽ mở cửa cho chúng ta. Trung đạo cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho huynh đệ học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt, Bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha thì giác hạnh sẽ viên mãn. Dễ hiểu không? Bây giờ biết làm thế nào để giữ tam nghiệp không tạo tác không? Giữ chánh niệm, niệm Phật không ngừng nghỉ, nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất, luôn luôn lắng nghe tiếng niệm của mình. Bên cạnh đó, Trung đạo sẽ đi sâu vấn đề mà giữ cho lục căn thanh tịnh để giúp cho huynh đệ có những cái trợ duyên lớn. Khi mình hiểu sâu sắc rồi thì việc tu tập của mình nó rất là kết quả. Đã dặn rồi đừng nghe điện thoại mà cũng mở điện thoại mà nghe. Nãy giờ mới tắt á hả? Như là Phật. Đi vào đây tu học một ngày, cố gắng đừng có đem thế gian pháp vào đây, để ở nhà đi, như vậy mới học Phật pháp được. Còn mà đeo cái đó trong mình rồi thì dắt dứt học khó lắm, còn nghĩ tưởng lung tung. Nên cố gắng để cái cục nợ đó ở nhà. Biết cục nợ đó không? Cục nợ thế gian đó, nó reo réo hoài, lâu lâu nó réo lên, nó làm cho mình không thanh tịnh. Ý không thanh tịnh thì chắc chắn cái miệng nó giật 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 nói bậy. Hả? Cái miệng giật giật nói bậy là cái thân giật giật làm bậy. Cho nên tam nghiệp tạo tác, nghiệp xấu. Bây giờ để giữ gìn cho tam nghiệp thanh tịnh, sau khi giữ giúp đỡ cho ý niệm của mình thanh tịnh thì khẩu nghiệp sẽ thanh tịnh. Bây giờ chúng ta đi qua lục căn thanh tịnh. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là lục căn mà trong sách vở lục căn nó gọi là việc người, nếu mà mình không có đọc chữ nhiều mình không hiểu cho lục căn ha. Thì bây giờ mình nói là đại tiếng Việt Nam mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là lục căn. Ý tam nghiệp đã thanh tịnh rồi, bây giờ chúng ta tập giúp đỡ cho lục căn mình thanh tịnh. Mình phải tập nha, tập cách nhìn. Nhìn ai cũng thấy dễ thương hết, nhìn ai cũng dễ chịu. Tuyệt đối không được có gai, nhìn ta đừng có gai con mắt. Nếu mình còn nhìn thấy mà gai con mắt, còn nghĩa là cái tôi phàm phu tục tử mình vẫn còn sống trong cái nhà của Phật. Đây là căn nhà này. Căn nhà này có hai vị, một là Phật mà thế gian gọi là Phật tánh, hai là tôi, là tôi đó, cái ngã của mình đó, biết không? Kẻ thù lớn nhất của đời người là gì? Chính bản thân mình mà thế gian gọi là cái ngã đó, sách vở gọi là ngã đó, Việt Nam gọi là cái tôi của mình đó. Cái tôi đó nhớ không? Miền Nam mình là tôi nè, còn miền Bắc là tôi, còn miền Nam mà lũ đạn gọi là tao nè. Nói chung là vậy. Thành ra nếu mà cái tao của mình nó lớn quá thì chắc chắn ông Phật mình rất là sợ cái tao của mình. Giờ trung đạo dùng chữ miền Nam luôn, tao. Thì cái tao phàm phu của mình là nó thích thế gian pháp lắm, nó thích trần gian pháp, thích chơi cờ bạc, chơi đá độ, chơi đá gà độ, uống rượu, đánh đề, đánh tứ sắc, rồi cái gì mà có dính líu tới cờ bạc, ăn chơi là mê lắm. Đó là cái tôi phàm phu tục tử mình nó thích như vậy. Nếu mà mình để cái tôi mình nó thích quá nhiều năm tháng rồi thì cái tôi này sẽ chiếm hẳn cái nhà này luôn. Thì ông Phật của mình sẽ không có chỗ ngự trị. Có phải vậy không? Có đúng vậy không? Cho nên cái người tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật như thế nào đó để cái tôi phàm phu tục tử mình đừng có mê trần gian pháp nữa. Trần gian pháp là những cái vui thích của thế gian đó, bên ngoài xã hội đó. Mà cái tôi này mà ít mê chừng nào thì ông Phật mình sáng tỏ chừng đó. Mà cái tôi mình nó càng mê trần thế gian pháp nhiều quá đó thì cái ông Phật mình cũng càng lu mờ,
Bây giờ quý vị là người tu niệm Phật tụng kinh, muốn Phật mình lu mờ hay sáng tỏ tự quyết định. Sáng hay mờ? Vậy là có nghĩa là mình không muốn cái tôi mình to, đúng không? Vì không muốn cái tôi to cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn chánh niệm để cho cái tôi mình đã đừng ngồi dậy, đừng có lộn xộn. Lúc đó ông Phật mình mới có cơ hội sống còn. Bây giờ muốn làm thủ phạm giết chết Phật tánh hay là giết chết thằng tôi? Nói đi. Giết cái thằng tôi đi, đúng không? Cho nên tôi càng lớn, Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ, Phật sẽ biến luôn. Tôi là tội lỗi gốc nguồn, vì tôi si dại nên luôn hận thù. Tôi tham lam quá quên tu, trí tôi mê muội nên mù tâm linh. Tôi đó, tôi ghê chưa? Thấy tôi chưa? Bây giờ để giết cái tôi phàm phu đó, cho nên mình phải chiến thắng cái tôi. Kẻ thù lớn nhất của con người là chính bản thân mình. Cho nên chiến công oanh liệt nhất của con người là chiến thắng được bản thân mình. Thấy chưa? Mình chiến thắng được bản thân mình rồi, còn có nghĩa là ông Phật mình đã có chỗ ở, có chỗ ngự trị. Bây giờ chúng ta giúp cho cái vị Phật trong người của mình sống lại với mình, để cùng tiến hóa với mình. Bây giờ chúng ta có phương pháp nào đó để giữ gìn lục căn thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tập nha. Bây giờ nãy giờ là mình học rồi, bây giờ mình tập. Tập cái gì? Tập những đức tánh tốt lành để đuổi xua những cái tánh không tốt lành. Tập những điều thật là tốt đẹp để đuổi xua những cái không tốt đẹp. Bây giờ đầu tiên chúng ta giúp cho cái con mắt mình trong sạch, tức là nhãn căn trong sạch. Chúng ta tập nhìn, nhìn yêu thương mọi người như chính mình, nhìn thấy Phật tánh trên gương mặt của mọi người. Tập nhìn, nhìn thấy Phật tánh trên từng hình thể một. Tập mỗi ngày một chút. Nhờ nhìn thấy Phật tánh trên gương mặt của mọi người trong từng hình thể, cho nên chúng ta mới biết khiêm nhường và kính trọng. Bởi trước mặt mình đều là Phật. Bởi vì mình ý thức trước mặt mình là vị Phật sống, cho nên mình biểu lộ được cái tánh khiêm nhường kính trọng. Nhờ khiêm nhường kính trọng tuyệt đối như vậy, cho nên mình mới sống lòng rộng lượng bao dung. Nhờ biết rộng lượng bao dung như vậy, chúng ta mới biết yêu thương, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Nhờ biết Phật tánh ngự trị trong từng cá nhân một, cho nên chúng ta mới sanh cái lòng khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, yêu thương, từ bi, bác ái. Lúc đó nhãn căn mới thanh tịnh được. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Nhờ thấy huynh đệ mình là Phật sẽ thành, cho nên mình mới khiêm nhường kính trọng. Nhờ khiêm nhường kính trọng như vậy, mình mới có đạo đức trong cuộc sống của thế gian. Lúc đó mới không có tạo tác ác nghiệp. Bởi vì khiêm nhường kính trọng tuyệt đối, không tạo tác ác nghiệp được. Làm cái gì cũng sợ lỗi hết. Lúc đó con mắt mình mới thanh tịnh, đúng không? Nhờ đại thanh tịnh như vậy, mình mới nhìn Phật tánh được huynh đệ chung quanh. Lúc đó con mắt mình sẽ thấy Phật tánh của tất cả mọi người. Là việc con mắt. Bây giờ cái lỗ tai của mình, mình thường nghe bậy nhiều năm tháng, nhiều đời, nhiều kiếp quá, cho nên hãy nghe bậy là sanh phiền não. Bây giờ đừng lắng nghe bậy nữa, cố gắng lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình, nghe tụng kinh của mình, nghe tiếng mõ, tiếng chuông, lắng động tâm tư để nghe được những điều tốt lành, không nghe bậy nữa. Thì cái lỗ tai mình là nhĩ căn đó, lỗ tai là nhĩ căn sẽ được thanh tịnh. Mình niệm Phật một thời gian dài, lắng nghe tiếng niệm Phật của mình rồi, dần dần mình thanh tịnh rồi, mình sẽ nghe được mười phương chư Phật cùng niệm với mình. Lúc đó nhĩ căn mới đại thanh tịnh được. Cũng có nghĩa là lỗ tai mình nghe được Phật âm đó. Rõ không? Ở đây ai niệm Phật, nghe tiếng niệm Phật của mười phương giơ lên coi. A Di Đà Phật. Phải không bà? Chúc mừng bà nha. A Di Đà Phật. Chúc mừng, chúc mừng. Khi lỗ tai nghe được tiếng niệm Phật của mười phương chư Phật và của chính mình, khởi ý lên nghe niệm, là còn có nghĩa là nhĩ căn đã được đại thanh tịnh, còn có nghĩa là lỗ tai mình đã nghe được Phật âm. Bây giờ nhĩ căn nó nhìn, nhĩ con mắt, nhãn căn nó nhìn được Phật tánh, đúng không? Nhĩ căn nó nghe được Phật âm, đúng không? Bây giờ tới cái lỗ mũi của mình nè. Lỗ mũi của mình nghe được mùi hương thơm của bản thân mình trong thời gian mình ăn chay tụng kinh thiệt nhiều, ăn chay tụng kinh không ngừng nghỉ, thì cái người mình sẽ trong sạch. Mình không vay mượn chúng sanh thì cơ thể mình tiết ra cái mùi không có nặng trược, không có hôi. Mà mỗi một ngày như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều tháng như vậy, người sẽ phát ra một mùi hương tự nhiên, nó gọi là Phật hương.
Bên cạnh đó khi mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, cái thân thể mình phát ra mùi thơm, bên cạnh đó chư thiên chư Phật Bồ Tát đứng bên cạnh, mình sẽ nghe được mùi hương thơm đó. Ở đây nghe được hương thơm đó giơ tay lên coi. Ngọc Hiếu, Ngọc Vân, đâu rồi? Ồ, tôi nói tới chưa vậy? Khi mình nghe được mùi hương chung quanh của mình, còn nghĩa là mũi mình ngửi được Phật hương đó. Thấy chưa? Bây giờ con mắt thấy Phật tánh, lỗ tai nghe Phật âm, lỗ mũi ngửi Phật hương. Thấy chưa? Bây giờ là tam căn đã thanh tịnh rồi. Có trái nào bự hơn chút nữa không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tấm lòng vậy là bự lắm rồi, A Di Đà Phật cảm niệm công đức. Bây giờ nhãn căn, nhĩ căn, tỳ căn đã thanh tịnh, đó là mình nghe, mình thấy được Phật tánh, tai nghe được Phật âm, mũi được Phật hương. Bây giờ là điều quan trọng nhất bên cạnh là cái lưỡi. Cái lưỡi của mình á, người đàn bà chết 3 ngày sau lưỡi sẽ đầy dòi. Dòi không à? Dạ, nói bậy chứ nói nhiều gì. Ai nói nhiều à? Người đàn bà nói bậy nhiều quá, nói vớ vẩn, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện ít nói nhiều, chuyện nhiều nói ít, nói không thật thà, nói lưỡi hai đầu, nói vu khống, nói đủ thứ chuyện, cho nên chết 3 ngày sau lưỡi đầy dòi. Hớm chưa? Ừ. Rồi chưa kể, người đàn ông con mắt không sạch sẽ, 3 ngày sau con mắt có dòi. Đừng tưởng đàn ông không có tội đâu, cũng đầy rẫy với đàn bà thôi. Cho nên chúng ta niệm Phật tụng kinh mục đích chính để làm cho nhãn căn trong sạch, nhĩ căn trong sạch, tỳ căn trong sạch. Bây giờ thấy cái lưỡi của mình nè, ăn chay niệm Phật tụng kinh. Ngày xưa không biết niệm Phật tụng kinh cho nên ăn tầm bậy tầm bạ vớ vẩn, nói tầm bậy tầm bạ vớ vẩn để tạo nghiệp ác, ăn chúng sanh để tạo ác nghiệp, nói tầm bậy để tạo ác nghiệp. Trên cái miệng không thanh tịnh nó gọi là ác khẩu, mà ác khẩu hay nói ra là chuyện xui xảy ra nó càng ác hơn nữa. Mà nói ra thì cái miệng hôi, nước miếng hôi thối. Cho nên người tụng kinh niệm Phật phải ăn sạch, nói sạch một thời gian dài, tụng kinh niệm Phật dài, thì cái miệng mình từ phàm khẩu, ác khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu. Trên 10 năm sau tụng kinh niệm Phật và ăn sạch nhiều nhiều năm, nói những lời lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, giúp đỡ huynh đệ bá tánh, cái miệng mình sẽ trở thành Phật khẩu. Thấy rõ ghê chưa? Thấy lợi lạc chưa? Chưa đâu. Bây giờ cái miệng này đã trở thành Phật khẩu rồi, nước miếng mình sẽ ngọt và thơm, nó gọi là cam lộ đề hồ. Lúc này đây mới thực sự là cái miệng trong sạch. Cho nên chết 3 ngày sau cái miệng không có dòi là thế đó. Thấy chưa? Bây giờ cái miệng muốn có dòi 3 ngày sau hay là không? Nói đi. Muốn có dòi hay không có dòi? Phải ăn nói cho sạch. Nhớ chưa? Cái ác khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu trở thành Phật khẩu. Lúc đó mới thực sự là đại thanh tịnh. Thì nước miếng sẽ ngọt và thơm, gọi là cam lộ đề hồ, lưỡi sẽ nếm được Phật vị. Thấy chưa? Bây giờ cái liễm nó Phật vị rồi thì cái miệng trở thành Phật khẩu, cho nên nói ra lợi lạc cho bá tánh chúng sanh là thế. Bây giờ tới cái thân của mình đây. Cái thân nó từng làm bậy tạo tác nghiệp ác, sát sanh trộm cướp, dâm dục. Bây giờ chúng ta ngồi yên tĩnh xuống tụng kinh niệm Phật, ăn cho sạch, nghĩ cho sạch, nói cho sạch, thân an tịnh, luôn luôn niệm Phật tụng kinh, lắng nghe niệm Phật tụng kinh mình, giúp cho đỡ cái thân của mình được an tịnh tuyệt đối, thì thân này sẽ nhập vào Phật cảnh, sẽ được chư thiên chư Phật chư Bồ Tát dạy dỗ miên mật. Lúc đó chúng ta tiếp nhận tri kiến Phật trong âm thầm và sống trong Phật cảnh thường xuyên, thì lúc đó thân này sẽ nhập vào Phật cảnh. Lúc đó cái ý, cái căn cuối cùng là ý căn. Khi mà nhãn đã nhìn thấy Phật tánh, tai đã nghe Phật âm, mũi ngửi Phật hương, lưỡi nếm Phật vị, thân đã nhập Phật cảnh rồi, thì chắc chắn ý này sẽ nhập vào Phật pháp. Ghê chưa? Lúc đó lục căn sẽ đại thanh tịnh. Lục căn đại thanh tịnh thì niệm Phật chắc chắn sẽ nhất tâm bất loạn. Hãy niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn sẽ nhập vào Cực Lạc quốc. Lúc đó gọi là vãng sanh viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ có biết lục căn thanh tịnh chưa? Lục căn thanh tịnh sẽ được cái gì? Lục căn thanh tịnh chắc chắn sẽ vãng sanh như ý. Cho nên mắt mình luôn luôn nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ của mình, tai mình luôn luôn nghe được Phật âm, mũi luôn luôn ngửi được Phật hương, lưỡi luôn luôn nếm được Phật vị, thân luôn luôn nhập vào Phật cảnh, ý luôn luôn tưởng đến Phật pháp. Lúc đó lục căn mới đại thanh tịnh, thì cái chuyện vãng sanh đã có sẵn, không cần phải mơ cầu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ quá ha, rõ phải không thầy? Cái chuyện giống như là dễ như bằng trở bàn tay vậy nè, nhìn thấy rồi đó, có phải không? Bây giờ rõ con đường đi chưa? Bây giờ phải biết sống thế nào để được vãng sanh như ý chưa? Còn mơ hồ nữa không? A Di Đà Phật, chúc may mắn, chúc may mắn. Cung hỷ, cung hỷ. Nếu huynh đệ làm những điều mà Trung Đạo vừa chia sẻ thì chắc chắn huynh đệ sẽ có lợi lạc rất là lớn, không những cho mình, cho người bên cạnh, cho cái đạo tràng của Bửu Liên cây bàn này, đồng thời cho gia đình. Khi chúng ta tu tụng đúng mức, đạo tâm đã phát triển rộng lớn thì chắc chắn gia đình trong nhà mình, anh em mình, ba mẹ mình chắc chắn sẽ hưởng được cái lợi lạc đó. Rồi mình giúp đỡ những người xung quanh phát triển giống mình, nó gọi là giác tha. Khi chúng ta làm việc cho bá tánh chúng sanh xung quanh bằng cả con tim trí tuệ, sức mạnh tâm hồn của mình, thì gọi cái hạnh giác tha này. Rõ không? Khi mình tu tập tinh tấn mình đã tự giác rồi, phải giác tha nha. Giác tha còn nghĩa là thấy vô chùa thấy gì đẹp, giác tha về nhà. Vác không nổi nhờ huynh đệ vác phụ. Giác tha là làm việc cho huynh đệ bá tánh chúng sanh, giúp đỡ huynh đệ bá tánh chúng sanh phát triển đạo tâm, giúp đỡ gia đình mình biết tụng kinh niệm Phật ăn chay, đó là giác tha. Làm việc cho bá tánh chúng sanh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh, ít nhất phải 50 năm đó. Trong 50 năm đó mình mới phát triển được trí đạo, hạnh đạo, tâm đạo. Mà trí đạo, hạnh đạo, tâm đạo phát triển rộng lớn rồi thì tánh đại từ đại bi sẽ rộng lớn vô cùng tận. Lúc đó giác hạnh mới viên mãn được. Nhớ chưa? Tự giác rồi phải giác tha. Hiểu chứ giác tha chưa? Giác tha là làm việc phụng sự bá tánh chúng sanh, những người xung quanh giúp đỡ học đạo tinh tấn giống mình, sống thiện giống mình, làm thiện giống mình. Đó là giác tha đó, là cái hạnh giúp đỡ phụng sự. Trên 50 năm sau thì giác hạnh mới viên mãn được. Rõ không? Tụng kinh nhiều rồi có đọc chữ tự giác rồi giác tha, giác hạnh viên mãn không? Có đọc cái đó không? Thì lúc đó thì giác hạnh mới viên mãn được. Còn ý là đã trở về với chư Phật như ý đó. Bây giờ hiểu chữ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn chưa? Rõ chưa? Làm được không? Từ giờ tới đi không được cằn nhằn, không được bắt bẻ lỗi lầm của người ta. Người tu, người Phật tử thuận thành chân chính là tuyệt đối không được thấy lỗi lầm của người bên cạnh. Nếu còn thấy là cái tôi phàm phu tục tử mình còn, cái tôi phàm phu tục tử mình còn quá nhiều quá lớn thì ông Phật mình sẽ nhỏ. Bây giờ người tu muốn ông Phật lớn hay ông Phật nhỏ? Ông Phật lớn thì cái tôi nhỏ, cái tôi lớn thì ông Phật nhỏ. Tôi càng lớn Phật tôi càng bé, tôi khổng lồ Phật sẽ biến luôn, nhớ không? Tôi là tội lỗi gốc nguồn, vì tôi si dại nên luôn hận thù. Tôi tham lam quá quên tu, trí tôi mê muội nên mù tâm linh. Dị đoan mê tín cầu xin, đồng này cốt nọ thần linh hộ trì. Thấy chưa? Bây giờ còn mê cái tôi nữa không? Không mê tôi thì ông Phật có cơ hội sống còn. A-di-đà Phật, chúc huynh đệ học đạo tinh tấn. Sự chia sẻ Trung Đạo rõ ràng không? Dễ hiểu không? Trung Đạo giảng tới 10 giờ. 10 giờ được mà thầy, phải không? Nãy 8 giờ 20 mà 10 giờ là đủ á. Bây giờ cái sự chia sẻ rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu không? Dễ tu không? Làm được không? Chắc không? Hứa rồi đó nha. Hứa là phải làm, đừng có hứa với Trung Đạo mà giỡn giỡn là không được đâu đó. Khi chúng ta tụng kinh niệm Phật đúng mức mà tam nghiệp đã thanh tịnh, lục căn đã thanh tịnh rồi, thì khi mình nói là ai nói? Mình nói là Phật nói, mình nghĩ là Phật nghĩ, mình làm là Phật làm. Cho nên hứa với Trung Đạo rồi coi chừng đó. Mấy ổng nghe hết á, nghe hết trơn nãy giờ rồi, đừng có giỡn mặt đâu nha. Nãy giờ huynh đệ hứa với ai? A-di-đà Phật, đúng như vậy luôn. Đừng có giỡn mặt với mấy ổng đâu, hứa là coi chừng mắc nợ đó. Nếu tụng được bao nhiêu cái tụng, niệm được bao nhiêu cái niệm, đừng bao giờ bắt chước cái người khỏe trẻ kia. Con tụng 1500 biến đại bi nha không, đừng có hứa. Đừng bao giờ hứa, có sức bao nhiêu làm bấy nhiêu, liệu cơm gấp đầu hũ, nhớ chưa?
nhớ không? Ăn chay phải thật thà. Ăn chay thì nói ăn chay, ăn chay đừng có đem con gà giả ra ngồi đó mà nhơi. Cho nên người ăn mặn nói chúng ta là nói đúng chứ không nói trật. Chẳng thà ăn mặn nói ngay còn ăn chay nói láo. Chúng ta là những người đang nói láo. Người ăn chay mà dọn cái đùi gà có cái xương lòi ra rồi gặm, nói gà chay, heo chay, còn chưa kể kho thịt chay nữa chứ trời mẹ ơi. Vậy mà nói chay, cái miệng ăn chay mà cái lòng tưởng mặn thì ăn chay nói láo là đúng rồi, đúng không? Chẳng thà nó dọn nguyên con gà đưa một chai rượu đế nó nhậu đã đời, nó ăn mặn nó nói ngay luôn, tao ăn con gà nhậu luôn. Còn mình thì ăn chay mà dọn nguyên con gà giả ra ngồi nhơi, nói tôi ăn chay. Đó, mình nói láo đó. Có phải vậy không? Thành ra chẳng thà ăn chay phải nói ngay. Hả, canh khoai mỡ là không được nói canh khoai dầu. Nhớ chưa? Còn người ăn chay là dứt khoát không thể nào có mỡ trong máu được, phải nói là dầu trong máu. Như vậy mới không giận. Các thầy ở Sài Gòn á, ở không nhiều quá mập thù lù ra ai cũng bệnh, đi khám bác sĩ, đi ra bác sĩ khám là mỡ trong máu. Các thầy mỡ trong máu, tại sao các thầy ăn chay mà các thầy mỡ trong máu, tại sao vậy? Tụi con không hiểu, nói tụi tao đâu có ăn thịt chúng sanh đâu mà mỡ, dầu không à. Nói dạ đúng là dầu trong máu, mới chịu á nha, nó mỡ là giận à. Còn chưa kể có mấy vị nữa, vô khám bác sĩ xong cái bác sĩ đưa cái giấy ra nói trội, thầy bị mỡ trong máu. Cái ông nói, ông cầm lên ông nói thôi chết cha rồi, mới ăn lén có mấy lần mà nó biết liền à, hay ghê không. Mới ăn lén có mấy lần có mỡ trong máu à, hay ghê ha, bác sĩ giỏi vậy đúng không? Cho nên á, liệu cơm gấp đầu hũ, đừng nói gấp mắm, ăn chay mà gấp mắm ta nói. Nhớ chưa? Người ăn chay niệm Phật tụng kinh đúng mức. Người bạn mình nói 5 chữ, mình lặp lại đúng 5 chữ, đừng bớt, đừng thêm, sẽ tạo ra thị phi có chuyện. Thí dụ ông thầy nói 5 chữ, về nó đúng 5 chữ, đừng nói thêm nói bớt, mang cái ác khẩu, nhớ không? Đừng cho bạn bè huynh đệ chung quanh có cơ hội tạo ác nghiệp, nhớ không? Thí dụ bây giờ mình thấy nó làm không phải, mình nhắc nó, còn mình xúi nó nữa, tức là mình giúp cho nó phương tiện tạo nghiệp ác, đúng không? Còn mình nó nói bậy lỗ tai mình á, đừng cho nó nói nữa, niệm Phật bỏ qua đi. Còn mình lắng nghe nó nhiều lần, tức là mình cho nó phương tiện tạo nghiệp ác. Nó nói bậy hoài để cho mình nghe, nó nói xấu huynh đệ nè, mà mình đồng ý mình lắng nghe, tức là mình cho nó phương tiện tạo nghiệp ác, đúng không? Mình là đại ác. Mà nó nói lâu quá mà nó không chịu bỏ cái nói xấu thì cái miệng nó sẽ thúi. Mà lỗ tai mình nghe nhiều quá cũng thúi, cho nên nhĩ căn bị thúi. Hả, nhĩ căn thúi rồi cái đời mình thúi, cái đời mình thúi xong á, Bồ Đề Tâm thúi luôn là xong chuyện. Lúc đó không có giảng sanh được mà giảng tuồng. A Di Đà Phật. Đúng vậy chưa? Đúng không? Cho nên phải biết giữ gìn tam nghiệp cho thanh tịnh thì lục căn sẽ thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh sẽ niệm Phật sẽ nhất tâm bất loạn. Niệm Phật nhất tâm bất loạn chắc chắn vãng sanh sẽ được như ý. Đó là con đường đơn giản, ngắn gọn, mộc mạc nhất mà Trung Đạo đó mò mày nhiều năm tháng để chia sẻ lại cho huynh đệ. Nó nấu một nồi cơm thiệt là ngon cho huynh đệ ăn, dọn ra bàn, mà nếu huynh đệ không ăn, Trung Đạo không ăn dùm được đâu. Nhớ chưa? Ăn sẽ tự ăn, mình sẽ tự no. Không ai có thể có quyền cầm cái vương miện của Phật Tổ đội lên đầu cho bản thân mình đâu. Ngoài bản thân mình ra, chỉ có mình mới có thể cầm vương miện của Phật Tổ đội lên đầu chính mình. Lúc đó mới gọi là tự tu, tự chứng, tự thành. Nhớ chưa? Nhớ không? Chứ đừng có hòng mà ông thầy nói đã rồi rồi ông chứng như mình, không có đâu. Nếu ông thành ông chứng như mình, ổng cũng nổi chứng rồi đó, đừng hòng mà chứng. Tu lâu năm quá mà không chứng được, bắt đầu sanh chứng, nói bậy, nói bạ, nghĩ bậy, nghĩ bạ. Tu lâu quá cái chứng tỏ mình ông này bà nọ, bắt đầu mình nổi chứng. Cũng như thầy tu ở núi Tà Lơn mấy chục năm sau lên cơn xuống núi, nói bậy, nói bạ. Thầy cũng nói nha, tôi là núi Tà Lơn xuống nè, bởi vì tôi lên cơn tôi xuống núi tôi nói bậy. Cho nên mình tu mình nói bậy tức là mình nổi chứng, sanh chứng, là hiểu không? Cho nên người tu phải nói hiền lành, nói tế nhị, nói lịch sự. Tuyệt đối không được nói xấu bắt bẻ huynh đệ của mình. Hả, còn bắt bẻ, phê bình, chỉ trích, còn có nghĩa là cái tôi mình cũng vẫn còn đầy dẫy, dứt khoát Phật tánh mình không ngự trị được. Bây giờ huynh đệ tu mục đích chính của mình là gì? Là được cùng với về với chư Phật, có đúng vậy không? Cho nên phải cố gắng từ bỏ những cái tánh thế gian, tánh xấu xa của thế gian đi, lúc đó mới có cơ hội về với chư Phật được.
Có phải vậy không? Bây giờ mình niệm Phật mà nhiều tật quá làm sao mà về với Phật? Có đúng vậy không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật, cùng niệm một chữ Phật, cố gắng làm sao đừng có sanh tật. Nam Mô Di Đà Phật, nguyện không sanh tật thì hy vọng gặp Phật. Nếu còn có tật thì chắc chắn ông Phật sẽ không có. Bây giờ muốn gặp Phật hay muốn sanh tật? Muốn gặp Phật rồi sanh tật, đúng không? Thì tự cao tự đại sanh tật thôi. Đã gặp Phật rồi mình đi nói tao gặp ông đó, ông đó, ông đó vậy đó, mà nói hoài vậy chắc chắn sẽ sanh tật. Cho nên gặp Phật rồi hết tật. Chừng nào mà không còn tật, hy vọng gặp Phật. Có hai chữ đó là đi lặp lại thôi. Bây giờ muốn có tật hay muốn gặp Phật, nói đi. Muốn gặp Phật rồi sanh tật hay là sao? Hay là không sanh tật? A Di Đà Phật, chúc mừng. Dễ quá ha. Tu rất là dễ dàng, đơn giản. Tu nào lặp lại. Đợt đầu tiên là mong huynh đệ trường chay để không vay mượn máu mủ chúng sanh để nuôi thân xác chánh điện của Phật. Đây là chánh điện của Phật. Phật nói mà, tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành, đúng không? Thì chứng tỏ rằng là thân xác mình là chánh điện của Phật. Nhờ có chánh điện này cho nên mới ngồi xuống đây niệm Phật tụng kinh nè. Nếu không có cái nhà này á, đừng có hòng lết tới chùa mà ngồi tụng kinh niệm Phật. Mà cái nhà này không có thì tâm mình không có chỗ ở, đúng không? Phật mình không có chỗ cư ngụ, nhớ chưa? Cho nên phải biết yêu quý cái thân này, biết chăm sóc cái thân của mình, yêu thương huynh đệ cũng như thân của mình. Lúc đó chúng ta mới cùng tu học, cùng tiến hóa được. Còn nếu mình không biết quý trọng cái thân này mà bê bối bạc đãi, ngược đãi nó đó, thì cái thân này nghèo nàn thì phương tiện tu học rất là nghèo nàn. Một câu chuyện rất là có thật. Một huynh đệ đó mới xuất gia bên Mỹ thôi mà lớn tuổi mới xuất gia. Hai cái đầu gối đi không nổi, phải mổ bỏ lớp đầu gối giả vô. Mà đã bự rồi, quỳ xuống, đứng lên rất là khó khăn. Khi Trung Đạo gặp vị đó thì vị đó mới nhìn thấy, trời ơi, cái thuyền của Trung Đạo khỏe chắc ghê luôn á. Rất là khỏe, rất là chắc. Cái thuyền này chắc mà, ra biển khổ cho nên sóng biển đâu có đập vỡ đâu. Còn ông kêu nói, còn cái thuyền của con á, nó mục nát rồi thầy ơi. Con ra biển, cửa biển chắc nó đập một cái tè le. Mà thiệt cái thân này, cái thuyền này mà không vững chắc, ra biển khổ nó đập cho mấy phát là từ lưa liền, đúng không? Cho nên để giữ gìn cái thuyền này vững mạnh, chúng ta phải biết nuôi dưỡng bằng những thức ăn trong sạch, hiền lành. Nuôi dưỡng cái thân xác, cái thuyền này bằng những tư tưởng rộng lượng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, yêu thương, rộng lượng, bao dung. Mình phải nuôi dưỡng cái thân xác này, cái thuyền này bằng những tư tưởng đó, thì thân xác mình mới mạnh, mới khỏe, mới chắc được. Ra cửa biển chắc chắn sẽ không bị sóng đập. Rõ không? Dễ quá ha. Bây giờ cứ biết chăm sóc bản thân mình chưa? Không những bằng cái ăn, bằng những tư tưởng an lành hạnh phúc nữa. Lúc đó thì mới thực sự là an lành hạnh phúc. Thì cõi tịnh độ hiện tiền sẽ hiện ra trước mắt. A-di-đà Phật. Thời gian còn lại, huynh đệ chúng ta chia sẻ với nhau vì những cái kinh nghiệm tu tập, những chướng duyên, những cái trắc trở trong việc tu tập. Chúng ta cùng đàm đạo với nhau để chia sẻ. Trung đạo chưa đủ đầu hạnh đi dạy dỗ huynh đệ, chưa bao giờ dám dùng chữ dạy, chia sẻ mà thôi. Nếu mình cảm thấy tiếp nhận được, chúng ta cùng đàm đạo với nhau để mổ xẻ vấn đề chướng duyên của mình. Tuyệt đối không được tâm sự đời cô lũ, kể chuyện đời tư, hay là tâm sự khóc lóc rên rỉ ở chỗ này nha. Không được nói chuyện vớ vẩn, chỉ có chuyện tu thôi. A Di Đà Phật. Bắt đầu huynh đệ hỏi. Trung đạo giảng là thường thường để cho huynh đệ hỏi nhiều vô. Giơ tay lên. Mấy vị ở sao? A Di Đà Phật, thưa bác. Trung đạo xin huynh đệ, trung đạo thưởng thức tấm lòng huynh đệ nha. Mô Di Đà Phật. Wow. Mô Di Đà Phật. Di Đà Phật. Con Lê Thị Năm, pháp danh là Diệu Nghĩa, 88 tuổi. Ừ, dạ, Di Đà Phật. Wow. Chúc dạ. Mừng bà. Dạ thưa. Dạ thương con có cái điều này, từ xưa như thầy giờ thầy giảng con rất là nghe, rất là nhớ. Nhưng mà 88 tuổi cũng có nhớ một phần thôi chứ không nhớ hết như lời thầy giảng. Nhưng mà có một điều con buồn, con nói con muốn khóc ở đây đó thầy. Thầy giờ con xin thưa thầy, như vậy con có tội không? Con đi chùa cũng nhiều năm rồi, nhưng mà lúc con khỏe còn mấy, lúc 85, 86 đó, con còn đứng còn đi hàng ngày được. Nhưng mà năm nay con yếu, con giờ mới đứng đây thầy cũng thấy đứng không được, đứng chừng 5 phút rồi nãy đón thầy vô đó. Đứng 5 phút rồi con cũng phải đi ngồi thôi. Vì vậy bây giờ con đi chùa mà cũng có số chùa. Sao nói như vậy rồi con có nên giận không thầy? Con muốn đi chùa mà ông nói con đi chùa là
bây giờ đi coi như đi thử giữ thính thôi, có con không có được được danh sách mà để ghi mỗi ngày cho con. Đứa nào nói vậy? Dạ thưa thầy, thưa con xin không nói câu đó, mà con nói thầy, con xin cho con là tại chắc con không chưa có cái căn tu được chọn ngày, vì con đi đau chân lắm mà ngồi cũng đau lắm thầy. Đau đầu gối phải không? Dạ đau dữ lắm. Dễ, dạ, yên tâm một chút xíu nó sẽ hết. Rồi cho bà hết đau đầu gối luôn. Trời ơi. Dạ rồi. Bỏ hai đầu gối đi bà là hết đau liền. Dạ thưa thầy, con xin đưa thầy thêm tiếng nói tiếp. Thì cho nói với con là đi thì đi tự giữ thính thôi, chứ không có được điểm danh. Sao con buồn quá, con đi mấy năm nay rồi con vẫn đi trọn vẹn, mà năm nay con già quá, con đi không được, cho con xin tu một buổi. Nói với con vậy vậy, con nói thiệt thầy, con muốn khóc, nói không làm sao được. Tại sao con đi chùa, nghe ta tu một ngày nè, cũng được, mà một đi giờ cũng được, hai giờ niệm Phật cũng được, cái sao mà được. Đứa nào nói danh câu đó? Dạ thưa thầy, giờ con không nói được, mà giờ con biết là cái căn của con chưa tu được hay sao, cho nên người đó nói vậy. Mà thưa thầy, con nên giận không? Mà thưa thầy, con không có giận, mà con buồn cho thân con. Con buồn cho thân con, tại sao mà đi tu mà không được tu chọn ngày, yếu đuối để cho không được chọn ngày. Rồi, bà, để con tiêu nửa ngày. Rồi, A Di Đà Phật, rồi, để thầy kiếm đó thầy xử cho. Bà ngồi xuống đi, thầy sẽ kiếm đó ngày mai, ngày mốt. Thầy đưa danh sách lên, thầy kiếm nó. Tội nghiệp bà, để thầy nói chuyện với bà chút. Chút xíu nữa bà sẽ hết đau đầu gối, bà yên tâm, bà sẽ được tu nhiều hơn. Chắc chắn đầu gối bà sẽ hết bệnh. Thầy bảo đảm luôn, không chết không lấy tiền. Ôi thầy nói lộn, không hết không lấy tiền chứ. Bà yên tâm đi. Trung Long Phụng đâu con, chúc lo cho bà nha con. Dạ, bấm bà đang buồn đó, bấm huyệt tim cho bà luôn để bà hết buồn. Đâu cái buồn đâu, đưa coi bà. Cái buồn đâu, đưa đây coi. Đưa cái buồn đây thầy lấy cho mau. Rồi đưa thấy thiệt luôn á. Thôi để bà ngồi đi, bà thầy ngồi đi, thầy cầu nguyện cho bà hết. Ok, Di Đà Phật. Là đây đưa cho thầy. Trời ơi cái buồn đưa thiệt luôn á. Chết ông cố rồi, về nhà là buồn chết luôn. Di Đà Phật. Nè nghe nè. Không sao đâu, rồi hết nha, chúc có người làm bà hết đau chân bà đi tu được. Chắc chắn bà hết buồn, A Di Đà Phật. Rồi mọi sự an lành. Rồi. À rồi, đứng lên đi bà, đứng lên. Con dẫn bà xuống ha con nha. Không sao đâu bà. Chúc bà hết bệnh, A Di Đà Phật. Chúc bà hết bệnh, rồi, A Di Đà Phật. Tội nghiệp. Thường thường già hay tuổi thân lắm, huynh đệ nói phải cẩn thận. Nói cẩn thận. Đừng có nói như vậy. Nghe nè. Khi một người ta phát tâm tu, cho dù ở lứa tuổi nào cũng vậy, huynh đệ phải nên khuyên khích người ta. Tại sao mà thầy đi kêu gọi khắp nơi, thì đi khắp thế giới thì kêu gọi người ta tu? Bởi vì muốn người ta phát cái lòng tu là đại phước. Nếu huynh đệ chẳng hạn như bà cụ vậy đó, có lòng tu mình nên vui vẻ, nên hạnh phúc để nhìn thấy người lớn tuổi phát tâm tu. Mình khuyến khích người ta hăng hái tu hơn, để cuối đời người ta còn có con đường đi, có cái chủng tử Phật nằm trong cuộc đời của họ. Mình nói câu đó là mình phủ phàng quá mức đó. Thầy mà biết được người này chắc thầy cũng không có tha đâu á. Thì năn nỉ nó, đừng có nói bậy nữa, không khó gì. Nghe dữ không? Năn nỉ thôi. Hối thầm bậy thầm bạ cho người ta đau lòng. Nghe nè, khi mình là người tụng kinh niệm Phật mà nói người ta đau lòng, mình đã tạo ác khẩu, ác nghiệp rồi đó, nhớ chưa? Đừng có nghĩ rằng mình nói là trật rồi đó. Phải nói bác ơi, bác khỏe không? Rồi giúp đỡ bác khỏe rồi bác tu với tụi con. Thật sự một câu khuyến khích rất là có lợi lạc. Chứ đừng nói như vậy, người ta nói bây giờ bác đau lòng nè, bác bỏ tu đi ha. Cái người mà nói câu đó phải chịu trách nhiệm đó. Bà thối Bồ Đề Tâm hả? Cái người kia là thúi cuộc đời luôn. Huynh đệ mà tụ năm tụ bảy là nói xấu một người mà ta bỏ tu hả? Không phải cái người đó thúi đâu, huynh đệ thúi đó. Nhớ lời Trung Đạo nói đi, đừng có tưởng mình tụ năm tụ bảy ăn hiếp một người là hay đâu hả? Về nhà thúi cả đám. Thầy dùng chữ thúi nặng lắm đó chứ mày. Người ta thối cho nó hay thôi, chữ thúi đó chứ không phải thối đâu. Người bác dùng chữ thối Bồ Đề Tâm là mình bị lung lạc, niềm tin không đủ mới gọi là thối. Còn Trung Đạo xài chữ thúi người nam á cho nó dễ hiểu hả. Mình súng năm súng bảy là ăn hiếp một vị yếu đuối hả, coi thường người ta là mình đang khinh bỉ con của Phật hả, mình tự khinh bỉ bản thân mình đó, nhớ chưa? Nhớ không? Đừng bao giờ nói câu đau lòng. Trung Đạo chấp nhận người ta nói đau lòng với mình, chưa bao giờ mình dám nói đau lòng với ai, vì cái miệng mình nó kinh khủng lắm. Phật khẩu rồi mở miệng ra là có chuyện xui xảy cho người ta là tạo ác nghiệp đó, nhớ không?
Cho nên đừng có nên nói những câu không tốt vậy, làm cho bà đau lòng tội nghiệp bà chứ. Thầy không bao giờ dám nói mẹ thầy đau lòng, lâu lâu về thăm hỏi. Bà Tư 90 tuổi rồi, bà Tư có bồ chưa? Cái bà chỉ lên bàn thờ, ổng ngồi kìa. Xong rồi, chọc cho bà cười, cho bà vui. Chứ đừng có nên nói những câu không có tốt, như vậy là tạo ác nghiệp đó, tội nghiệp bà chứ. Giờ bà buồn thấy không? Ví dụ giờ bà bệnh đi, cái đau khổ người ta khi mà ôm trong ngực một sự phiền não vô cùng tận, sẽ bệnh lớn nhất là bệnh ung thư. Cẩn thận, bệnh ung thư là do sự phiền não quá mức, không có chỗ giải quyết cho nên sanh bệnh tật. Quý đệ có nhớ cái câu là rầu thúi ruột không? Nhớ không? Người Việt Nam mình nói câu rất là hay, rầu thúi ruột. Hả, rầu lâu quá cái ruột thúi quắc. Bệnh á, rầu quá sanh bệnh. Cho nên không được nói những lời không tốt lành. A Di Đà Phật, chút xíu nữa bà sẽ hết bệnh đau đầu gối nha. Nói chứ đừng có giận bà. Thì cái người đó chắc có lẽ là nghĩ tốt cho bà, sao nói ngược chiều không biết nữa. Bà đừng có giận nha. A Di Đà Phật, bỏ qua đi, giận mệt lắm. Nó chưa mệt, mình đã mệt rồi đó, thấy không? Nó chưa mệt thì mình đã muốn tắt thở rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa thầy. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thượng tọa giảng sư. Có một Phật tử nhờ con chuyện lời thỉnh giáo với thượng tọa, cho chúng con được hiểu biết thêm là có bạn khuyên chúng con đi phóng sanh, có bạn khuyên chúng con đi pháp hội, có bạn khuyên chúng con tu khóa tu niệm Phật, bạn khuyên đi hành thiền, có bạn khuyên đi thập tự, có bạn khuyên đi bố thí từ thiện. Như thế thì chúng con hành xử theo pháp nào được lợi lạc và được kết quả thống nhất? Xin kính thỉnh trên thượng tọa giảng sư thỉnh giáo chỉ dạy cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy đã chuyển lời cho huynh đệ. Và thưa, tất cả những cái gì lợi lạc cho huynh đệ ba tánh chúng sanh phát triển được Phật pháp, những gì mà có lợi cho Phật pháp, biểu dương Phật pháp, có lợi cho đời sống tâm linh của bản thân mình, đều có thể làm, tùy thuộc vào sự chọn lựa của mình. Những gì mình làm mình cảm thấy được an lạc hạnh phúc, cứ làm. Nhớ không? Cái gì cảm thấy vui vẻ lợi lạc, cứ làm. Miễn làm sao mình an lạc hạnh phúc là đủ. Mà khi làm việc thiện, bố thí, phóng sanh, tất cả những điều mình làm, khi làm việc cái gì gọi là phước, tuyệt đối không được tính toán, đắn đo, đong đếm, làm xong rồi buông tay. Làm phước mà nghĩ tới phước sẽ không còn phước. Làm phước quên hết thì chắc chắn sẽ có phước. Nếu làm có sự tính toán chắc chắn không còn phước. Nhớ chưa? Trên cái gì làm được mà cảm thấy an lành hạnh phúc, cứ làm. Mà tuyệt đối không được chê bai, không được nói ra nói vào. Thí dụ huynh đệ mình họ có cái điều kiện làm lớn hơn mà mình không có, mình tháp tùng làm theo để hùng phước mà làm. Thí dụ phóng sanh cũng vậy, giúp cho loài thủy tộc được hóa kiếp chuyển sanh, chuyển sanh hóa kiếp. Mình không làm được cũng phụ người ta vô làm để hùng phước. Và tuyệt đối không được nói những lời ra vào làm việc làm của người ta bị chểnh mảng, bị chậm trễ, hiểu không? Phải tuyệt đối không được mở miệng nói xấu những người làm việc thiện, cho dù đúng hay sai. Mình cũng không được phê bình chỉ trích huynh đệ anh em của mình. Nếu làm như vậy là chúng ta đang biểu lộ Phật pháp đó, quảng cáo cho Phật pháp đó. Còn mình là một Phật tử mặc áo lam này mà tàn là nói xấu người khác không, là mình đang phỉ báng chánh pháp đó, có rõ vậy không? Huynh đệ đi chùa khắp nơi tạo phước cũng được, huynh đệ làm phóng sanh cũng được, dự pháp hội cũng được, làm cái gì cũng được hết, tùy duyên, tùy tâm, tùy cái thích của mình. Nhưng miễn làm sao mình vui là được rồi, nhớ chưa? A Di Đà Phật. Cái điện thoại của bà hay của ai vậy bà? Thầy cho thầy mượn cái búa đi thầy. Thầy sửa điện thoại cho. A Di Đà Phật, có hiểu cái câu trả lời của thầy chưa? Dễ hiểu mà ha. A Di Đà Phật, rồi con hỏi đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Pháp Danh Thanh Ngọc. Thầy biết. Con hỏi thầy, con mỗi sáng là con đọc cái cuốn sách của thầy. Dạ. Tại vì có những lúc con đi làm trễ rồi con lật đật đi, con ngồi trên xe Honda đa, con đọc tới chỗ làm. Như thế có được hay không? Có lỗi với... Dạ thưa, không lỗi lầm gì hết. Tu, niệm Phật, tụng kinh hay ngồi thiền. Thiền là tứ thời, tụng là tứ thời, niệm là tứ thời. Đi đứng nằm ngồi đều niệm, đều tụng, đều thiền được cả. Nhớ chưa? Không có nghĩa là khi ngồi xuống trước mặt chánh điện bàn Phật là tụng kinh là công phu, không phải. Trật lất.
Công phu là tứ thời đi đứng nằm ngồi đều được cả. A Di Đà Phật, không có lỗi lầm gì hết. A Di Đà Phật. Cho con hỏi câu thứ hai. Dạ. Dạ em con á bị cái chân nó sưng to lắm. Cái chân hay cái cẳng? Cái cẳng. Cái cẳng hay cái giò? Rồi bự lắm ấy, con nghĩ là con hiểu về Phật pháp chút thì nghĩ kiểu như quan gia chế chủ thì con cũng đi thả cá giùm vậy mà con hồi không có giùm, cái thằng phải tự làm. Dạ. Làm giùm quý vị à. Người ta là người tạo ác nghiệp, người ta bị cái thiên làm giùm. Bản thân người đó là người cột cái gút, người đó phải tự mở cái gút. Sám hối giùm chẳng qua mình thương sám hối giùm thôi chứ tội như nào nó mang. Nhớ không? Đừng có nhào vô xía vô chuyện ta, cái đầu nó đổ vô mình cái mình gọi là cải nghiệp đó, mình ôm cái mạng của người ta. Dạ, vô con, lý thấy gì nó đào quá rồi nó đi không được, tự nó niệm Phật con rồi cho làm chị rồi con đi mua cá con để cái ly nước trước mặt con tụng kinh xong cái kêu nó uống, nó niệm Phật nó uống đi cho nó tạo cái tâm tu học cho nó uống ly nước rồi cầu nguyện hồi hướng cho nó rồi kêu nó cầu biết cầu nguyện sám hối thì tự động nó sẽ giải quyết vấn đề nha. Nhưng dạ, làm dùm quá đâm ra làm biến. Dạ mô thấy gì là Phật con rồi chứ. Đồng thời chúng đạo nhắc nhở huynh đệ điều nữa nghe nè. Một vị chưa hề biết niệm Phật, tụng kinh, làm những điều xấu mỗi ngày, ăn nhậu cờ bạc, đánh lộn, giật dọc, đủ chuyện ác của thế gian. Nhưng trong nhà đã có một vị huynh đệ tới chùa niệm Phật. Khi mà cái vị mà tạo tác nghiệp ác đó, tới cận tử nghiệp nằm xuống chết, cả đám súng lại niệm Phật, giúp cho cái vị kia vãng sanh. Vãng cái con khỉ chứ vãng. Làm chuyện vớ vẩn. Người ta lúc làm chuyện tầm bậy tầm bạ, vừa nhắm mắt lại là ngu đầu mã diện, nó lôi nó đập một hồi rồi. Mình lấy tư cách gì mình niệm cho người ta vãng? Đạo hạnh ở đâu? Mình còn lượm thuộm. Nếu làm được thì chư Phật đã làm hết rồi, đâu đợi tới mình. Hiểu ý thầy nói không? Các ngài đâu có xía vào chuyện nghiệp chướng của chúng ta. Mắc chướng của chúng ta xía vào nghiệp chướng người khác. Bây giờ chẳng hạn trung đạo là cái thằng lũ đạn nè, chuyên môn tính toán xảo trá lừa gạt anh em huynh đệ mỗi ngày, giả bộ cái miệng nói ngọt trong lòng tính toán giành giật của người ta âm thầm. Được chứ, những lậu dãy đạch, cái tự nhiên cái đệ tử thấy tội nghiệp nó niệm, đừng có hồng mà trung đạo đi đâu, nó lôi đầu xuống đập cho một hồi cái tội, dám nhờ người tới cản giùm hả mày, nó nện cho mày một hồi nữa chứ mình nên thân luôn chứ đừng có tưởng bở. Hiểu ý thầy chia sẻ không? Chuyện của tao mắc chứng xí vô, có đúng vậy không? Tôi là cái thằng lũ đạn chuyên môn đi đòi nợ, mướn chém người ta 3-4 cái đòi nợ, tự nhiên xuống nằm xuống cái gia đình thấy tội mà nhờ tới niệm Phật dùm, mong được cái tội chém người nó siêu thoát, đừng có hòng siêu còn chưa nổi nồi vãng. Từ giờ đi làm gì cũng suy nghĩ cho kỹ, nhớ không? Đó, đệ tử của thầy á mới tụng kinh chút xíu thấy bà chị tội nghiệp để lên đầu tụng phát một, về tới Sài Gòn người ta quẹt té gãy hai cái đốt xương sống, một bên thì vỡ ra, một bên thì nó nứt. Đó, nghiệp của người ta mình nhào đâu với mình ôm. Trung đạo là người hấp hối lúc 3 giờ chiều là chuẩn bị chết, 3 giờ chiều tự nhiên nắm mấy chục đệ tử tới niệm Phật cho ổng, ổng đau khổ thêm 2 tháng nữa, nằm ở rên la 2 tháng sau mới ngủm, nó gọi là vãng. Có đúng vậy không? Kéo dài sự hấp hối của tôi ra dài thêm 2 tháng nữa làm cho đau khổ thêm, tới chừng xuống dưới nói mày đúng là mày chết trước 2 tháng lúc 3 giờ chiều, giờ này mày xuống là tại sao? Nói đám kia nó kéo chân con nó không cho đi, con xin lỗi, đi trễ. Không xin lỗi mẹ gì hết á, trễ tao đục mày thôi. Tưởng bở mày lực nào ra lực đó, mà tưởng mày có người mày cản mày, mày xuống đây chậm mày tính với tao hả? Nó lụm mày luôn. Đừng có tưởng bở. Nói cho huynh đệ biết để chúng ta cố gắng đừng có sọt tay vô nghiệp chướng của người ta. Nếu làm được chư Phật đã làm hết rồi, có hiểu không? Các vị là chánh đẳng chánh giác đúng không? Các vị đâu có tới nhà mình gõ cửa kêu Tám ơi Tám đi học với tao nè. Tại sao không kêu 7 với 9, không kêu 8? Hả? Nhiều chuyện. Chứ kêu 8 ơi 8 đi theo tao. Có bao giờ các ngài gõ cửa nhà mình kêu mình không? Chúng ta quỳ xuống, năn nỉ lạy lục khóc lóc để được học đạo với ngài. Chứ các ngài không giờ lại gõ cửa nhà mình kêu mình đi học đạo với các ngài. Không có đâu. Có hiểu ý nói không? Quý là các ngài rất là tôn trọng nghiệp, cái luật của nhân quả. Nghiệp chướng mình đã tạo tác thì mình phải tự trả rồi tự hưởng. Khi mình hiểu được mình đã tạo tác nghiệp ác cho nên mới ngồi xuống đây tụng kinh niệm Phật để giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ, tự tu tự chứng tự thành. Chứ các vị lúc đó các vị mới thấy mình có lòng, các vị phóng quang giúp cho mình mạnh mẽ hơn để mình học đạo. Chứ ông không lại ông lấy tại ông xóa cái nghiệp mình cho mình thành Phật, không bao giờ có. Cho nên thầy mới nói là không ai có thể cầm vương miện của Phật đội lên đầu cho chính mình đâu, phải bản thân mình mới tự đội được, không ai đội giùm mình. Ngay cả Phật tổ không cầm vương miện đội cho mình đâu, nhớ chưa?
Cho nên tuyệt đối không được xía vào chuyện nghiệp chướng người ta để mình tạo tác ác nghiệp. Giúp đỡ bằng cách là năn nỉ nó tụng kinh niệm Phật, rồi hồi hướng cầu mong cho nó hoán cải tâm thức của nó, rồi nó tự tu cho nó giải nghiệp của nó thôi. Hiểu chưa? Đừng có ỷ mình biết chút đỉnh nhào vô xóa nghiệp người ta là mình ôm cả nhà mình luôn đó. Tại sao mà tôi tu tôi xui hoài, xui bởi nhiều chuyện cho nó mới xui. Cái gì là Phật? Hỏi tiếp. Nhớ chưa, nhắc đi nhắc lại hoài, đừng phê bình chỉ trích, nói nặng nói nhẹ huynh đệ của mình là tạo ác nghiệp đó. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử Ngọc Minh, năm nay 73 tuổi. Con có nhân duyên được xem cái đĩa nhân quả tốt và xấu của thầy giảng. Trong đó con rất tâm đắc cái thầy dạy là mình muốn cứu độ của quyền thất tổ của mình được siêu sanh tịnh độ, thì ngoài cái thời pháp của mình tụng kinh là chú Đại Bi, tụng kinh A-di-đà ra, thì mình phải niệm 49 biến chú giảng sanh để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ. Mà từ trước tới giờ con được nghe quý thầy giảng thì thường là khuyên Phật tử chúng con là tụng chú Đại Bi thì 3 biến, 7 biến hay là 21 biến, mà con chưa nghe vị nào giảng là phải tụng 49 biến. Xin thầy cho con biết ý nghĩa của 49 biến. Dạ đang thưa A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Cảm ơn bà đã hỏi câu này. Thầy sẵn thầy nhắc nhở huynh đệ luôn, các thầy các cô cũng vậy, chúng ta cho lù và dù là cư sĩ cũng vậy, cái bổn phận đầu tiên của một người Phật tử cư sĩ, đầu tiên việc làm chúng ta và người được ăn chay tụng kinh, nói nhờ ăn chay tụng kinh nhiều cho nên chúng ta có một cái năng lượng nội tại nó phát triển mạnh mẽ, nên cái lời nói mình nó có năng lực nói ra sẽ được tạo tác được nhiều thứ tốt hoặc xấu. Thì cái miệng này tụng kinh nhiều trở thành thần khẩu, Phật khẩu, thì mình có năng lượng cầu nguyện cho cứu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Đó là bổn phận mà việc đầu tiên người Phật tử phải thực hiện, là giúp cho cứu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên đồng được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Khi mà cứu quyền thất tổ đã được siêu rồi, việc tu học mình mới là thăng tiến rất là lẹ, đồng thời cuộc sống mình không có bị trầy trật trì trệ, không có bị phiền não sanh ra. Cho nên bổn phận đầu tiên là phải biết cầu cho cửu quyền ông bà cha mẹ mình được siêu sanh tịnh độ, để giúp cho mình có phương tiện tu học mạnh lớn hơn. Quý vị nhớ câu là âm siêu dương thới không? Âm siêu rồi thì dương mới thảnh thơi được. Cho nên ông bà cửu quyền thất tổ còn một nhà rồi á, thì chắc chắn gia đình có chuyện hoài thôi, tu học cái trầy trật chướng ngại hoài là do bởi vì ông bà chưa được siêu sanh tịnh độ. Việc đầu chúng ta là để tạo phước, gọi là âm đức, gọi là phước vô lậu đó, chúng ta phải biết hồi hướng cầu nguyện tụng niệm cho ông bà của quyền thất bổ ông nội hai bên được no đủ và để báo hiếu các vị đã đem mình ra thế gian này. Cho nên việc tu học mình mới tiến hóa được. 49 biến chẳng qua là một cái công năng, mình càng tụng nhiều khi muốn cho việc làm mình được như ý, lúc tụng kinh hoặc niệm Phật chúng ta phải để hết tâm tư trí tuệ con tim sức mạnh vào việc cầu nguyện tụng niệm, thì chắc chắn việc làm mình sẽ được như ý. Cho nên 49 biến không phải, 108 biến, 21 biến là mình tụng kinh phải để hết tâm trí vô mới gọi là chất lượng. Còn mình tụng cái số mà không để tâm tư trí tuệ chỉ là số lượng thôi. Số lượng không giải quyết sinh tử. Số lượng không bao giờ có đủ năng lượng để giúp cho cái lời cầu nguyện mình đắc thành. Cho nên tụng kinh niệm Phật phải dùng cả tâm tư trí tuệ con tim vào đó, thì cái đó gọi là chất lượng tu học. Lúc đó mới được tính đó bà. A Di Đà Phật. Nhớ chưa? Hỏi tiếp đi con. A Di Đà Phật, thưa bà. Thầy hỏi câu này hơi mắc cỡ chút, mà hỏi huynh đệ thấy thầy đẹp không? Mô Phật, con là Phật tử Nguyễn Thị Yến, pháp danh Diệu Nguyệt, 73 tuổi. Con xin nhờ thầy giải thích cho con hiểu cái câu mà trong kinh Lương Hoằng Sám có câu là thầy không có tụng kinh đó bà ơi. Không có tâm cho và lấy. Mới nói nãy đó bà. Cái câu đó bắt chước ăn cắp của trong kinh Kim Cang á bà ơi. Bồ Tát không có người để độ, mà chẳng có người để độ, mà chẳng ai được độ. Nếu mình độ người ta mà mình nghĩ mình độ, tức là không có gì để độ. Chẳng ra mình cho ai, ai lấy. Nếu mình có cái tâm cho và lấy thì mình sẽ không có phước đức. A Di Đà Phật.
Hiểu chưa? A Di Đà Phật. Làm mới nói xong nãy, làm phước mà nghĩ tới phước là không có phước, làm phước mà không nghĩ tới phước là phước. Rõ không? Chưa trả lời câu của thầy kìa. Mắc cỡ. A Di Đà Phật. Giờ mới suy nghĩ kỹ mới trả lời. Mắc cỡ. Hỏi thêm đi con. Nguyễn Như nó cười nãy giờ, nó cười chọc quê sư phụ của nó. Bác thầy cho con hỏi thêm câu. Dạ. Như là bản thân thì ăn chay, chay trường, nhưng mà bán hủ tiếu theo được không thầy? Cô này hồi xưa tội nghiệp rất là dễ thương, dễ thương lắm. Dạ. Bỏ nghề thiến heo này, bán hủ tiếu thịt. Ban cho con lời giải thầy. À, con Phật thật theo lời Phật dạy ạ. Tại vì cuộc sống thầy ơi. Dạ Di Đà Phật. Tội nghiệp. Di Đà Phật. Dạ thưa, nghề là nghiệp, nghề nào cũng sanh nghiệp cả. Cho nên trong cái bát chánh đạo có cái chánh nghiệp. Bây giờ cuộc sống phải vậy. Mà con có giết heo không? Bán thôi hả? Ừ. Bây giờ coi như thầy không có phán xử con, thầy không có quyền gì hay cái tư cách gì phán xử huynh đệ của mình trong cuộc sống. Huynh đệ cứ sống bình thường, cứ làm những việc cứ làm, nhưng mà biết rằng là việc làm của mình nó là vậy, nó tạo tác như vậy, cho nên về công phu năng nổ nhiều hơn, tinh tấn hơn, miên mật hơn, để cho bớt tội chướng mình đã làm. Nhớ không con? A Di Đà Phật. Chứ sư phụ không dám phê phán. Ý kiến gì ghê vậy? Dạ, chào thầy ạ. Con pháp danh là, con tên là Phan Thị Ánh Tuyết, 57 tuổi, pháp danh là Trang Ngọc. Đâu cần phải đưa lý lịch cho thấy ghê, nãy giờ đưa lý lịch không à. Con là Phật tử của Tịnh Xá Ngọc Quang. Con hỏi thầy, nãy thầy có giảng á, là huynh đệ với nhau mà không được phê phán, hay là những cái mình thấy người ta điều mà sai trái mình cũng phải nói chuyện thôi, có ý kiến chứ, để ý kiến người ta, gì nói chuyện thôi, người ta dấn vào những cái sai lầm. Dạ thưa không, mình nói chuyện thêm thôi, tư cách của huynh đệ này nói chuyện thôi nha. Chúng ta không được biểu lộ với một cá nhân tính cách phê phán, chỉ trích, miệt thị, nói nặng nói nhẹ, không. Một người Phật tử thượng thành chân chính nói nhỏ nhẹ với nhau là giải quyết vấn đề. Bây giờ thí dụ con nói với tư cách một người bắt lỗi bắt lầm người ta, thằng kia nó phản ứng, hai bên gây quay gây lại là tất cả cùng tạo nghiệp. Cho nên con tìm mọi cách, con nói sao nhẹ nhàng tế nhị thì người ta tiếp nhận sự chia sẻ đó, người ta sửa đổi là tốt, nhưng đừng có làm cho người ta cảm thấy bị va chạm, bị xúc phạm. Ở gì đó con ở nhà con có một cái am tự, là ngày trước cũng có cái linh sơn tự có hiệu bản đàng hoàng, rồi sau giải phóng nó mới nhà nước mới kêu mình dỡ bản xuống. Thì từ nó còn nhỏ quá, mình không có biết đọc kinh hay gì á. Là từ 20 năm nay con có đọc kinh cầu an. Mà sao cái thằng em con biểu nó cầu an cho gia đình nó được mạnh khỏe, mà nó không có làm được. Con không biết làm sao mà để cho thuyết phục nó này thầy. A Di Đà Phật, ngồi xuống đi thầy nói chuyện. Huynh đệ, nãy trung đạo có nói một câu rằng là tự giác, có nghĩa là mình tu cho giỏi, mình sửa đổi bản thân mình, mình tu học, tu tập, tu sửa, tu hành cho chính bản thân mình. Khi cái miệng mình từ một cái phàm khẩu ăn uống tầm bậy tầm bạ, nói tầm bậy tầm bạ, tụng kinh niệm Phật dài lâu trở thành thần khẩu, rồi thánh khẩu, rồi Phật khẩu, trong sạch tinh khiết như vậy, lúc đó cái miệng mình mới có cái gọi là thần lực nói chuyện, người ta sẽ hoán cải tâm thức. Muốn hoán cải tâm thức của một vị huynh đệ bên cạnh, việc đầu tiên mình phải hoán cải tâm thức của mình trước, mình hoàn hảo trước, người ta sẽ lắng nghe mình nói. Bởi vì mình nói không được, bởi vì mình chưa có đủ năng lực để nói, chưa có đủ đạo hạnh để nói, chưa đủ đạo lực để nói, cho nên mình nói nó không nghe là vậy, nhớ không? Cho nên chúng ta phải về ráng tu cho nhiều vô, tu cho nhiều vô đi. Muốn dọn thùng rác của người ta, việc đầu tiên là thùng rác mình phải sạch trước, rồi mình mới chỉ người ta cách dọn. Thùng rác mình còn nhiều quá, mình dọn người ta chưa có được, nhớ không? Nghe gì được. Cho nên mình tụng kinh, mình để cái, quý vị muốn hoán cải tâm thức huynh đệ trong nhà mình, việc đầu tiên mình học cho giỏi vô, viết tên tuổi cái người mà mình muốn nói chuyện đó, bỏ vô cái mỏ của mình tụng, nhớ không? Mình tụng, mình cầu tới cái chữ mà mạ trong đại bi đó, để tên người đó vô, cầu mong cho người này là từ bỏ những thói hư tật xấu, cải thiện làm lành, chứ mình cầu theo ý của mình đó, thì cứ ngày nào cũng tụng đi, từ từ sẽ có kết quả, nhớ chưa? Nhớ không? Nhớ không?
cái gì cũng vậy, muốn nói được người ta vì đầu tiên mình phải sửa chữa bản thân mình trước, mình sạch sẽ rồi mình nói người ta sẽ nghe. A Di Đà Phật, thưa cô. A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con tên là Pháp Danh Lẫn. Kê sát vô, kê sát vô, nói cho nghe, kê sát cho được rồi đó. Con tên là Ẩn Ngọc, từ ở chùa Tịnh Xá Ngọc Quang ở thành phố, tụi con xuống biết, đây. Thầy nhìn thấy là biết rồi. Nay con xin hỏi thầy, giờ con dắt sáng gia đình con nó đi học, đi làm hết rồi, có mình con nhà con đọc chú Đại Bi với đọc kinh đó thầy, mà giờ con cầu xin cho mấy đứa con tánh tình cho nó nói chuyện cho nó đàng hoàng, sao mà nó nói chuyện với cha mẹ nó cọc lóc mà. Cho nó ăn ngọt ngọt chút. Giờ, giờ con cầu xin thầy có cách nào chỉ hướng dẫn cho con, đặng sáng con về con đọc con cho nó chuyện dịu dàng. Về nhà nấu ăn cho nó, đừng có nói là ăn thịt hay ăn không thịt. Cứ nấu ăn đồ cái gì không có thịt cá trong đó đi cho nó ăn đi. Đừng nói chay hay mặn, cứ dọn ra cho nó ăn. Còn nó không ăn tự động nó nhịn kệ cha nó đi. Đừng có lo cho nó. Thật ra nó ăn của mình là nó bậy, là cho nó nhịn vài bữa cho nó biết mặt thế nào là hổn, thế nào không hổn. Nó chơi thôi, đừng làm gì nó chửi con, đó. Con có nói, con có nói về thầy, con nói hồi nhỏ nuôi á, con không có câm, mà sau giờ lớn lên con lại con câm. Con nói nó vậy. Con nói nhiều quá mà. Tại vì con nói riết nó ngán cái tiếng nói mình luôn, nó không trả lời nữa. Con đâu có nói gì đâu, con hỏi nó. Không nói gì đâu mà nói nó không trả lời. Nó không trả lời, con bởi giờ con mới nói nó sao nhỏ. Nói vậy mà không tức sẽ được, làm thinh luôn. A Di Đà Phật. Dạ, rồi xuống đi. Nghe nè. Con cái nó vậy đó cũng do cái hoàn cảnh bên ngoài, cuộc sống xã hội, trường học, tất cả mọi cái. Nhưng mà mình càng vui vẻ, càng nói chuyện tâm sự với con mình nhiều thì hai người trở thành bạn, dễ nói chuyện lắm. Đừng có lấy quyền hành của cha mẹ mà áp đảo người ta. Hồi xưa thầy bị áp đảo quá cho nên từ cái trường kia mới chạy qua trường này đó. Ừ, thầy bị áp quá độ thì chịu nổi thì giọt. Đừng có bắt ép người ta phải làm giống mình, không có đâu. Mình với đứa nhỏ đó chẳng hạn 25 năm là một thế hệ, mà mình với nhỏ nó khác thế hệ rồi, xã hội bây giờ, trường học bây giờ nó khác ngày xưa. Mình cứ lấy cái biết của mình đè lên nó, tức là mình ép nó phải làm những điều nó không muốn, thì bắt buộc nó phản đối bằng sự không lắng nghe. Mà đôi khi nó ở gần mình quá, cái tiếng nói mình nó nghe riết nó cũng chán, phải không? Thành ra mình làm cách làm sao mình vui vẻ, mình nói chuyện giống như hai chị em vậy đó, thì hy vọng có tâm sự được. Chuyện gì nó cũng kể cho mình nghe hết. Còn mình đàn áp nó quá chắc chắn nó sẽ rời xa mình ra, hiểu không? Thì nói chung tất cả là không phải vậy. Những đứa nhỏ bây giờ nó không chấp nhận lời cha mẹ nói đâu, không phải một mình cô. Ừ. Thầy hiểu ý cô. Dạ thưa. Thôi đừng hỏi cho nó rồi, kệ nó đi. Như vậy là Phật. Ừ. Như vậy là... Ừ đó, tâm sự để có lũ con gì nữa. Nghe nè, chúng ta tu như thế nào, mình mở miệng ra là người xung quanh vui thì mở miệng, còn nếu cảm thấy mở miệng không có lợi làm thinh luôn, niệm Phật, nhớ không? Đừng làm cho người bên cạnh xung quanh khó chịu, chúng ta tạo nghiệp. Chẳng hạn như mình tu chứng ở cái mức độ này chỉ có mình biết thôi, nếu mình kể ra với cái tâm hoan hỷ hãnh diện quá độ thì người ta sẽ không có chịu, nhớ chưa? Rồi chúng ta phải nói làm sao những lời ngọt dịu, lịch sự, tế nhị, ngay cả cho dù mình phê bình người ta, người ta cũng vui vẻ tiếp nhận, mới thực sự là biết ăn nói, mới biểu lộ được cái Phật pháp mà mình đã học. Cho nên người Phật tử thuần thành chân chính, hả, nói chuyện, hả, làm cái gì đều là quảng cáo cho Phật pháp. Lúc đó chúng ta mới thực sự có cơ hội biểu lộ chánh pháp, nhớ không? Tóm lại bài giảng hôm nay là giúp cho huynh đệ biết giữ gìn tam nghiệp như thế nào được thanh tịnh, và giúp lục căn thanh tịnh như thế nào để chúng ta niệm Phật được vãng sanh như ý, sống như thế nào để tròn nhân đạo, để mà có thể bước vào cửa Phật đạo. Tu làm sao mà không thấy lầm của đề của mình mới là tu. Còn nếu mà thấy gai mắt quá, về nhà niệm Phật nhổ cái gai đó ra cho hết. Chừng nào mà không còn gai nữa thì học đạo mới tinh tấn. Chừng nào cái tôi của mình chết hẳn đi, Phật tánh mới ngự trị. Trung đạo cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ chú huynh đệ học đạo tinh tấn, Bồ Đề Tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, một câu nữa. Dạ. Kính bạch thầy, con cũng có dịp mới đi ngang qua ghé để nghe thầy thuyết giảng. Thì nãy giờ con rất là ngưỡng mộ thầy. A Di Đà Phật, đừng có hăm dọa thầy nha. Con
pháp danh là Diệu Hạnh, tên nương pháp danh là Diệu Hạnh. Dạ. Thì con cũng có thời gian học đạo, nhưng mà cái kinh Kim Cang á thì con có những chỗ chưa có được thông suốt. Kim Cang luôn á hả? Ghê vậy đó hả? Dạ. Thì con nhớ có một câu ở trong kinh Kim Cang nói là: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhựa kiến phi tướng, chân tướng tức kiến Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con thấy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, thì các tướng của các pháp nó đều là hư vọng, do mình cái duyên khởi mà mình vọng tâm mình thấy, nhưng mà không có thật. Thì điều đó con cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà cái câu là nhựa kiến phi tướng, chân tướng tức kiến Như Lai, thì con... Chính bản thân cô chưa kiến Như Lai được, bởi vì cô bám vào những chữ đó nhiều quá. Con xin phép là thầy có cái cách gì để cho các Phật tử cũng như con đây bản có thân thể... cô đang bị đó. Ừ. Dạ, có thể hiểu được phi tướng, chân tướng tức kiến Như Lai là thế nào. Bản thân cô đang bị hữu tướng đó. Dạ. Bởi vì cô bám những chữ đó cho nên bản thân cô bị chấp ngã chấp kiến đó cô. Cô bị rồi đó. A Di Đà Phật, cho nên cô không nào kiến Như Lai được. Con xin phép là thầy có dạ thể... thưa cô, thực sự chỉ là một phương tiện giải thích thôi, ngồi xuống đi. Dạ. Chúng ta tu tụng Kim Cang vậy, thầy tụng Kim Cang cũng trên 30 năm rồi, thầy chưa bao giờ nói một câu nào hết. Thầy không bao giờ nói một câu nào về Kim Cang á. Người ta không nghĩ là thầy tụng Đại Bi thôi. Thực sự thì chúng ta còn chấp vướng bất cứ một cái thế gian pháp nào, bất cứ một thứ gì mình cho là tồn tại, bất cứ một cái gì, người tu rồi cái gì cũng ok hết, cái gì cũng được hết, mới thực sự là thực tướng. Mình làm việc mà mình còn nghĩ mình làm việc cho ba tánh là trật. Mình làm bất cứ cái điều gì của thế gian này mình còn nghĩ mình làm là điều trật. Có nghĩa là khi chúng ta còn bám vào bất cứ cái gì ở thế gian này đều là hư vọng cả. Khi mình còn nói cái này cái nọ cái kia, mình còn cho nó còn, tức là mọi cái không có. Cái cảnh giới cao nhất của thiền định, của tu tụng là không có gì. Nếu mình tu thiền mà mình cảm thấy có gì là đều là bị hư vọng ấy, tà kiến, tạp niệm, vọng niệm. Cái lý luận của Kim Cang đó cô, để cho cái người tu học hiểu biết cái gì là chấp, cái gì không chấp. Tu Kim Cang là phá chấp, phá bỏ cái chấp tôi, cái tôi chấp của mình đi. Hả, mình còn dính vào từ ngữ, ngôn ngữ, lý luận, văn hóa của cái Kim Cang là mình vẫn còn chấp. Cô kẹt cái chữ đó đó cô à. Cho nên cô không bao giờ kiến Như Lai được. Nếu mà cô không còn Kim Cang nữa, lúc đó mới thực sự là chân tướng, thực tướng. A Di Đà. Giai thị hư vọng. Mình còn mê cái sách là mình còn dính nè cô ơi. Thực sự Kim Cang cô tụng rồi á, cô ăn cơm là buông đũa. Ăn cơm buông đũa, tụng Kim Cang là vậy. Ăn cơm buông đũa, nếu mà còn đeo nó theo là đôi đũa còn dính trong lưng đó cô à. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của huynh đệ đó hỏi: chúng ta làm Phật sự, làm xong buông tay, không còn vướng mắc tới cái chuyện đã làm. Đối với cái tôn chỉ của Phật Tổ, everything's right here and now. There is no past, no future. Everything's right here and now. Tất cả đều là hiện tiền, ở đó chẳng có quá khứ và vị lai. Nếu chúng ta bám vào quá khứ vị lai, chúng ta sẽ còn vướng mắc và không bao giờ giải thoát được. Nam mô A Di Đà Phật.
tụng đại bi càng tụng càng đẹp, càng sáng, càng hiền, càng yêu thương bá tánh chúng sanh nhiều. Mặt mày rất là đẹp, bởi vì mình tiếp nhận năng lượng của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Trung đạo không có muốn huynh đệ đi vào ấn thủ, ấn chú. Chúng ta chỉ đặt trọng tâm vào cái luồng năng lượng của đại bi thôi. Khi chúng ta tụng đại bi đúng mức thì mình sẽ tiếp nhận luồng năng lượng của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, lúc nào cũng gia hộ mình. Cho nên khi mà mình tiếp nhận năng lượng không ngừng nghỉ thì người của mình nó rất là mạnh mẽ, cho nên bệnh tật tiêu trừ. Nhờ bệnh tật tiêu trừ cho nên gương mặt mình rất là sáng đẹp. Đó là cái công năng lợi lạc của đại bi. Đầu tiên là giải trừ bệnh tật cho bản thân, bên cạnh đó giải trừ oan gia trái chủ, bên cạnh đó là giải trừ nghiệp chướng của chính bản thân. Cho nên nghiệp chướng tiêu trừ thì đạo hạnh mới phát khởi được. Khi đạo hạnh mình phát khởi như vậy thì trí tuệ mới rộng lớn sáng suốt được. Nhờ trí tuệ rộng lớn sáng suốt như vậy mình mới nhìn thấy được cái gì là nghiệp xấu, cái gì là nghiệp tốt. Cho nên chúng ta sống rất là hiền lành thiện lương, biết yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, biết biểu lộ tình thương yêu, thì thực sự lúc đó mình mới là người tụng đại bi. Khi tụng đại bi rồi, chúng ta phải ngồi lại ít nhất là 20 phút. Ở đây có ai làm chưa? Ít nhất nha. Có làm vậy chưa? Hay tụng xong rồi phủi đít cái rột đứng dậy hả? Có bao nhiêu người giơ tay lên? Quá ít. Tất cả đều phải làm như vậy hết thì mình mới tiếp nhận. Khi tụng đại bi là sao? Tụng đại bi là tâm sự với chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Tụng đại bi là mời chư thiên chư Phật chư Bồ Tát chứng giám cho mình tu học. Tụng đại bi là tâm sự với các ngài, mong các ngài ban bố ân điển chúng ta tiến hóa trong việc tu tập. Cho nên tụng xong hả, mời khách quý tới là phải ngồi lại ít nhất là 20 phút, hít sâu thở dài niệm Phật để tiếp những sự dạy dỗ trong âm thầm. Lúc đó mới thực sự là công phu hoàn mãn. Nếu tụng đại bi mà sách đích đứng dậy mỗi một ngày một lần, hai lần, ba lần, mười lần, một ngày, một năm, hai năm, mười năm, chúng ta mang cái tội bất kính, bất kính, đại bất kính. Tụng kinh đại bi là mời chư thiên chư Phật chư Bồ Tát chứng giám sự tu học rồi bỏ đi sau khi tụng là bất kính. Mời khách quý tới nhà mà không tiếp là bất kính. Nhiều năm như vậy chúng ta mang cái tội bất kính, chúng ta không học được gì hết. Cho nên để đạt được cái quyền năng đó, chúng ta tụng đại bi xong ngồi lại, hít một hơi dài niệm Phật, thở một hơi dài niệm Phật, mình sẽ được an lặng. Trong cơn yên lặng tuyệt đối này, chúng ta mới tiếp nhận sự dạy dỗ của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát, mà người thế gian gọi là tri kiến Phật đó. Trong sự yên lặng tuyệt đối, con người ta mới nhìn thấy được Phật tánh của chính mình. Và cũng trong cơn yên lặng tuyệt đối đó, con người mình tiếp nhận được quyền năng của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát. Lúc đó mới thật sự là công phu hoàn mãn. Còn nếu tụng xong bỏ đi mà không niệm Phật là chỉ có phân nửa thôi. Chẳng hạn niệm Phật mà không tụng đại bi chỉ có phân nửa mà thôi. Tụng đại bi đi giải trừ nghiệp chướng quan gia trí chủ bệnh tật thì niệm Phật mới được an lành hạnh phúc. Trung đạo hỏi huynh đệ nha, nếu mà đau bệnh như vậy niệm Phật có thấy được không? Ngồi đây mà đau, đau đầu gối, đau lưng, đau đầu, đau cổ, đau bụng, bệnh tật, niệm Phật có thấy an lạc không? Không. Không có đủ cơ hội và điều kiện để niệm Phật thì làm sao an lành hạnh phúc? Muốn niệm Phật được như ý, chúng ta phải tụng đại bi đi giải trừ bệnh tật quan gia trái chủ nghiệp chướng của mình trước đi, rồi niệm Phật mới được an lành. Đây là con đường đi ngắn gọn nhất. Mà huynh đệ không làm được á, đừng có hòng mà vãng sanh như ý. Tại sao? Đại đa số huynh đệ muốn niệm Phật để vãng sanh như ý, phải không? Có phải vậy không? Đúng không? Nói đi, đúng không? Đừng có hòng. Mơ đi cưng, mơ đi cưng. Niệm Phật mà quan gia trái chủ, những người xung quanh còn ghét mình, mà còn bệnh tật tùm lum mà đòi vãng sanh như ý. Cho chúng ta tụng đại bi đi giải trừ bệnh tật trước cái đã, cho thân tâm an lạc cái đã, cho trí tuệ sáng suốt thì niệm Phật mới được như ý. Tại sao? Tụng kinh xong niệm Phật để giữ cho thân tâm thanh tịnh. Thân niệm, tâm niệm. Khi thân tâm thật là thanh tịnh, thân niệm cùng tâm niệm thì lúa thân tâm hòa nhập là Phật. Nếu mà thân niệm mà tâm không niệm, hoặc là tâm niệm mà thân không niệm, thì thân tâm không thể nào hòa nhập, thì dứt khoát không thể nào thanh tịnh được. Cho nên nếu mà trí bất tịnh, tâm bất định, thân sinh bệnh, trí tịnh, tâm định, thân không bệnh, lúc đó niệm Phật mới được như ý. Rõ ràng như vậy.
Bây giờ Trung Đạo hướng dẫn cho huynh đệ tu làm sao để được niệm Phật, để được nhất tâm niệm Phật, để được vãng sanh như ý. Trước khi đó chúng ta phải hoàn tất cái nhân đạo cái đã. Tu nhân học Phật mà, đúng không? Nhân đạo còn luộm thuộm. Nhân đạo là gì? Là cái tình của mình dành cho huynh đệ chung quanh, cái bổn phận mình đối với ông bà cha mẹ anh em, bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng, bổn phận làm em, làm con trong nhà. Chưa hoàn tất thì đừng nói cái chuyện Phật. Tu nhân học Phật mà, nhân đạo chưa tròn mà nói chuyện Phật thì còn xa lắm, có phải vậy không? Còn kiếm đủ thứ chuyện xấu xa đây mà nói chuyện trên kia không mà mơ hồ. Còn tính toán nè, trong cái đầu còn đủ chuyện hết nè, mà đòi vãng sanh như ý, có phải vậy không? Thành ra nhân đạo tròn đi thì Phật đạo sẽ chờ đón chúng ta. Nhân đạo chưa tròn đừng có nói chuyện Phật, nói cái miệng cho vui vậy thôi. Còn khi còn tính toán âm mưu hãm hại những người xung quanh, tìm cách lợi dụng lừa đảo huynh đệ trong đạo tràng của mình, nói cái chuyện Phật thiệt là đúng là khẩu Phật tâm xà. Làm sao mà niệm Phật vãng sanh được? À, cái mặt mình á, nó hiện sao là do cái tâm mình như vậy, chứ gọi là tướng tự tâm sanh. Cái tâm mình không tốt lành là cái mặt nó hiện ra liền, cho dù mình nói hay cái nào, lâu lâu người ta rình, ta thấy cái mặt mình là rõ ràng là xảo trá rồi. Thì đâu niệm Phật sao vãng sanh như ý được? Có đúng vậy không? Cho nên cái miệng mình niệm Phật, cái lòng phải niệm Phật. Cái miệng niệm Phật, cái đầu phải nghĩ tới Phật. Cái miệng niệm Phật, cái tâm mình phải tưởng tới Phật. Lúc đó mới thực sự là niệm Phật. Còn niệm bằng cái miệng không thôi, giống như bỏ muối xuống biển thôi. Bây giờ hỏi lại, trả lời cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ để trả lời. Có quyết tâm niệm Phật để vãng sanh như ý hay không? Trung Đạo sẽ chia sẻ thêm. Có quyết tâm vậy không? Có quyết tâm không? Rồi phải lắng nghe cho kỹ. Con đường đi từ đây tới ngày hôm đó, ngày đó là cái ngày cận tử nghiệp đó, đơn giản lắm. Nếu từ đây tới ngày hôm đó mà sống không có yêu thương huynh đệ bá tánh chúng sanh, không đối xử với người ta đồng đẳng, không bỏ tình thương ra cho mọi người giống nhau, còn tính toán cân đo đong đếm, đừng có hồng vãng sanh như ý. Cho nên chúng ta thương yêu bá tánh chúng sanh bằng một tấm lòng duy nhất. Phải biết rằng là tất cả những người ngồi trước mặt mình đều là con cái của chư Phật. Mình phải yêu thương người ta giống như Phật yêu thương mình vậy đó. Thế mới sự gọi là yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Niệm Phật mà không có chữ đại từ đại bi bên cạnh là dứt khoát không vãng sanh như ý. Niệm Phật phải cộng lòng đại từ đại bi thì chắc chắn con đường đi trở về chư Phật rất là rõ ràng, không cần phải cầu xin khóc lóc năn nỉ. Bây giờ chúng ta tụng đại bi để chúng ta giải trừ bệnh tật quan gia, trái chủ nghiệp chướng, phát triển trí tuệ, cải lão hoàn đồng, rút ráo giải thoát. Sau đó niệm Phật cho miên mật. Ngày nào vậy hả? Rảnh là làm. Đi đứng nằm ngồi là đại bi, đi đứng nằm ngồi là niệm Phật. Rồi biểu lộ cái tánh thương yêu của mình dành cho huynh đệ bá tánh chúng sanh trong đạo tràng bên ngoài đường. Khi chúng ta có cặp mắt nhìn huynh đệ mình tất cả giống nhau, tất cả là con của Phật hết, lúc đó tình thương mới đồng đẳng được. Khi tình thương của mình dành cho trong gia đình mình với bên ngoài giống nhau không sai biệt, lúc đó là mình đang biểu lộ cái hạnh của Bồ Tát. Mà Bồ Tát hạnh tròn đủ còn nghĩa là nhân đạo tròn đủ. Hãy nhân đạo tròn đủ thì nhịp cầu giữa mình với Phật đã được nối liền. Nhân đạo, cái nhịp cầu này đã được nối liền giữa mình và Phật thì nhân đạo tròn, thì Phật đạo sẵn sàng mở cửa để chờ đón một người đã hoàn tất nhân đạo. Có nghĩa là người này đã biểu lộ được cái Bồ Tát hạnh đó. Nhân đạo chính là Bồ Tát hạnh đó, chứ không có khác biệt gì hết. Trong sách vở nó nói mù mờ, quý vị không hiểu nhân đạo là Bồ Tát. Người sống mà tròn đủ, đắc nhân tâm ở thế gian, vì đó chính là Bồ Tát tại thế. Mà sách vở nó gọi là Niết Bàn Hữu Dư đó. Nó nhiều chuyện, nói đại là Bồ Tát cho rồi, hiểu không? Còn biết cái này biết cái nọ, gọi trong sách vở là tiểu ngộ thôi. Chừng nào mà ngủm chết lên kia mới đại ngộ là trễ rồi. Từ ngữ thôi, đừng để ý tới nó. Để ý tới làm cách sống của mình, cách đối xử, hành xử, tiếp xử của mình như thế nào với vấn đề ba tánh chúng sanh. Đó mới là cái chuyện quan trọng trong việc tu học của mình. Nhân đạo còn luộm thuộm, còn tính toán, còn mưu toan, còn xảo trá, còn lừa gạt, còn phản bội, còn mưu mô tính toán đủ điều đủ chuyện của thế gian. Đừng có hồng mà tròn nhân đạo. Mà nhân đạo không có rồi, đừng nói chuyện Phật, mơ hồ. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Dễ không?
dễ ghê ha. Cho nên để việc niệm Phật mình, tụng kinh của mình nó có kết quả giá trị như mong muốn, chúng ta phải để ý những điều kiện cần thiết trong việc sống tu học nè. Đừng có nghĩ rằng là các vị cạo đầu như sư phụ, thầy với lại huynh đệ đó, cạo đầu máu mới là tu. Không phải, huynh đệ là tu sĩ, cho dù không thọ đại giới vẫn là một tu sĩ trong một khía cạnh nào đó. Chúng ta đều có khả năng tu giống nhau, nhưng chúng ta không biết cách tu để phát triển cái quyền năng đó thôi. Nên chúng ta phải cố gắng lấy những điều kiện cần thiết cho người tu học, là chẳng hạn như đầu tiên là phải biết ăn chay cái đã, để tập cái tánh từ bi hỷ xả dành cho chúng sanh trước. Nếu không ăn chay thì dứt khoát cái hạnh từ bi không biểu lộ được. Biểu lộ ngay cái chỗ mà mình không ăn chúng sanh đó, là đã từ bi rồi. Huynh đệ mà còn tu tụng, còn niệm Phật mà muốn cho nghiệp thật là nhẹ, trí tuệ sáng suốt, việc đầu tiên phải biết từ bỏ ăn thịt chúng sanh. Khi vị còn cầm một miếng thịt nhai ngấu nghiến và thưởng thức cái miếng thịt này, nó ngon nó dở, còn chứng tỏ rằng là tâm mình, lòng mình vẫn còn ác niệm đầy dẫy, cho nên đừng có hòng mà mơ vãng sanh như ý. Cho nên cận tử nghiệp, lúc mà vay mượn chúng sanh nhiều quá, trước khi chết nằm dẫy đạch đạch, rên rỉ, khóc lóc, la hét, chứng tỏ rằng là quan gia trái chủ còn bu đeo, còn đòi, còn kiếm cách trả thù, cho nên mình mới rên rỉ la hét như vậy. Bởi vì mình vay mượn họ quá nhiều, có rõ không? Cho đến khi mà mình niệm Phật 20 năm sau mà nằm rên rỉ như vậy, chứng tỏ là công năng niệm Phật mình chẳng có kết quả gì cả. Mới nhờ huynh đệ tới đứng một đống hộ niệm, thiệt là xấu hổ. Niệm Phật 20 năm sau mà nằm rên rỉ la hét là chứng tỏ mình không có công năng gì cả, mà tội lỗi vẫn còn đầy, cho nên mới la hét đó. Còn mà người niệm Phật ăn sạch thiệt sạch, ăn không chúng sanh, 20 năm sau trước ngày mà cận tử nghiệp như vậy nữa, người ta biết được mấy giờ đi, mấy giờ trút hơi thở cuối cùng, huệ căn huệ lực, định căn định lực đầy đủ, biết giờ giấc mình ra đi, mỉm cười rồi đi, người đó mới thực sự là tịch, đúng nghĩa gọi là vãng sanh như ý muốn. Còn mình nằm mình dãy đạch 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 một hồi mới ngủm trong đau đớn, nó gọi là ngủm đó, chứ đừng có nói là tịch, hiểu không? Chết trong đau khổ đừng có hồng vãng sanh. Thì nào chết trong an lạc hạnh phúc mỉm cười á, đâu có hy vọng được vãng thôi. Còn mà dãy đạch đạch á, siêu còn chưa được cái nói vãng. Bây giờ rõ cái chuyện siêu với vãng chưa? Thật ra sống làm sao để được siêu đã hay rồi, còn vãng là quá tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải biết biểu lộ cái nhân đạo của mình dành cho gia đình, dành cho anh em huynh đệ chung quanh, dành cho đạo tràng, dành cho các thầy các cô, dành cho mọi người chung quanh, mà mình yêu thương mọi người đồng đẳng, lúc đó mình mới tròn nhân đạo được. Hãy nhân đạo tròn thì Phật đạo mở cửa chờ đón mình, cái ngày vãng sanh đã rõ ràng rồi, đâu cần phải ngồi đó mà rỉ mỏ rồi rên la, có rõ không? Bây giờ biết cách nào để đừng cho nằm nó dãy đạch đạch rồi rên rồi la rồi chết không? Đừng bao giờ vướng vào cảnh đó. Nếu đã niệm Phật rồi thì cố gắng đừng bao giờ vướng vào cái cảnh cận tử nghiệp khóc lóc rên rỉ van xin, nhớ chưa? Thật là xấu hổ với mấy ổng niệm 20 năm sau vẫn còn rên rỉ, rõ chưa? A Di Đà Phật. Cho nên để mà niệm Phật vãng sanh thì nghĩ chúng ta phải cố gắng tụng kinh để giải trừ nghiệp chướng quan gia, để tụng kinh để không tật bệnh, thì niệm Phật mới an lành hạnh phúc. Muốn sống trong cõi tịnh độ hiện tiền trước con mắt mình, mình phải biết niệm Phật làm sao cho được an lạc hạnh phúc tuyệt đối. Có nghĩa là giờ giây phút nào cũng an lạc hạnh phúc, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng an lành, lúc nào cũng hoan hỷ. Đó là tịnh độ hiện tiền đó. Ở cõi tịnh độ hiện tiền này mà không thực hiện được thì làm sao có cái cõi tịnh độ bên cạnh? Ngay giờ phút này không được hạnh phúc an lạc thì làm sao lúc chết được an lạc hạnh phúc? Có phải vậy không? Rõ không? Rõ như vậy luôn mà. Để việc tu học chúng ta có kết quả như mong muốn, chúng ta phải tập. Phải tập. Tu học xong rồi tu tập. Tu tập phải tu sửa. Sửa cái gì không tốt lành, sửa tánh hư tật xấu. Bắt đầu tu hành, hành những gì đã học hỏi được. Có phải vậy không? Hành làm sao? Đừng hành bản thân mình cho bệnh tật, hành cho huynh đệ trong nhà đau khổ, hành bà con lối xóm khó chịu. Mình nghĩ mình tu mình giỏi, gặp ai cũng bắt bẻ, đó là hành đó. Hở chút xíu nói lỗi người ta, nói lỗi người ta. Người tu mà nói lỗi người khác hoài, người đó bệnh rồi đó. Người tu mà thấy mình đúng mà mọi người sai, người này đã bệnh, người này đậu quả nhập ma rồi. Rõ chưa? Một người tu tụng kinh niệm Phật là không thấy lỗi huynh đệ mình, thấy ai cũng dễ thương hết, người này là đã biểu lộ chánh pháp.
Người tu mà bắt lỗi huynh đệ mình hoài, thấy đứa nào cũng sai, thấy nào cũng trật, kiếm chuyện hoài, người này đã bị tẩu hỏa nhập ma, gọi là tà pháp. Đồng ý là niệm một câu Phật giống nhau, nhưng mà mình lòng đại từ đại bi càng ngày càng lớn mạnh, thì chứng tỏ mình đã vào chánh pháp. Còn niệm một câu Phật như vậy mà càng ngày mình thấy hơn người ta, coi thường huynh đệ bá tánh chúng sanh, sỉ vả chửi mắng phê bình chỉ trích hoài, biết rằng là cái người này đi vào tà pháp đó. Nhớ chưa? Tụng kinh gì không cần biết, niệm Phật gì không cần biết, mỗi một ngày mình yêu thương bá tánh càng nhiều càng nhiều càng nhiều, thì biết rằng mình đang đi vào chánh pháp, đang biểu lộ Phật pháp. Còn mình tụng kinh gì, niệm Phật gì, nói pháp gì không cần biết, một ngày càng lúc càng khó chịu, càng khó ưa, càng tự cao tự đại, càng hãnh diện việc làm của mình, quên quan tự đắc, phải biết rằng người này đang lọt vào ma đạo. Nhớ chưa? Bây giờ muốn vào chánh pháp hay vào ma đạo, nói nghe coi. Phải làm sao? Phải yêu thương mọi người, phải biết giúp đỡ huynh đệ bá tánh chúng sanh, phải biết làm việc thiện, phải biết cầu đạo cao, phải biết giúp đỡ huynh đệ khi cần thiết, đó mới thực sự là một Phật tử thuận thành chân chính. Nhớ chưa? Thầy nói có nhanh quá không? Nghe rõ không? Dễ hiểu không? A Di Đà Phật. Dạ. Bây giờ có thấy đường tu của mình rõ chưa? Thấy đường tu rõ chưa? Rồi bây giờ đi sâu chút xíu, hơi từ ngữ một chút. Tụng kinh niệm Phật, mục đích chính chúng ta giúp cho tam nghiệp của mình được an lành thanh tịnh. Tụng kinh niệm Phật để giải trừ bệnh tật, quan gia trái chủ, nghiệp chướng tiêu trừ, đúng không? Là đang giúp cho tam nghiệp là ý, khẩu, thân. Người Tàu gọi là thân, khẩu, ý. Người Việt Nam đọc ngược là ý, khẩu, thân. Ý mà không thanh tịnh thì khẩu thân sẽ không thanh tịnh. Ý mà thanh tịnh thì khẩu thân sẽ thanh tịnh. Cho nên việc đầu tiên chúng ta tụng kinh niệm Phật để giữ cho cái ý thanh tịnh. Ý gọi là tâm viên ý mã, ý như con ngựa vậy đó. Một phút nó nhảy 1000 lần, nó nghĩ bậy 1000 lần. Một phút thôi nó nhảy bậy 1000 lần. Cho nên mình niệm Phật tụng kinh để giữ gìn cho cái ý này không nhảy lung tung. Mà trong ý mình chỉ có niệm Phật tụng kinh không thôi, thì chắc chắn khẩu thân mình sẽ được an tịnh theo cái ý. Người tụng kinh niệm Phật mà ý không thanh tịnh thì chắc chắn khẩu thân sẽ tạo tác nghiệp quả. Ý nghĩ bậy thì thân sẽ làm bậy và khẩu sẽ nói bậy, thì chắc chắn tam nghiệp sẽ làm bậy. Tam nghiệp này không thanh tịnh thì chắc chắn sẽ tạo tác nghiệp quả. Cho nên tụng kinh niệm Phật để giúp cho tam nghiệp được thanh tịnh. Nhờ vậy cho nên chúng ta bớt tạo tác nghiệp quả. Rõ chưa? Dễ không? Dễ ha. Rất là dễ. Trong tam nghiệp này, tức là ý, khẩu, thân, quan trọng nhất là cái thằng ý này nó phải được an lành hạnh phúc trước, thì khẩu thân sẽ được an lành. Thằng ý không an lành, khẩu thân sẽ tạo tác nghiệp ác. Cho nên chúng ta tụng kinh niệm Phật để giúp cho cái ý của mình thật là thanh tịnh, thì tam nghiệp chắc chắn sẽ không khởi, không tạo tác nghiệp ác. Trong tam nghiệp có 10 điều ác. Nếu mà tam nghiệp không khởi 10 điều ác này, chúng ta hoàn tất 10 điều thiện. Có đúng vậy không? Mà 10 điều thiện này đã thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, từng hơi thở ra vào, cũng còn có nghĩa là huynh đệ Phật tử đang giữ gìn ngũ giới đó. Đúng vậy chưa? Thấy chưa? Tam nghiệp nó có 10 điều ác mà. Ý nó có 3 điều ác, khẩu 4 điều ác, thân có 3 điều ác. Nếu chúng ta không thực thi những điều ác này, thì chứng tỏ là chúng ta không đang thực hiện 10 điều thiện. Khi chúng ta thực hiện 10 điều thiện trong từng hơi thở ra vào, cũng còn có nghĩa chúng ta đang giữ gìn cho ngũ giới, đó là sát, dâm, đạo, vọng, tưởng. Khi mà giữ gìn ngũ giới tuyệt đối thanh tịnh rồi, thì ý, khẩu, thân đại thanh tịnh. Ý khẩu thân đã đại thanh tịnh rồi, chắc chắn lục căn sẽ đại thanh tịnh. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà lục căn đại thanh tịnh rồi thì chắc chắn niệm Phật sẽ nhất tâm. Mà niệm Phật nhất tâm rồi chắc chắn vãng sanh sẽ được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Có phải vậy không? Rõ chưa? Bây giờ chúng ta việc đầu tiên là giữ cho ý khẩu thân được thanh tịnh bằng cách là giữ gìn chánh niệm. Chánh niệm là nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất. Luôn luôn lắng nghe tiếng niệm của bản thân mình, lúc đó mới thực sự là chánh niệm. Trong chánh niệm, tà niệm, ác niệm, vọng niệm, tạp niệm không có cơ hội khởi dấy lên. Cho nên
ý khẩu thân luôn luôn được thanh tịnh là vậy. Nhờ tám nghiệp thanh tịnh cho nên lục căn mới được thanh tịnh. Nhờ lục căn thanh tịnh cho nên niệm Phật mới nhất tâm. Nhờ niệm Phật nhất tâm trong 7 ngày, lúc đó vãng sanh mới được như ý đó. Nam mô A Di Đà Phật. Có phải vậy không thầy? Hả? A Di Đà Phật. Chúng ta phải có con đường đi rõ rệt, phải có mục đích. Niệm Phật để làm gì? Không phải để ngủm rồi an lành ngủm, không phải vậy. Niệm Phật để thân tâm được an lạc, sống tròn bổn phận đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em trong nhà, đối với vấn đề ba tánh chúng sanh. Niệm Phật để biểu lộ cái nhân đạo của mình cho thật tròn đầy. Niệm Phật để biểu lộ cái Bồ Tát hạnh mình cho ba tánh chúng sanh, nó mới thật sự là niệm Phật. Còn niệm Phật bằng cái miệng không á, về nhà ca vọng cổ cho nó đã, nhớ không? Niệm Phật bằng cái miệng, niệm Phật bằng tấm lòng, niệm Phật bằng con tim, niệm Phật bằng trí tuệ, niệm Phật bằng cả thân ý của mình luôn trong đó, mới thật sự là đúng nghĩa niệm Phật. Mới giải trừ được bệnh tật, giải trừ được quan gia trái chủ, giải trừ được nghiệp chướng. Còn nếu niệm Phật bằng cái miệng không á, đừng niệm, mất công lắm. Mới niệm xong cả ngày hôm nay ra cổng cái nói bậy cái bị chửi rồi. Chửi đã rồi mới nhớ chết cha, hôm nay mình niệm Phật một ngày, mới hầm người ta nói hôm nay mà ta không tu tao ăn thịt mày luôn á. Có phải vậy không? Nhớ không? Niệm Phật đừng ngồi bầm 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 miếng thịt mà niệm Phật, nhớ không? Tội lỗi sẽ tràn đầy. Cắt cổ con cá, đập đập con cá dẹp lép rồi mà niệm Phật, nghiệp chướng tràn đầy. Cho nên để trợ duyên cho việc tu học của mình, cố gắng ăn sạch đi, cố gắng nghĩ sạch, cố gắng nói sạch, cố gắng làm sạch, thì nghiệp sẽ sạch. Cho nên chúng ta phải cố gắng nghĩ thiện, cố gắng ăn thiện, cố gắng làm thiện, cố gắng nói thiện, thì nghiệp sẽ thiện. Bởi luật quả báo của vũ trụ không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai, không bao giờ bỏ qua cho dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Hả? Vừa nghĩ bậy là đã ghi sổ rồi, vừa nói bậy ghi sổ, vừa làm bậy là ghi sổ, không bỏ qua chút xíu nào hết. Trên đời sống chúng ta, đời sống những người tu học chúng ta đều phải chịu sự quản lý của luật nhân quả bất di bất dịch của thiên đình. Bất kể một cái điều gì chúng ta nghĩ nói làm ra đều bị ghi sổ hết. Hả? Hiểu luật rồi thì những việc làm lợi lạc cho bá tánh sanh thì làm, nghĩ lợi lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ, nói lợi lạc cho bá tánh sanh thì nói, ăn lợi lạc chúng ta ăn, không hại bá tánh sanh thì ăn. Như vậy luật quả báo sẽ để chúng ta có những cái nghiệp tốt, nó gọi là quả báo tốt. Bây giờ muốn quả báo ác hay quả báo thiện, tự mình quyết định. Ác hay thiện? Nói chắc không? Chắc thì học làm sao cho đúng để biểu lộ những điều thiện đi, thì chắc chắn việc trở về sẽ là thiện, nhớ không? Bởi vì luật quả báo cân đo đong đếm đủ hết rồi, chúng ta không cần phải đắn đo suy nghĩ nữa. Những gì thiện cứ làm, thiện cứ ăn, thiện cứ nói, thiện cứ nghĩ. Những gì sạch cứ làm, sạch cứ ăn, sạch cứ nói, sạch cứ nghĩ. Những gì hiền cứ làm, hiền cứ ăn, hiền cứ nói, hiền cứ nghĩ, thì chắc chắn quả báo sẽ sạch, sẽ hiền, sẽ thiện, nhớ chưa? Người Phật tử thuần thành chính kính phải thực thi những điều này thì chắc chắn việc tu học chúng ta mới có kết quả giá trị mong muốn được. Nam mô A Di Đà Phật. Sự chia sẻ của Trung Đạo có dễ hiểu không? Có làm được không? Chắc không? A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của huynh đệ. Đã hứa rồi phải làm đó, đừng hứa cái miệng suông nha. Nói là phải làm, cẩn thận à. Ừ. A Di Đà Phật, chúc mừng con nha. A Di Đà Phật. Cô này rất là dễ thương, thầy không bao giờ quên được cô á. Vậy đó là từ ở Sài Gòn xuống đây nè gặp thầy nè. Dạ. Thanh Ngọc phải không? Thanh Ngọc là người rất là thật thà, gốc người Hoa phải không? Dạ. Ờ. Cô này rất là thật thà. Lần đầu tiên gặp thầy ở Tịnh Xá Ngọc Quang rất là dễ thương. Thầy giảng xong á, không nhắc hả? Không cho nhắc hả? Không sao đâu, nghe cho huynh đệ cởi là mở tấm lòng ra. Dễ thương mà thật thà, vô cùng thật thà. Cầm cái microphone nè, lại gần thầy nói: thưa thầy, con nói nhỏ thầy nghe, con làm nghề thiến heo. Nhưng mà cầm cái này nói nhỏ nữa chứ, nó lạ vậy đó. Thầy mới nói: wow, trời ơi, con làm nghề đứng gần thầy nói thầy nổi da gà quá à, con đứng xa xa một chút. Dễ thương lắm thầy, cho nên thầy không có quên cô này được, rất là chân thật.
mà thay đổi nhiều lắm. Từ ngày mà thầy giảng Ngọc Quang lần đầu tiên tới giờ có thay đổi rất là nhiều. A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Cuộc chuyện tu học có tiến quá rất là mau. Chúng ta chia sẻ những chứng nghiệm tu tập, mục đích chính là chúng ta giúp đỡ nhau để tiến hóa trên con đường tu tập, tiến hóa trên con đường trở về với chư Phật, chư Tổ. Mục đích chúng ta là trở về với các ngài. Cho nên trên con đường trở về từ ngày hôm nay đến ngày đó, chúng ta phải sống làm sao cho tròn đủ bổn phận của một người đối với một người, của một người đối với huynh đệ đạo tràng, của một người đối với gia đình. Sống tròn nhân đạo đi thì Phật đạo sẵn sàng cho mở cửa cho huynh đệ đó. Bởi vì cái câu tu nhân học Phật không bao giờ sai trật. Nếu nhân đạo không tròn thì chắc chắn Phật đạo sẽ không mở cửa. Nhân đạo đã tròn thì chắc chắn Phật đạo sẽ mở cửa cho chúng ta. Trung đạo cầu xin chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho huynh đệ học đạo tinh tấn, trí tuệ sáng suốt, Bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha thì giác hạnh sẽ viên mãn. Dễ hiểu không? Bây giờ biết làm thế nào để giữ tam nghiệp không tạo tác không? Giữ chánh niệm, niệm Phật không ngừng nghỉ, nghiệp ác không khởi, nghiệp thiện không mất, luôn luôn lắng nghe tiếng niệm của mình. Bên cạnh đó Trung đạo sẽ đi sâu vấn đề mà giữ cho lục căn thanh tịnh để giúp cho huynh đệ có những cái trợ duyên lớn. Khi mình hiểu sâu sắc rồi thì việc tu tập của mình nó rất là kết quả. Đã dặn rồi đừng nghe điện thoại mà cũng mở điện thoại mà nghe. Nãy giờ mới tắt á hả? Cái gì là Phật. Đi vào đây tu học một ngày, cố gắng đừng có đem thế gian pháp vào đây, để ở nhà đi. Như vậy mới học Phật pháp được. Còn mà đeo cái đó trong mình rồi thì dắt dứt học khó lắm, còn nghĩ tưởng lung tung. Nên cố gắng để cái cục nợ đó ở nhà. Biết cục nợ đó không? Cục nợ thế gian đó, nó reo réo hoài. Lâu lâu nó réo lên, nó làm cho mình không thanh tịnh. Ý không thanh tịnh thì chắc chắn cái miệng nó giật 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 nói bậy. Hả? Cái miệng giật giật nói bậy là cái thân giật giật làm bậy. Cho nên tam nghiệp tạo tác, nghiệp xấu. Bây giờ để giữ gìn cho tam nghiệp thanh tịnh, sau khi giữ giúp đỡ cho ý niệm của mình thanh tịnh thì khẩu nghiệp sẽ thanh tịnh. Bây giờ chúng ta đi qua lục căn thanh tịnh. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là lục căn mà trong sách vở lục căn nó gọi là việc người, nếu mà mình không có đọc chữ nhiều mình không hiểu cho lục căn ha. Thì bây giờ mình nói là đại tiếng Việt Nam mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là lục căn. Ý tam nghiệp đã thanh tịnh rồi, bây giờ chúng ta tập giúp đỡ cho lục căn mình thanh tịnh. Mình phải tập nha. Tập cách nhìn. Nhìn ai cũng thấy dễ thương hết. Nhìn ai cũng dễ chịu. Tuyệt đối không được có gai. Nhìn ta đừng có gai con mắt. Nếu mình còn nhìn thấy mà gai con mắt, còn nghĩa là cái tôi phàm phu tục tử mình vẫn còn sống trong cái nhà của Phật. Đây là căn nhà này. Căn nhà này có hai vị. Một là Phật mà thế gian gọi là Phật tánh. Hai là tôi. Là tôi đó, cái ngã của mình đó, biết không? Kẻ thù lớn nhất của đời người là gì? Chính bản thân mình mà thế gian gọi là cái ngã đó. Sách vở gọi là ngã đó. Việt Nam gọi là cái tôi của mình đó. Cái tôi đó nhớ không? Miền Nam mình là tôi nè. Còn miền Bắc là tôi. Còn người Nam mà lũ đạn gọi là tao nè. Nói chung là vậy. Thành ra, nếu mà cái tao của mình nó lớn quá thì chắc chắn ông Phật mình rất là sợ cái tao của mình. Giờ trung đạo dùng chữ miền Nam luôn, tao. Thì cái tao phàm phu của mình là nó thích thế gian pháp lắm, nó thích trần gian pháp, thích chơi cờ bạc, chơi đá độ, chơi đá gà độ, uống rượu, đánh đề, đánh tứ sắc, rồi cái gì mà có dính líu tới cờ bạc, ăn chơi là mê lắm. Đó là cái tôi phàm phu tục tử mà nó thích như vậy. Nếu mà mình để cái tôi mình nó thích quá nhiều năm tháng rồi thì cái tôi này sẽ chiếm hẳn cái nhà này luôn. Thì ông Phật của mình sẽ không có chỗ ngự trị. Có phải vậy không? Có đúng vậy không? Cho nên cái người tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật như thế nào đó để cái tôi phàm phu tục tử mình đừng có mê trần gian pháp nữa. Trần gian pháp là những cái vui thích của thế gian đó, bên ngoài xã hội đó. Mà cái tôi này mà ít mê chừng nào thì ông Phật mình sáng tỏ chừng đó. Mà cái tôi mình nó càng mê trần thế gian pháp nhiều quá đó thì cái ông Phật mình cũng càng lu mờ.
Bây giờ quý vị là người tu niệm Phật tụng kinh, muốn ông Phật mình lu mờ hay sáng tỏ, tự quyết định. Sáng hay mờ? Vậy là có nghĩa là mình không muốn cái tôi mình to, đúng không? Vì không muốn cái tôi to cho nên chúng ta cố gắng giữ gìn chánh niệm, để cho cái tôi mình đã đừng ngồi dậy, đừng có lộn xộn. Lúc đó ông Phật mình mới có cơ hội sống còn. Bây giờ muốn làm thủ phạm giết chết Phật tánh hay là giết chết thằng tôi? Nói đi. Giết cái thằng tôi đi, đúng không? Cho nên tôi càng lớn, Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ, Phật sẽ biến luôn. Tôi là tội lỗi gốc nguồn, vì tôi si dại nên luôn hận thù. Tôi tham lam quá quên tu, trí tôi mê muội nên mù tâm linh. Tôi đó, tôi ghê chưa? Thấy tôi chưa? Bây giờ để giết cái tôi phàm phu đó, cho nên mình phải chiến thắng cái tôi. Kẻ thù lớn nhất của con người là chính bản thân mình, cho nên chiến công oanh liệt nhất của con người là chiến thắng được bản thân mình. Thấy chưa? Mình chiến thắng được bản thân mình rồi, còn có nghĩa là ông Phật mình đã có chỗ ở, có chỗ ngự trị. Bây giờ chúng ta giúp cho cái vị Phật trong người của mình sống lại với mình, để cùng tiến hóa với mình. Bây giờ chúng ta có phương pháp nào đó để giữ gìn lục căn thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tập nha. Bây giờ nãy giờ là mình học rồi, bây giờ mình tập. Tập cái gì? Tập những đức tánh tốt lành để đuổi xua những đức tánh, những cái tánh không tốt lành. Tập những điều thật là tốt đẹp để đuổi xua những cái không tốt đẹp. Bây giờ đầu tiên chúng ta giúp cho cái con mắt mình trong sạch, tức là nhãn căn trong sạch. Chúng ta tập nhìn, nhìn yêu thương mọi người như chính mình, nhìn thấy Phật tánh trên gương mặt của mọi người. Tập nhìn, nhìn thấy Phật tánh trên từng hình thể một. Tập mỗi ngày một chút. Nhờ nhìn thấy Phật tánh trên gương mặt của mọi người trong từng hình thể, cho nên chúng ta mới biết khiêm nhường và kính trọng. Bởi trước mặt mình đều là Phật. Bởi vì mình ý thức trước mặt mình là vị Phật sống, cho nên mình biểu lộ được cái tánh khiêm nhường kính trọng. Nhờ khiêm nhường kính trọng tuyệt đối như vậy, cho nên mình mới sống lòng rộng lượng bao dung. Nhờ biết rộng lượng bao dung như vậy, chúng ta mới biết yêu thương, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Nhờ biết Phật tánh ngự trị trong từng cá nhân một, cho nên chúng ta mới sanh cái lòng khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, yêu thương, từ bi, bác ái. Lúc đó nhãn căn mới thanh tịnh được. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Nhờ thấy huynh đệ mình là Phật sẽ thành, cho nên mình mới khiêm nhường kính trọng. Nhờ khiêm nhường kính trọng như vậy, mình mới có đạo đức trong cuộc sống của thế gian. Lúc đó mới không có tạo tác ác nghiệp. Bởi vì khiêm nhường kính trọng tuyệt đối, không tạo tác ác nghiệp được. Làm cái gì cũng sợ lỗi hết. Lúc đó con mắt mình mới thanh tịnh. Đúng không? Nhờ đại thanh tịnh như vậy, mình mới nhìn Phật tánh được huynh đệ chung quanh. Lúc đó con mắt mình sẽ thấy Phật tánh của tất cả mọi người. Là việc con mắt. Bây giờ cái lỗ tai của mình thường nghe bậy nhiều năm tháng, nhiều đời, nhiều kiếp quá. Cho nên hãy nghe bậy là sanh phiền não. Bây giờ đừng lắng nghe bậy nữa. Cố gắng lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Nghe tụng kinh của mình, nghe tiếng mõ, tiếng chuông. Lắng động tâm tư để nghe được những điều tốt lành. Không nghe bậy nữa. Thì cái lỗ tai mình là nhĩ căn đó. Lỗ tai là nhĩ căn sẽ được thanh tịnh. Mình niệm Phật một thời gian dài, lắng nghe tiếng niệm Phật của mình rồi, dần dần mình thanh tịnh rồi, mình sẽ nghe được mười phương chư Phật cùng niệm với mình. Lúc đó nhĩ căn mới đại thanh tịnh được. Cũng có nghĩa là lỗ tai mình nghe được Phật âm đó. Rõ không? Ở đây ai niệm Phật, nghe tiếng niệm Phật của mười phương giơ lên coi. A-di-đà Phật. Phải không bà? Chúc mừng bà nha. A-di-đà Phật. Chúc mừng, chúc mừng. Khi lỗ tai nghe được tiếng niệm Phật của mười phương chư Phật và của chính mình, khởi ý lên nghe niệm, là còn có nghĩa là nhĩ căn đã được đại thanh tịnh. Còn có nghĩa là lỗ tai mình đã nghe được Phật âm. Bây giờ nhĩ căn nó nhìn, nhĩ con mắt, nhãn căn nó nhìn được Phật tánh đúng không? Nhĩ căn nó nghe được Phật âm đúng không? Bây giờ tới cái lỗ mũi của mình nè. Lỗ mũi của mình nghe được mùi hương thơm của bản thân mình. Trong thời gian mình ăn chay tụng kinh thiệt nhiều, ăn chay tụng kinh không ngừng nghỉ, thì cái người mình sẽ trong sạch. Mình không vay mượn chúng sanh thì cơ thể mình tiết ra cái mùi không có nặng trược, không có hôi. Mà mỗi một ngày như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều tháng như vậy, người sẽ phát ra một mùi hương tự nhiên, nó gọi là Phật hương.
Bên cạnh đó khi mình ngồi xuống tụng kinh niệm Phật, cái thân thể mình phát ra mùi thơm, bên cạnh đó chư thiên chư Phật Bồ Tát đứng bên cạnh, mình sẽ nghe được mùi hương thơm đó. Ở đây nghe được hương thơm đó, giơ tay lên coi. Ngọc Hiếu, Ngọc Vân, đâu rồi? Ồ, tôi nói tới chưa vậy? Khi mình nghe được mùi hương chung quanh của mình, còn nghĩa là mũi mình ngửi được Phật hương đó. Thấy chưa? Bây giờ con mắt thấy Phật tánh, lỗ tai nghe Phật âm, lỗ mũi ngửi Phật hương. Thấy chưa? Bây giờ là tam căn đã thanh tịnh rồi. Có trái nào bự hơn chút nữa không? A-di-đà-phật, A-di-đà, tấm lòng vậy là bự lắm rồi. A-di-đà-phật cảm niệm công đức. Bây giờ nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn đã thanh tịnh, đó là mình nghe, mình thấy được Phật tánh, tai nghe được Phật âm, mũi được Phật hương. Bây giờ là điều quan trọng nhất bên cạnh là cái lưỡi. Cái lưỡi của mình á, người đàn bà chết 3 ngày sau lưỡi sẽ đầy dòi. Dòi không à? Dạ, nói bậy chứ nói nhiều gì. Ai nói nhiều à? Người đàn bà nói bậy nhiều quá, nói vớ vẩn, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện ít nói nhiều, chuyện nhiều nói ít, nói không thật thà, nói lưỡi hai đầu, nói vu khống, nói đủ thứ chuyện, cho nên chết 3 ngày sau lưỡi đầy dòi. Gớm chưa? Rồi chưa kể, người đàn ông con mắt không sạch sẽ, 3 ngày sau mắt có dòi. Đừng tưởng đàn ông không có tội đâu, cũng đầy rẫy với đàn bà thôi. Cho nên chúng ta niệm Phật tụng kinh mục đích chính để làm cho nhãn căn trong sạch, nhĩ căn trong sạch, tỵ căn trong sạch. Bây giờ thấy cái lưỡi của mình nè, ăn chay niệm Phật tụng kinh. Ngày xưa không biết niệm Phật tụng kinh cho nên ăn tầm bậy tầm bạ vớ vẩn, nói tầm bậy tầm bạ vớ vẩn để tạo nghiệp ác. Ăn chúng sanh để tạo ác nghiệp, nói tầm bậy để tạo ác nghiệp. Cho nên cái miệng không thanh tịnh nó gọi là ác khẩu. Mà ác khẩu hay nói ra là chuyện xui xảy ra, nó càng ác hơn nữa. Mà nói ra thì cái miệng hôi, nước miếng hôi thối. Cho nên người tụng kinh niệm Phật phải ăn sạch, nói sạch một thời gian dài, tụng kinh niệm Phật dài, thì cái miệng mình từ phàm khẩu, ác khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu. Trên 10 năm sau tụng kinh niệm Phật và ăn sạch nhiều nhiều năm, nói những lời lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, giúp đỡ huynh đệ bá tánh, cái miệng mình sẽ trở thành Phật khẩu. Thấy rõ ghê chưa? Thấy lợi lạc chưa? Chưa đâu. Bây giờ cái miệng này đã trở thành Phật khẩu rồi, nước miếng mình sẽ ngọt và thơm, nó gọi là cam lộ đề hồ. Lúc này đây mới thực sự là cái miệng trong sạch. Cho nên chết 3 ngày sau cái miệng không có dòi là thế đó. Thấy chưa? Bây giờ cái miệng muốn có dòi 3 ngày sau hay là không? Nói đi. Muốn có dòi hay không có dòi? Phải ăn nói cho sạch. Nhớ chưa? Cái ác khẩu trở thành thần khẩu, thánh khẩu trở thành Phật khẩu. Lúc đó mới thực sự là đại thanh tịnh. Thì nước miếng sẽ ngọt và thơm, gọi là cam lộ đề hồ, lưỡi sẽ nếm được Phật vị. Thấy chưa? Bây giờ cái liễm nó Phật vị rồi thì cái miệng trở thành Phật khẩu. Cho nên nói ra lợi lạc cho bá tánh chúng sanh là thế. Bây giờ tới cái thân của mình đây. Cái thân nó từng làm bậy tạo tác nghiệp ác, sát sanh trộm cướp, dâm dục. Bây giờ chúng ta ngồi yên tĩnh xuống tụng kinh niệm Phật, ăn cho sạch, nghĩ cho sạch, nói cho sạch, thân an tịnh, luôn luôn niệm Phật tụng kinh, lắng nghe niệm Phật tụng kinh mình, giúp cho đỡ cái thân của mình được an tịnh tuyệt đối, thì thân này sẽ nhập vào Phật cảnh, sẽ được chư thiên chư Phật chư Bồ Tát dạy dỗ miên mật. Lúc đó chúng ta tiếp nhận tri kiến Phật trong âm thầm và sống trong Phật cảnh thường xuyên, thì lúc đó thân này sẽ nhập vào Phật cảnh. Lúc đó cái ý, cái căn cuối cùng là ý căn. Khi mà nhãn đã nhìn thấy Phật tánh, tai đã nghe Phật âm, mũi ngửi Phật hương, lưỡi nếm Phật vị, thân đã nhập Phật cảnh rồi, thì chắc chắn ý này sẽ nhập vào Phật pháp. Ghê chưa? Lúc đó lục căn sẽ đại thanh tịnh. Lục căn đại thanh tịnh thì niệm Phật chắc chắn sẽ nhất tâm bất loạn. Hãy niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chắc chắn sẽ nhập vào cực lạc quốc. Lúc đó gọi là vãng sanh viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ có biết lục căn thanh tịnh chưa? Lục căn thanh tịnh sẽ được cái gì? Lục căn thanh tịnh chắc chắn sẽ vãng sanh như ý. Cho nên mắt mình luôn luôn nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ của mình, tai mình luôn luôn nghe được Phật âm, mũi luôn luôn ngửi được Phật hương, lưỡi luôn luôn nếm được Phật vị, thân luôn luôn nhập vào Phật cảnh, ý luôn luôn tưởng đến Phật pháp. Lúc đó lục căn mới đại thanh tịnh, thì cái chuyện vãng sanh đã có sẵn, không cần phải mơ cầu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ quá ha, rõ phải không thầy? Cái chuyện giống như là dễ như bằng trở bàn tay vậy nè, nhìn thấy rồi đó, có phải không? Bây giờ rõ con đường đi chưa? Bây giờ phải biết sống thế nào để được vãng sanh như ý chưa? Còn mơ hồ nữa không? A Di Đà Phật, chúc may mắn, chúc may mắn. Cung hỷ, cung hỷ. Nếu huynh đệ làm những điều mà Trung Đạo vừa chia sẻ thì chắc chắn huynh đệ sẽ có lợi lạc rất là lớn, không những cho mình, cho người bên cạnh, cho cái đạo tràng của Bủ Liên cây bàn này, đồng thời cho gia đình. Khi chúng ta tu tụng đúng mức, đạo tâm đã phát triển rộng lớn thì chắc chắn gia đình trong nhà mình, anh em mình, ba mẹ mình chắc chắn sẽ hưởng được cái lợi lạc đó. Rồi mình giúp đỡ những người xung quanh phát triển giống mình, nó gọi là giác tha. Khi chúng ta làm việc cho bá tánh chúng sanh xung quanh bằng cả con tim trí tuệ, sức mạnh tâm hồn của mình, thì gọi cái hạnh giác tha này. Rõ không? Khi mình tu tập tinh tấn mình đã tự giác rồi, phải giác tha nha. Giác tha còn nghĩa là thấy vô chùa thấy gì đẹp, giác tha về nhà. Vác không nổi nhờ huynh đệ vác phụ. Giác tha là làm việc cho huynh đệ bá tánh chúng sanh, giúp đỡ huynh đệ bá tánh chúng sanh phát triển đạo tâm, giúp đỡ gia đình mình biết tụng kinh niệm Phật ăn chay, đó là giác tha. Làm việc cho bá tánh chúng sanh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh ít nhất phải 50 năm đó. Trong 50 năm đó mình mới phát triển được trí đạo, hạnh đạo, tâm đạo. Mà trí đạo, hạnh đạo, tâm đạo phát triển rộng lớn rồi thì tánh đại từ đại bi sẽ rộng lớn vô cùng tận. Lúc đó giác hạnh mới viên mãn được. Nhớ chưa? Tự giác rồi phải giác tha. Hiểu chứ giác tha chưa? Giác tha là làm việc phụng sự bá tánh chúng sanh, những người xung quanh giúp đỡ học đạo tinh tấn giống mình, sống thiền giống mình, làm thiền giống mình. Đó là giác tha đó, là cái hạnh giúp đỡ phụng sự. Trên 50 năm sau thì giác hạnh mới viên mãn được. Rõ không? Tụng kinh nhiều rồi có đọc chữ tự giác rồi giác tha, giác hạnh viên mãn không? Có đọc cái đó không? Thì lúc đó thì giác hạnh mới viên mãn được. Còn ý là đã trở về với chư Phật như ý đó. Bây giờ hiểu chữ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn chưa? Rõ chưa? Làm được không? Từ giờ tới đi không được cằn nhằn, không được bắt bẻ lỗi lầm của người ta. Người tu, người Phật tử thuận thành chân chính là tuyệt đối không được thấy lỗi lầm của người bên cạnh. Nếu còn thấy là cái tôi phàm phu tục tử mình còn, cái tôi phàm phu tục tử mình còn quá nhiều quá lớn thì ông Phật mình sẽ nhỏ. Bây giờ người tu muốn ông Phật lớn hay ông Phật nhỏ? Ông Phật lớn thì cái tôi nhỏ, cái tôi lớn thì ông Phật nhỏ. Tôi càng lớn Phật tôi càng bé, tôi khổng lồ Phật sẽ biến luôn, nhớ không? Tôi là tội lỗi gốc nguồn, vì tôi si dại nên luôn hận thù. Tôi tham lam quá quên tu, trí tôi mê muội nên mù tâm linh. Dị đoan mê tín cầu xin, đồng này cốt nọ thần linh hộ trì. Thấy chưa? Bây giờ còn mê cái tôi nữa không? Không mê tôi thì ông Phật có cơ hội sống còn. A-di-đà Phật, chúc huynh đệ học đạo tinh tấn. Sự chia sẻ Trung Đạo rõ ràng không? Dễ hiểu không? Trung Đạo giảng tới 10 giờ. 10 giờ được mà thầy, phải hồi nãy 8 giờ 20 mà. 10 giờ là đủ á. Bây giờ cái sự chia sẻ rõ chưa? Rõ không? Dễ hiểu không? Dễ tu không? Làm được không? Chắc không? Hứa rồi đó nha. Hứa là phải làm, đừng có